chương 491, hôn lễ 3. Quang cảnh hôn lễ. Tất cả khách mời cũng đã lần lượt đến đông đủ, nâng ly nhộn nhịp, đứng ở bờ biển, thưởng thức phong cảnh của đám cưới tuyệt đẹp này. Thỉnh thoảng nhìn về phía vị trí người chứng hôn ở dưới khán đài, tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn hoàn cầu, các vị trí thân thuộc vẫn như cũ rỗng tuếch, đều mỉm cười nghĩ, không biết khi nào người chứng hôn mới tới. Tô Linh ngồi ở một bên, vẻ mặt có chút lo lắng lấy gương soi, trang điểm lại. Tô Thủy Kỳ quay đầu, mỉm cười nhìn về phía chị gái mình bộ dáng có chút khẩn trương, liền khó hiểu nói chị, chị đang làm gì vậy. Từ nãy tới giờ, thấy chị vẫn luôn lo lắng. Tô Linh hôm nay mặc váy dài màu trắng tao nhã, phía trước mang thắt lưng ngay eo, ngồi vào vị trí, lại có chút lo lắng, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ miễn cưỡng nói, em không biết, chị vừa nhìn thấy chị Trang đến, liền toàn thân không thoải mái, chị lần trước mặc một chiếc váy ngắn sanen đi xem catwalk, mặc dù cô ấy rất lễ phép nhìn chị, thế nhưng ánh mắt kia, chị một đời đều quên không được. Tô Thủy Kỳ hôm nay cả người mặc âu phục màu đen, không nói gì cười nói, vậy chị không cần để ý ánh mắt của chị ấy là được. Tô Linh nhìn hướng em trai, chân thành nói, em không hiểu trong thế giới của phụ nữ họ nghĩ gì đâu. Em đương nhiên không rõ, em đâu phải phụ nữ. Tô Thủy Kỳ quay đầu, nhìn về phía lễ đài không khí náo nhiệt. Bên kia biển rộng minh mông đang tuôn trào mãnh liệt. Hôm nay khả hình có đến không? Tô Linh tò mò nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, hỏi. Tô Thủy Kỳ nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, nói, không biết. Audio điện tử võ tấn bền. Lời vừa mới dứt cũng đã nghe thấy có người nói, Tổng Giám Đốc tưởng, người đến rồi. Các khách mời đám cưới đang ngồi trên bàn, nghe nói như thế, nhao nhao quay đầu, cuối cùng nhìn thấy tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen, với áo sơ mi bên trong màu trắng, cổ áo mở ra, phía trước cách cổ áo mấy đề xi mét có cài châm hoa, nhẹ nhàng phong độ, đẹp trai nghiêm nghị từ đại sảnh đi ra, đi theo phía sau là em gái của mình tưởng Tuyết Nhi. Cô hôm nay mặc váy ngắn lụa mỏng màu trắng, ngoài khoác áo khoác Hàn Quốc nhỏ cùng màu, trải tóc cao. Vẻ mặt mơ màng giống như búp bê xinh đẹp, tươi cười, bên cạnh là như mặt ôn nhu trước sau như một, chỉ thấy cô nhẹ vén làn váy, vóc người dịu dàng theo ở bên người tưởng thiên lỗi mộng ảo mê người như vậy khách nam có lẽ biết được cô đã không còn là thị trưởng phu nhân lại vẫn như trước say mê với vẻ đẹp của cô bốn tháng trước cuộc hôn nhân của cô cùng với thị trưởng rốt cuộc đi tới hồi kết nên đã tổ chức cuộc họp báo tuyên bố cuộc hôn nhân đã kết thúc gây ra dư luận xôn xao tất cả mọi người đều không đành lòng cho vị phu nhân thị trưởng thiện lương kia cũng không có quá nhiều người nói trách phạt nhất là khi biết được tình trạng bệnh trái tim của cô không lạc quan sau đó ba tháng tổng giám đốc tưởng cuối cùng cũng đứng ra nắm lấy đôi bàn tay của cô ấy, nói muốn chăm sóc cho cô một đời một kiếp, dù không có ai biết nội tình ra sao, nhưng vẫn chuyển nhau nói người đàn ông này có trách nhiệm, dù sao bọn họ từng là thanh mai trúc mã. Sự việc cứ như vậy kết thúc, dù vậy có người vẫn dở thủ đoạn nói, tưởng thiên lỗi là một nhân vật lớn như vậy, lại cùng thị trưởng phu nhân ở cùng một chỗ. Còn có người lại nói đoạn thời gian gần đây bọn họ ở cùng một chỗ, đã vậy còn công khai tham dự rất nhiều buổi tiệc, cùng các buổi từ thiện ở những nơi công cộng, còn quan tâm yêu thương trước mặt nhiều người. Mọi người cũng dần dần chấp nhận. Nhưng nghe nói hàn lão ra vẫn không bày tỏ thái độ gì, tóm lại là cảm thấy như mặt muốn bước chân vào cánh cửa hào môn này, vẫn là không biết được sẽ như thế nào. Toàn bộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tưởng thiên lỗi dẫn hai người con gái anh yêu mến, cùng tiến tới hoàn á hướng mọi người mỉm cười thăm hỏi, cảm ơn bọn họ hôm nay tới tham dự hôn lễ của Mạn Hồng. Sau đó nâng lên sâm panh, Hướng tới khách mời tham gia hôn lễ, cảm ơn. Tất cả các khách mời cũng đứng lên, hướng về Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nâng ly, chúc mừng khách sạn Á Châu đã có năng lực mạnh như vậy mà lại còn rước được mỹ nhân xinh đẹp động lòng người về. Tưởng Thiên Lỗi cùng các giám đốc điều hành nâng ly, cảm ơn mọi người đã đến. Đọc truyện nhanh nhất tại THX mặt cười, do mặt cười, CTA mặt cười, Uyên mặt cười com. Thế nhưng, Tưởng Thiên Lỗi nâng ly bên cạnh hướng về các vị quan khách. Mắt nhẹ nhàng đảo qua một lượt, nhìn về phía xung quanh khách mời, nhàn nhạt hỏi Tổng Giám Đốc Trang đâu. Đông Anh đứng ở phía sau, lập tức nói, hình như còn chưa tới, có cần hối thúc không ạ? Hôn lễ khi nào bắt đầu, tưởng thiên lỗi nói chậm hỏi. Ước chừng 45 phút sau, Đông Anh lập tức nói. Tưởng thiên lỗi cũng không hề lên tiếng nữa, nâng ly nhấm nháp chút rượu đỏ. Gió nhẹ nhàng thổi, nơi xa đó có tòa kiến trúc nằm bên bờ biển, cao chót vót vô cùng bí ẩn. Một bóng dáng dịu dàng, theo ánh sáng lờ mờ, chỉ nhìn thấy một màu đen, tay cầm ly rượu đá, nhìn chăm chăm vào cảnh hôn lễ ở phía dưới, hai tròng mắt như những viên đá quý, vào lúc này, nhấp nháy, lóe ra ánh sáng. Trang ngải lâm mặc chiếc váy dài gợi cảm thấp ngực, màu đen, phía trước đeo thắt lưng ngang eo, áo khoác cánh rơi màu trắng, nhẹ phủ lên trên đôi vai gầy. Búi tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng, thoang thoảng hương thơm của cỏ, đi vào không gian trang nhã, Nhìn về phía bên cửa sổ một bóng lưng ôn nhu, ngửa mặt nở cười chế giễu, nói, xảy ra chuyện gì? Cô im lặng không lên tiếng, hai tròng mắt ảm đạm, nhưng có chút ánh sáng đang từ từ ngưng tụ. Tôi đã nghe nói về chuyện của cô. Trang Ngải Lâm bước chậm chạp, giống như linh hồn thần bí, đi tới bên cửa sổ, cũng nhìn về phía cảnh hôn lễ ngoài cửa sổ, nói, thông thường trong những trường hợp như vậy, tôi sẽ khuyên cô đi tìm cái chết. Cô hơi nghiêng mặt, Trang Ngải Lâm nhẹ nở một nụ cười chế giễu, lại nói, nếu như cô còn yêu cậu ta, cô muốn thể hiện tình yêu trung thành nhất của mình với cậu ta, vậy, cô đi chết đi. Cô sừng sốt, nếu như cô không muốn chết, chứng tỏ cô cũng không yêu cậu ta sâu nặng lắm. Như vậy, cô dựa vào cái gì đi oán hận cậu ta? Trang Ngải Lâm tiếp tục nói, cô đang suy nghĩ, nếu như cô vẫn còn yêu cậu ta, liền đi cướp về. Nếu như cô cảm thấy cậu ta không đáng như vậy liền dứt khoát ra đi một cách xinh đẹp để cậu ta có thể thông suốt đây là hai sự lựa chọn của người thông minh thông thường tôi chỉ đánh giá cao hai loại người này ở giữa cái loại hối hận này đó là chính mình muốn tìm chết và cũng không có trường hợp đặc biệt nào cả cô muốn trở thành một người thông minh hay là kẻ ngu dốt tự mình lựa chọn đi cô có thể không đi không ai ép buộc cô trang ngải lâm nói xong liền ôm vai xoay người không chút miễn cưỡng đi ra ngoài Cô vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, hai tròng mắt bắt đầu lóe sáng. Bên ngoài phòng khách, Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế sofa, im lặng không lên tiếng, dường như đang chờ đợi cái gì, mặt không biểu lộ tình cảm. Cửa mở ra, anh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chị gái đang lạnh lùng đi ra, anh đã có câu trả lời, liền đứng lên, chuẩn bị cùng chị gái đi ra ngoài. Ai biết khi sắp sửa ra ngoài trong nháy mắt, cánh cửa nhẹ nhàng mở, bước ra một chiếc giày cao gót màu bạc hai người bọn họ cùng xoay người, nhìn về phía cô. Cô cũng mỉm cười, nhìn về phía bọn họ. Trang Ngải Lâm nhìn vào thái độ của cô, đột nhiên mỉm cười với sự hài lòng. Hiện trường hôn lễ, vẫn như cũ náo nhiệt sôi trào. Tất cả mọi người tay nâng ly sâm panh, nhao nhao mỉm cười bàn về hôn lễ hôm nay, như trong mơ vậy. Tưởng thiên lỗi cũng nhẹ ôm bên hông như mặt, cùng các khách quý mỉm cười. Một tiếng, tổng giám đốc trang tới mọi người lập tức nhìn ra xa mà đi. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia thảm đỏ, quả nhiên, nhìn thấy trang hạo nhiên mặc âu phục màu đen sọc, bên trong với áo sơ mi màu xanh nhạt. Phía trước ngực cài châm hoa màu xanh, theo thói quen anh nhiệt tình nở nụ cười ấm áp, theo sau là các giám đốc điều hành của Hoàn Á, ai cũng cao to, đẹp trai đi lên thảm đỏ, lấy thân phận là chủ khách quý của hôn lễ hôm nay, hướng về các quan khách mỉm cười, giơ tay, gật đầu, tất cả mọi người vội vã hướng về anh nâng ly. Trang Hạo Nhiên cũng giơ tay, tươi cười, tiêu sái nâng lên một ly Lafite 2000, hướng các quan khách mời rượu, cười nói cảm ơn các vị tới hoàn cầu tham gia hôn lễ của hai nhân viên tâm đắc nhất của chúng tôi. Tất cả khách mời đều mỉm cười nhìn về phía anh nâng ly. Trang Hạo Nhiên nhấp một ngụm rượu, vừa nhìn đến Tô Linh đứng ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, anh lập tức cười đi qua, ôm lấy hai má cô, chơi xấu nói, Tô Đại Tiểu Thư, nhìn không thấy chị gái của tôi, cô nhất định thở phào nhẹ nhõm đi. Nói bậy, Tô Linh cố ý chừng anh. Trang hạo nhiên ngửa mặt cười to, hiện trường bầu không khí thoáng cái càng sống động. Anh đầu tiên là cùng Tô Thủy Kỳ cùng ly, cảm ơn anh đã nể mặt, lại nhìn xung quanh toàn cảnh hôn lễ như mơ, rốt cuộc nhìn thấy tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi ánh mắt lãnh đạm, vẫn như cũng mang theo vài tia tức giận, nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cũng mỉm cười nhìn về phía hắn, ánh mắt lợi hại chợt lóe, vẫn còn chưa quên cách đây không lâu, hắn từng muốn đâm sau lưng mình. Mọi người nhao nhao đang bàn tán, hôn lễ sắp bắt đầu, xin mời các vị ổn định chỗ ngồi, lại nghe thấy có người hô lớn, trang ra đại tiểu thư tới. Mọi người sửng sốt, đây là nhân vật trong huyền thoại, vẫn luôn làm cho người ta hết sức tò mò. Tưởng thiên lỗi đang nâng ly cũng ngưng lại, như mặt không hiểu nắm chắc cánh tay anh. Mọi người cùng nhau xoay người, nhìn về phía đầu kia thảm đỏ một trận gió mạnh thổi từ đâu đến nhằm phía hai bóng hình xinh đẹp ở đầu kia thảm đỏ trang ngải lâm mặc váy dài màu đen vẫn như cú khoác áo khoác màu trắng tay cầm túi sách ra thật màu đen bên ngoài túi sách đính các viên đá quý màu đen chiếu sáng lấp lánh giày cao gót màu đen bước đi hướng bờ biển gió thổi bay tả váy dài cô xinh đẹp ma mị giống như nữ vương thống lĩnh thế giới hắc ám mọi người trong nháy mắt đều bị cô hấp dẫn còn có vài người đẹp lại kìm lòng không được nhìn về người con gái kỳ lạ phía sau Trang Ngải Lâm, có chút giật mình vì vẻ đẹp của cô ấy. Cô, một váy dài màu vàng ôm ngực, trên váy dùng những sợi kim tuyến cắt may khéo léo tạo thành những họa tiết hoa văn phức tạp, ở trong gió tung bay. Váy dài vòng cung mở, cư nhiên có thể thấy được, trên váy là họa tiết hoa văn thành cổ độc đáo, đây không phải là người bình thường có thể có được, mọi người lại sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia. Chỉ thấy cô tóc quan thời thượng màu dám nắng, ở phía sau đầu búi cao khuôn mặt trang điểm thanh nhã lộ ra cái cần cổ khêu gợi phòng cổ làm bằng ba viên bảo thạch màu đen dài ngắn không đồng nhất tay nắm túi sách chân đi đôi giày cao gót màu bạc vẻ mặt bình tĩnh tươi cười nhìn về phía mọi người dường như đó vốn là vẻ đẹp cao quý trời sinh đẹp quá có người kêu nhỏ tưởng thiên lỗi đứng ở một bên nâng ly nghe những lời này liền chậm chạp xoay người nhìn về phía đầu bên kia thảm đỏ nhìn thấy một cô gái váy dài màu trắng bạc khí phách 10 phần, tóc búi cao, mắt to linh động, sống mũi nhọn, bờ môi đỏ mọng như lửa, đều toát ra một loại khí chất thâm trầm mà đặc biệt xinh đẹp. Hai mắt của anh bỗng chốc thất thần, tay cầm chén rượu, nhìn về phía cô đã cùng Trang Ngải Lâm cùng đi vào hiện trường hôn lễ, cùng mọi người lễ phép mỉm cười gật đầu, từng khuôn mặt quen thuộc. Cô hôm nay vẻ xinh đẹp đã không còn sót lại chút gì. Ký ức trong quá khứ, nháy mắt tan vỡ. Trang Ngải Lâm hơi kéo váy áo, luôn luôn không có thói quen cùng mọi người chào hỏi, cùng đường khả hình yêu nhã bước đến, bỏ qua. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tư thái nữ vương, đi về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi đứng ở bên này thảm đỏ, chăm chú nhìn về phía cô. Như mặt xoay người, nhìn thấy đường khả hình sắc bén, xinh đẹp như thế, khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt. chương 492, Hôn lễ 4 Hôm nay, tôi đi về phía cô, có thể chứng tỏ được điều gì? điều gì cũng không chứng tỏ được thì ra có thể gặp lại nhau cũng là do số phận đã sắp đặt có lẽ tôi đã được định sẵn là phải chấp nhận trang ngải lâm cùng đường khả hình một thân váy dài màu đen nhẹ nhàng giống như nữ vương thống trị thế giới u linh thần bí mỉm cười hướng tới trước mặt tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình đôi mắt nóng lên người không nhúc nhích đường khả hình vẻ mặt quyến rũ nhìn về phía tưởng thiên lỗi giống như người xa lạ không lên tiếng cả người như mặt run rẩy nhìn đường khả hinh, nhớ tới những lời chúc phúc kia, trái tim chợt lạnh đi, khẩn trương và còn có chút đau đớn. Như Mạt, trong nháy mắt, Trang Ngải Lâm gọi tên như mặt, nhíu mày nói trái tim cô không việc gì chứ. Như mặt liền cúi đầu, tỉnh táo nói, không, không có việc gì, cảm ơn chị đã quan tâm. Tưởng thiên lỗi, Trang Ngải Lâm nhìn về phía tưởng thiên lỗi, thẳng thắn gọi. Tưởng thiên lỗi vẫn như cũ chăm chú nhìn về phía đường khả hinh, mái tóc nâu uốn xoăn thả bồng bềnh để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy vẻ cá tính, kiêu ngạo, xinh đẹp. Cô gái đã từng vì yêu mà lặng lẽ rơi lệ, cúi đầu che khuất một bên má của mình, giờ cũng đã như làn khói bay đi rồi. Đường Khả Hinh nhìn vẻ kích động trong con mắt của Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên cười ở trước mặt như mặt nhẹ nhàng nói: Tổng giám đốc Tưởng, trên mặt tôi có vết như sao? Lòng như mặt nhói đau, sợ hãi cùng bất an nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhưng anh vẫn cứ như vậy nhìn đường khả hình, không có cách nào rời mắt được. Cách nơi này không xa, Trang Hạo Nhiên cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, chỉ là khẽ cười, cũng không đi qua đây. Trang Ngải Lâm nhìn vẻ mặt của tưởng thiên lỗi vẫn không nhúc nhích, nhịn không được cười lớn, khẽ gọi, thiên lỗi, hồn của cậu bay đi mất rồi à. Tưởng thiên lỗi rốt cuộc lấy lại tinh thần, trầm ngâm suy nghĩ mất mấy giây, mới khó tin nhìn về phía đường khả hình. Lúc này, nhân viên phục vụ B khai qua, đưa tới hai ly rượu đỏ, đều là rượu đỏ năm 1980. Trang Ngải Lâm cùng đường Khả Hinh mỉm cười đồng thời nâng ly. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng xoay tròn ly rượu đỏ, dơ lên, vừa uống xong ly rượu, hạ thấp mi mắt nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Ánh mắt anh nóng bỏng, chăm chú nhìn cô. Đường Khả Hinh cười trừ một tiếng, buông ly rượu trên tay, bất đắc dĩ nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Ở phía sau, Trang Ngải Lâm cầm ly rượu, xoay người lặng lẽ rời đi như mặt ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi, thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía đường khả Hinh, thái độ kích động. Lòng của cô đau nhói, đôi mắt ngấn lệ, nhẹ giật ống tay áo của anh nhưng anh vẫn như cũ, người không nhúc nhích. Đôi mắt đường khải Hinh lóe lên tia sắc bén, nhìn về phía như mặt, nhẹ nhàng nói, như mặt tiểu thư, nghe nói tháng tư này, cô cùng thị trưởng đã ly hôn, cuối cùng tình yêu thanh mai trúc mã của cô cùng tổng giám đốc tưởng đã được đơm hoa kết trái. Tại đây, tôi chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc, ân ái ngọt ngào cả đời. Như mặt nghiêng mặt không dám lên tiếng, tưởng thiên lỗi vẫn nhìn cô như trước, hai con mắt xẹt qua một tia đau đớn. Trang ngải lâm nhìn hắn, bằng ánh mắt sắc bén, đường khả Hinh nhíu mày nhìn vẻ mặt cùng thần thái rằng co của hai người bọn họ, nhịn không được cười nói tôi không nên xuất hiện ở đây phải không, làm hai người khiếp sợ rồi. Còn không có chuẩn bị trước, hay là, đọc nhanh tại THICS do CT Duyên co em mờ. Đôi mắt cô rũ xuống, liền nhớ tới đêm mưa hôm đó, chính mình nằm ở trên giường phẫu thuật, nghe nhã tuệ gào khóc, nói có người muốn lấy đi trái tim của cô cho người phụ nữ anh yêu quý nhất. Cô nhớ đã nghe giọng nói của anh, nghe anh nói một câu, hãy cứu cô ấy, cầu xin các người hãy cứu lấy cô ấy, cầu xin các người. Nếu anh không im lặng thì cô có thể tha thứ cho anh. Nhưng không, cho đến khi những người đó mạnh mẽ đi tới, muốn lấy ra trái tim của cô, anh vẫn im lặng vẫn im lặng, im lặng. Đôi mắt cô run rẩy phẫn nộ, đột nhiên cảm thấy rất thú vị cười ra tiếng, cười đến có chút run rẩy, có chút kích động, Trang Ngải Lâm nhìn thấy mọi chuyện nhưng không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Như Mạt. Cả người Như Mạt liền chấn động, không dám nhúc nhích, mặt dán chặt ở trong lòng Tưởng Thiên Lỗi. Tổng giám đốc Tưởng, Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mềm giọng nói, khi nói chuyện với người khác, lúc nào anh cũng giữ im lặng như vậy sao? Cuối cùng Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nụ cười của cô vẫn trong trẻo nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu xa, thở nhẹ một hơi mới nhìn về phía cô, hé môi nói có chút im lặng, đích thực là đáng chết. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, trong đôi mắt còn hiện lên chút tình ý, đột nhiên cao hứng cười rộ lên, nói, "Vậy anh cảm thấy vì sao im lặng lại đáng chết?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của Đường Khả Hinh, lại thấy rõ vẻ giận dữ cùng kích động trong ánh mắt cô chậm rãi nói im lặng là chuyện vốn không thể tránh được. Không thể làm gì được, chính là đáng chết, vẻ mặt đường khả hinh mang chút đồng tình nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi nhìn thấy cô có vẻ đồng tình, tức khắc anh cảm thấy thật vui vẻ. Đôi mắt đường khả hinh xẹt qua một tia ôn nhu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, mỉm cười mà cảm xúc nói, đúng vậy, chuyện đáng chết vốn không thể tránh được, giống như tôi từng nằm trên giường bệnh, có người muốn đem trái tim của tôi hiến cho một người khác, nhưng tôi lại chỉ có thể im lặng, bởi vì khi đó tôi thật sự muốn chết đường khả hinh khổ sở cúi thấp đầu đôi mắt hiện lên vẻ ôn nhu mà đau lòng lại nhanh chóng thay thế bởi một tia phẫn nộ mỉm cười nói với tưởng thiên lỗi anh có biết vì sao tôi lại bị thương phải vào viện không đó là bởi vì tôi bị người ta đâm một dao trong nháy mắt tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên hai mắt run run đau đớn nhìn về phía cô bản thân hiểu được có người muốn hại cô ha 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 đường khả hinh nhịn không được lại cười rộ lên không kìm được lòng mình Nâng ly rượu đỏ lên uống. Ở phía xa, Trang Hạo Nhiên đang nhìn về phía cô. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tâm như bị ai xé rách. Đường Khả Hinh đột nhiên hỏi, anh có biết im lặng là gì không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn thật sâu về phía cô, con người run rẩy, thật đau. Sắc mặt cô phấn chấn, đôi mắt lạnh lùng mà dứt khoát nhìn về phía anh nói, im lặng là giống như lúc tôi nằm bất lực ở trên bàn mổ khi đó. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt nhìn cô, như mặt cũng khiếp sợ nhìn cô ở bên cạnh sắc mặt đông anh cũng trở nên tái nhợt lúc đó cảm giác của tôi chính là như vậy đường khả hinh mỉm cười nâng ly rượu trong tay lên dáng vẻ phong tình quyến rũ hướng tới tưởng thiên lỗi ánh mắt anh lập tức nhìn vào cô đường khả hinh lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt anh ánh mắt chợt lóe lên quay sang phía như mặt đang khẩn trương cười nói như mặt tiểu thư vẻ mặt như mặt chợt run rẩy từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hinh đường khả hình nhìn về phía như mạt cười lạnh nói cô phải giữ thật tốt tấm vé máy bay đi luân đôn kia đó cả người như mạt run lên không dám lên tiếng đường khả hình thu lại ánh mắt ngẩng đầu lại nói tiếp không biết vé máy bay kia có trả lại được không nếu như có thể trả lại thì thật tốt vì trên thế gian này bất kỳ một khát vọng nào đều tựa như giấc mộng cô vốn đang sống một cuộc sống hạnh phúc nhẹ nhàng cần gì phải quá cố chấp tỏ vẻ ngây thơ đơn thuần còn nữa thật tâm cô còn không nói ra được lời yêu. Ánh mắt như mặt run rẩy, tưởng thiên lỗi phẫn nộ nhìn đường khả hình, nhưng cô vẫn hướng về phía như mặt nhanh chóng nói tiếp, nhìn lại một chút người đàn ông ở bên cạnh cô đi, lúc cô bị thương, anh ấy bất quá cũng chỉ im lặng mà thôi. Đường khả hình, tưởng thiên lỗi gầm nhẹ lên với cô, đường khả hình hướng ánh mắt về phía anh đột nhiên cười, tổng giám đốc tưởng, anh gọi tôi sao? Sau này, có gặp nhau mong anh cũng đừng gọi tên tôi, bởi vì tôi và anh không có quan hệ gì. Nếu như sau này, anh muốn tôi đáp lại, xin gọi một tiếng. Đường tiểu thư, tưởng thiên lỗi nắm chặt ly rượu đỏ trong tay, liền muốn tiến lên. Trong nháy mắt, đường khả hinh xoay người, hai mắt run rẩy ngấn lệ, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng xông lên nhưng đột nhiên bị trang ngải lâm chặn lại. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, mang theo phần kính trọng, lạnh giọng gọi một tiếng, chị. Trang ngải lâm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói thật là trùng hợp. Nó cũng gọi tôi một tiếng chị, mặc kệ duyên phận sau này có như thế nào, nhưng bây giờ nó là em gái của tôi. Nếu làm cho tâm trạng tôi không tốt, liền đem 12% cổ phần của tôi ở Á Châu tặng cho nó. Ánh mắt tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, trang ngải lâm tay cầm ly rượu đỏ, mỉm cười đi ra chỗ khác. Tưởng thiên lỗi vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng của đường khả hình, hai bàn tay nắm chặt lại. Đường khả hình nhấc làn váy dài, bước nhanh qua đoàn người đang đứng, sắc mặt tái nhợt, kích động cùng phẫn nộ đi về phía trước. Trang hạo nhiên dõi theo bóng dáng của cô đang đi chuyển, cuối cùng để ly rượu xuống, bước nhanh về phía trước. Đường khả hình đi qua vô số người rốt cuộc đi tới nơi có tấm lụa trắng phủ xuống, tay cầm ly rượu đỏ, đưa lên miệng uống. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, quay đầu lại, thấy người đến là Trang Hạo Nhiên, cô bực bội hất tay của anh ra, lại nâng ly rượu lên muốn uống tiếp. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lạnh đi, giành lấy chén rượu của cô, để ở trên bàn. Đường Khả Hinh tức giận muốn đẩy anh ra, sau đó tiếp tục rót rượu. Bên này, một thân ảnh màu đen đang đi tới. Con người của Trang Hạo Nhiên chợt lóe lên, bỗng nắm chặt lấy bàn tay của Đường Khả Hinh kéo vào trong ngực mình, nhanh chóng đem môi mình phủ lên đôi môi của cô. Ưm. Ừ. Hai mắt Đường Khả hình mở to, kinh ngạc nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt đang run rẩy của cô, đôi mắt xẹt qua một tia đau lòng, lại không nói gì thêm. Nếu như em muốn chiến thắng, anh sẽ giúp em. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên ngoài tấm lụa trắng nhìn thấy một màn này, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt nóng lên. Chương 493, Hôn lễ 5. Anh ấy đi rồi. Trang Hạo Nhiên buông ra vẻ mặt lạnh như băng, nhìn về phía đôi mắt, nước mắt cũng đã cạn của Đường Khả hình trên khuôn mặt lai hiện lên vẻ lạnh nhạt, nói, nếu em muốn làm cho người đó nhìn thấy em kiên cường như vậy thì lúc xoay người bỏ đi đừng trở nên yếu đuối. Đường khả hình hai mắt run rẩy thống khổ, cùng ái náy nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt này của cô, lại không để ý nữa, xoay người bỏ đi. Đường khả hình đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh ngày càng xa, mới khẩn trương muốn đuổi theo, lại nghe có người hô to, hôn lễ sắp bắt đầu, xin mời các vị tân khách vào chỗ. Các vị khách mời vừa nghe, liền lập tức đi tới hai bên chỗ ngồi, nhìn thấy chỗ ngồi được chỉ định liền ngồi xuống. Mà người đại diện hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu được mời làm chứng hôn lên ngồi hai bên vị trí trên sân khấu. Đại diện hai tập đoàn là tổng giám đốc Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên mời Tô Linh và Tô Thủy Kỳ lên ngồi trên ghế chủ tịch, tiếp đến là Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên lần lượt ngồi ở hàng ghế thứ nhất, bên cạnh là ban giám đốc hai tập đoàn. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng kéo váy cùng với Trang Ngải Lâm ngồi ở hàng ghế thứ hai. Tô Thủy Kỳ ngồi ở vị trí chủ trì quay đầu lại nhìn đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía đường Khả Hinh. Hai tròng mắt thoáng qua mấy phần lợi hại. Như mặt ngồi vị trí bên dưới nhìn bóng lưng tưởng Thiên Lỗi, trong lòng có một nỗi sợ hãi đang trào dâng, hai tay dùng sức nắm chặt túi sách. Lúc này, một hồi ca khúc trong hôn lễ bắt đầu vang lên. Màn hình trên sân khấu lúc này có một đôi nam nữ mới xuất hiện ở đại sảnh khách sạn Á Châu, các vị tân khách nhiệt liệt vỗ tay, tỏ vẻ chúc phúc. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, suốt cuộc tàu anh Kiệt cũng dắt được tay Trần Mạn Hồng mặc áo cưới đang mỉm cười đứng trên lầu hai trước lan can nhìn xuống khách sạn Á Châu thấy các đồng nghiệp quản lý mặc đồng phục khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đứng dưới đại sảnh trải thảm đỏ, mọi người vỗ tay chúc mừng. Trần Mạn Hồng cảm thấy thật xúc động, nhìn về phía dưới mọi người đều lộ ra nụ cười thật tình chúc phúc. Nhớ tới đã làm việc ở đây gần 10 năm, từ một cô gái cho tới ngày hôm nay, những tưởng hạnh phúc chỉ là thoáng qua, tới tuổi trưởng thành, khi cứ nghĩ rằng có lẽ cô sẽ cô độc cả đời nào ngờ gặp được Tào Anh Kiệt, tình yêu cứ như là mơ, còn chưa có bắt đầu cũng đã ở bên cạnh nhau, tuy không có mãnh liệt nhưng sẽ yêu nhau đến trường tồn vĩnh cửu. Đôi mắt cô phiếm hồng, lan cả sang đôi má đỏ, quay đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt, khuôn mặt đẹp trai nhìn về phía Trần Mạn Hồng, nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ đặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô trong đôi bàn tay to ấm áp của mình. Trần Mạn Hồng kìm lòng không được, ôn nhu nở nụ cười, nước mắt lăn dài hai bên má cô, nước mắt của sự hạnh phúc. Tào Anh Kiệt cúi xuống, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói nhỏ, "Đừng khóc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, tương lai sau này, anh và em sẽ mãi mãi như vậy." Trần Mạn Hồng cười nghẹn ngào, Đi thôi, Tào Anh Kiệt nhẹ nhàng đỡ Trần Mạn Hồng đi xuống cầu thang trải thảm đỏ từng bước một hướng tới lễ đường. Lâm Sở Nhai dẫn đầu đội phù rể phù dâu, mỉm cười, theo sau là Trần Mạn Hồng nâng váy dài 10 thước, đi xuống cầu thang, tiếp đến là Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng, Lãnh mặc Hàn và Tiểu Nhu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Suốt cuộc Tào Anh Kiệt cũng đỡ được Trần Mạn Hồng đi xuống hết các bậc cầu thang, dọc theo hướng thảm đỏ đi tới đại sảnh khách sạn Á Châu. Tất cả các đồng nghiệp, nhân viên nhiệt liệt vỗ tay bao gồm cả lão đầu bếp ngược tôn có quan hệ rất tốt với trần mạn hồng cũng cảm động vui mừng vỗ tay nhất là quản lý thiên tuệ với trần mạn hồng quan hệ rất tốt hôm nay thấy cô mặc một thân váy cưới gả cho người chồng như ý liền kìm lòng không được rơi lệ nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy vội vã xoay người lau đi tào anh kiệt cùng trần mạn hồng đứng ở trước cửa chính đại sảnh nhìn về phía tất cả đồng nghiệp trong tiếng vỗ tay chúc phúc cũng không kìm được nghẹn ngào cũng vào lúc này Tổng giám đốc Hoác Minh, đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía Trần Mạn Hồng cũng có chút kích động nói, Mạn Hồng, cô ở nơi này công tác đã 10 năm, tôi ở chỗ này nhìn cô từ một cô thiếu nữ 20 tuổi trưởng thành được như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Với sự dẫn dắt của cô, phòng ăn ngựa tôn, vẫn không ngừng từng bước phát triển. Thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô ảnh hưởng tới rất nhiều người, 10 năm, cô cho tới bây giờ đều không giả dối, tận tình trong công việc, dù thân thể không thoải mái vẫn cố gắng đi làm, tôi, đều đặt ở trong lòng. Nhưng tôi tôn trọng cô ở thái độ làm việc, cô là một cô gái tốt đáng để quý trọng, Á Châu của chúng ta cũng chính là có một quản lý tốt nhất như vậy. Trần Mạn Hồng trong nháy mắt rơi lệ, tay cầm hoa cưới, thấp đầu run rẩy. Tào Anh Kiệt hai mắt cũng phiếm hồng, cảm động nhìn về phía Tổng Giám Đốc. Hôm nay là ngày vui của hai người, nếu đã chọn khách sạn là nơi xuất giá, vậy tôi cũng thay mặt toàn bộ công nhân viên khách sạn coi như là người nhà. Chúc phúc cho cô, Hoác Minh lại nói tiếp, cũng có chút kích động, hai mắt hiếm hồng. Trần Mạn Hồng nghẹn ngào khom lưng cảm tạ, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Được rồi, Hoác Minh cảm động nói xong, liếc nhìn Tào Anh Kiệt cười nói, Phó Tổng Giám Đốc Tào, Mạn Hồng của chúng tôi giao cho cậu, trăm phần yên tâm, nhưng tương lai, nếu cậu bắt nạt cô ấy, thì chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, Tào Anh Kiệt kích động nói. Tốt, vậy tôi trước tiên chúc phúc cho hai người, đi thôi, ra khỏi cửa khách sạn không cần quay đầu lại nữa, coi như nhà có con gái gả ra ngoài, liền như bát nước đổ đi, Hoắc Minh cười cười hơi đứng lại. Trần quản lý, chúc mừng chị, tất cả đồng nghiệp trong khách sạn đều vỗ tay chúc mừng. Mạn Hồng, Thiên Tuệ nhìn về phía Trần Mạn Hồng cảm động khóc nói, cô nhất định phải hạnh phúc đấy. Trần Mạn Hồng nhìn về phía mọi người, lại cười khẳng định. Tào Anh Kiệt nhìn về phía mọi người gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Trần Mạn Hồng cùng nhau chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh khách sạn. Phanh 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 một tiếng vang thật lớn. Xa xa, du thuyền chở khách trên biển của khách sạn Á Châu, trên cao vang lên âm thanh pháo hoa mừng hạnh phúc. Rung động cả một bầu trời. Rất nhiều giấy màu theo gió tung bay, bờ biển 12 quả bóng thật to đồng thời bay lên, ở giữa biển xếp thành dòng chữ Mạn Hồng, anh yêu em. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn về phía những quả bóng thật lớn kia. Tào Anh Kiệt mỉm cười dẫn bà xã chậm rãi đi về phía trước. Hai bên thảm đỏ có vô số những bong bóng màu sắc huyền ảo nhẹ nhàng bay lên, tràn ngập cả một bầu trời. Đôi vợ chồng mới cưới liền cứ như vậy dọc theo thảm đỏ thật dài từ khách sạn Á Châu đi tới bờ biển nơi lễ cưới được tổ chức. Tiếng vỗ tay ở bờ biển nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh kích động quay đầu, nhìn về phía Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng đang bước từng bước một đầy thơ mộng, lãng mạn trên thảm đỏ đi về phía bên này, nhất là Trần Mạn Hồng tà váy dài 10 thước, duyên dáng thước tha, thật xinh đẹp. Cô thật lòng vỗ tay chúc phúc cho họ. Ở hai bên nhà kính trồng hoa, 12 hoa đồng, mặc váy trắng như những thiên thần, mỗi người tay cầm giỏ hoa nhỏ, bắt đầu hát vang những câu ca chúc mừng. Hai bên là những hàng hoa thật dài nối tiếp nhau, vô số bong bóng lại bắt đầu bay lên, tùy ý mà bay ở trong gió phấp phới, lấp lánh như ngàn hạnh phúc đang vẫy gọi. Hôn lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Ba đoàn diễn tấu cùng một lúc được chỉ huy, bắt đầu huy động đôi tay, khởi tấu, thanh âm lay động lòng người hôn lễ khúc quân hành. Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt hai người đã đứng ở đầu bên kia, nhìn về phía quan khách tất cả đều đứng lên, nhìn về phía mình nhiệt liệt vỗ tay, hai người bọn họ rốt cuộc bắt đầu có chút khẩn trương tiến đến. Người anh em, cố lên, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lần đầu tiên làm phù rể, cũng có chút khẩn trương tiến vào. Tào Anh Kiệt gật đầu, đè nén cảm xúc khẩn trương trong lòng, hắng giọng một cái, mới vui vẻ hạnh phúc sát Trần Mạn Hồng, cùng nhau tiến vào lễ đường, chậm rãi hướng tới lễ đài. Tiếng vỗ tay lại lần nữa nhiệt liệt vang lên. Không gian tràn ngập những quả bong bóng màu hồng phấn. Ngoài bờ biển đội chỉ huy trên du thuyền, huyết sáo một tiếng, 12 chú cá heo nhỏ, ở ngoài khơi, không ngừng nhảy múa. Tất cả các vị khách đều bị một màn này làm cho kích động mà dối rít gọi. Trong bầu không khí hân hoan vui mừng ấy, đôi vợ chồng trải qua những hàng hoa thật dài, đi tới đài chứng hôn, cùng đứng thẳng mỉm cười. Phù rể cùng phù dâu phân ra đứng ở hai bên, mỉm cười chờ đợi. Khúc hợp sướng vang lên, rốt cuộc chậm rãi dừng hẳn lại, các vị tân khách liền ổn định chỗ ngồi, xung quanh chỉ còn âm thanh của những tiếng sóng biển dịu dàng vọng lại. Người chủ trì nhìn thấy hai người đã đứng ở trước lễ đài tràn ngập những bông hoa bách hợp trắng, liền trong không gian im lặng, Mời hai vị chứng hôn lên trước lễ đài, nói lên những lời chúc mừng. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng gọi, liền đồng thời nghiêm túc đứng dậy, đẹp trai mà phong độ chỉnh trang lại âu phục, hai thân ảnh cao lớn mà nghiêm nghị, toát ra khí chất quân vương, từ dưới lễ đài, qua ba bậc cầu thang, chậm rãi đi đến trước lễ đài, nhìn về phía cô dâu chú rể, đồng thời mỉm cười. Mời tổng giám đốc Tưởng gửi lời chúc mừng trước, người chủ trì mỉm cười yêu cầu. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, trong không gian yên lặng, đi tới trước đài chứng hôn, nhìn về phía Trần Mạn Hồng hôm nay mặc áo cưới tuyết trắng, xinh đẹp yêu kiều có chút xấu hổ mỉm cười, hạnh phúc như vậy. Anh hơi ngừng lại, rồi mới thật tình mỉm cười nói, Mạn Hồng, cô là một trong những quản lý xuất sắc ở khách sạn Á Châu chúng ta, cô là người thận trọng, cô luôn bình dị, gần gũi, với tất cả nhân viên ở khách sạn, cũng vì sự khâm phục này, hôm nay là ngày cuộc đời cô bước sang một trang mới đầy hạnh phúc. Tôi hy vọng cô có thể lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc này, được ở bên người cô yêu, cảm ơn ơn anh ấy đã mang lại hạnh phúc cho cô. Đồng thời, tôi cũng thay mặt cho toàn thể nhân viên khách sạn Á Châu, nói một câu chúc phúc cho cô, nhiều năm như vậy, cô đã cũng đã vất vả rồi. Trần Mạn Hồng lại lần nữa bị cảm động cúi đầu, cố nén nước mắt. Tương lai, tôi tin tưởng cô sẽ thật hạnh phúc, bởi vì Phó Tổng Giám Đốc Tào là một một người đàn ông tốt, dũng cảm, quyết đoán và trung tình. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong lời chúc toàn trường lại lần nữa nhiệt liệt vang lên những tiếng vỗ tay. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng, Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt đồng thời cúi người cảm ơn. Xin mời Tổng Giám Đốc Trang lên nói lời chúc mừng, người chủ trì mỉm cười nói. Trang hạo nhiên dơ lên khuôn mặt đẹp trai tươi cười, đứng ở giữa đài chứng hôn, nhìn về phía khuôn mặt anh Tuấn của Tào Anh Kiệt, thật tình nói, anh Kiệt, con người khi còn sống, cần phải quý trọng thật nhiều những khoảnh khắc, thế nhưng giờ phút này đây, là thời khắc mà cậu tuyệt đối không bao giờ được quên. Bởi vì trong biển người mênh mông ấy, chúng ta cùng vô số người gặp thoáng qua, thế nhưng chỉ có một người như vậy, nguyện ý từng giây từng phút trong tương lai, cùng cậu đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, đời này chỉ vì một tấm chân tình ấy, cậu phải thật sự cảm ơn người con gái giờ phút này đang đứng bên cạnh cậu, bởi vì cô ấy thật dũng cảm cũng không dễ dàng gì. Tào Anh kiệt đầu tiên là cảm động gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trần Mạn Hồng, Trần Mạn Hồng cũng lặng lẽ cảm động rơi lệ. Trang Hạo Nhiên lại xúc động nhìn về phía Tào Anh Kiệt, tiếp tục nói, "Cùng cậu tiếp xúc nhiều năm, tôi thấy cậu là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhanh nhẹn, luôn biết tiến lên phía trước. Về công, cậu làm việc quyết đoán, mạnh mẽ vang dội. Về tư, trong những lúc tôi cô đơn, buồn chán nhất có một người như cậu làm bạn, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn cậu nhiều năm qua, vì hoàn á mà thận trọng làm việc. Tương lai tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ thật hạnh phúc, bởi vì quản lý Trần là một người thông minh xinh đẹp, là một người con gái trung tình. Trang hạo nhiên mỉm cười nói xong những chúc phúc từ đáy lòng. Tiếng vỗ tay, lại lần nữa nhiệt liệt vang lên. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trang, Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng xúc động đồng thời cảm ơn. Mời hai vị chứng hôn lời khỏi lễ đài, mục sư tiến vào. Chấm than ngoặc kép, người chủ trì ở trong tiếng vỗ tay chúc mừng, mời mục sư bắt đầu tuyên đọc lời thề. Tưởng Thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên mỉm cười đứng ở một bên, mục sư cũng cười từ trong hậu trường đi ra, đầu tiên là mang theo vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, sau đó tay mở thánh kinh, tuyên đọc lời thề, rồi để hai người họ tiến vào nhà kính trồng hoa trao nhẫn cưới. Vào giờ khắc kỳ diệu này, Lâm Sở Nhai cùng Nhã Tuệ đồng thời mỉm cười tiến lên, lấy ra nhẫn cưới cho nam và nữ, đi tới phòng thủy tinh đầy lãng mạn, cùng tất cả các vị khách chứng kiến giây phút tạo anh kiệt cùng Trần Mạn Hồng hai người hạnh phúc trao nhẫn cưới cho nhau. Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau xong đều nắm chặt bàn tay của đối phương, thật sâu nhìn vào mắt nhau, vui sướng, trên mặt đều là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mời chú rể vén khăn trùm đầu, hôn cô dâu." Người chủ trì tươi cười vui mừng nói. Các vị quan khách đồng loạt đứng lên, lại lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Tào Anh Kiệt một trận kích động mỉm cười tiến lên, hai tay run rẩy mà cưng chiều nhẹ vén khăn trùm đầu, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của bà xã, trong lòng tràn đầy những yêu thương ngọt ngào cũng kìm lòng không được nhẹ ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, trong những tiếng vỗ tay chúc phúc, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của bà xã. Bang bang phanh, pháo hoa lại lần nữa vang lên. Vô số những mẩu giấy rực rỡ sắc màu bay đầy trời, những chú chim bồ câu trắng bay lượn trong không trung, trên bầu trời những tia sáng bảy màu chiếu rọi, những chú cá heo trong tiếng reo hò của mọi người nhảy múa, phát ra tiếng kêu vui thích. Chương 494, cả Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng sau khi trao đổi nhẫn kết hôn, liền ở trong bầu không khí tràn đầy tiếng cười vui mừng, dẫn nhau đi đến, đầu tiên là cùng cảm ơn hai vị tổng giám đốc đã vì hôn lễ lần này mà hao tổn sức lực. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời mỉm cười gật đầu. Tào Anh Kiệt càng kích động nắm lấy tay Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng bắt lấy tay hắn, lần nữa hướng Trần Mạn Hồng nhìn rồi mỉm cười nói: "Chúc mừng." "Cảm ơn tổng giám đốc." Trần Mạn Hồng đang cầm hoa cưới vui vẻ nói. Tiểu tử, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, có chút xúc động nhìn về phía Tào Anh Kiệt, cuối cùng cũng đã trở thành một người đàn ông thực thụ, hài lòng nói, sau này cần phải thật sự quý trọng cuộc hôn nhân này, quản lý Trần Thế nhưng là mỹ nhân khó gặp đấy. Đã biết, cảm ơn tổng giám đốc, Tào Anh Kiệt cười nói. Cảm ơn tổng giám đốc, Trần Mạn Hồng cũng cười ngọt ngào hạnh phúc. Cùng nhau cảm ơn tân khách đi, Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên Vỗ nhẹ bên vai Tào Anh Kiệt. Được, hai vợ chồng nghe xong, liền vui vẻ đỡ nhau, đến chào hỏi, bắt tay, cảm ơn các vị tân khách. Mọi người cũng sôi nổi vỗ tay cùng nhau chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Tưởng Thiên lối cùng Trang Hạo Nhiên đứng ở phía sau, nhìn hai người vui vẻ đi về phía trước, cảm ơn khách khứa. Hai người bọn họ đều có tâm sự, nên vẫn là đồng thời xoay người đi về phía sau bồn hoa. Có một phóng viên mỉm cười đứng chắn ở trước mặt hai người bọn họ, tay cầm máy ảnh, nhiệt tình nói, Tổng giám đốc tưởng, Tổng giám đốc trang, chúng tôi là phóng viên báo ngày Trung Hoa, đầu tiên xin chúc phúc cho hai nhân tài ưu tú của hai tập đoàn, hôm nay kết thành lương duyên, trăm năm hòa hợp. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên nhìn về phía hắn, đồng thời mỉm cười. Phóng viên lại tươi cười nói tiếp, bốn tháng trước, vẫn có tin đồn, hai tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu bất hòa, dẫn đến tình huống các cổ đông bất an, tình hình đầu tư vào các hạng mục giảm sút, hôm nay nhìn thấy hai tập đoàn cùng đứng ra tổ chức hôn lễ, có phải là vì muốn xóa bỏ tin đồn này hay không? Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, nhàn nhạt mỉm cười, nói, hôm nay là ngày vui của tập đoàn Hoàn Cầu chúng tôi, nếu ai dựa vào việc này mà tạo ra những tin đồn không tốt, sẽ có phần không vui lắm. Hoàn Cầu hai đại tập đoàn vốn là một nhà, có phúc. Cùng hưởng, có hỏa cùng chịu, đối với người ngoài nghe đồn chúng tôi bất hòa nhiều năm, chúng tôi sớm đã tập mãi thành thói quen rồi. chúng tôi cũng tin truyền thông sẽ không loan đồn những tin tức thất thiệt, các tờ báo cũng sẽ không xảy ra những tình huống như thế. cảm ơn các vị đã quan tâm. phóng viên vừa ghi lại vừa cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng dơ lên nụ cười nói, mỗi công ty hợp tác cũng có những tính toán. nếu như không có tính toán, như vậy giữa các công ty hợp tác với nhau sẽ không có cạnh tranh cùng nỗ lực cố gắng chỉ khi có thời gian cạnh tranh cùng cố gắng mới nảy sinh những mâu thuẫn tôi càng tin rằng những mâu thuẫn đó có thể làm cho chúng tôi xem xét lại bản thân mình để cùng nhau tiến bộ nhưng đúng như theo như lời của tổng giám đốc tưởng đã nói đối với tin đồn bên ngoài chúng tôi bất hòa nhiều năm thật là sớm đã trở thành thói quen mong rằng các phương tiện truyền thông báo chí viết đúng sự thật dù cho công ty có lớn hơn nữa cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được tin tức như vậy kích động a à. phóng viên lập tức cười rộ lên đem bản ghi chép cùng máy ghi âm cất xong mới nói cảm ơn hai vị tổng giám đốc hôm nay đã dành chút thời gian ngoài hôn lễ để nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi vấn đề này nhất định tôi sẽ nói đúng sự thật không quấy dày hai vị trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi đồng thời mỉm cười đông anh lập tức tiến lên kêu trợ lý đón tiếp phóng viên tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên tức khắc thu hồi biểu tình tươi cười sắc mặt hơi ngưng lại đừng tưởng rằng tôi không biết là anh là người phao tin đồn tạo ra tin tức chúng ta bất hòa, sau đó làm lung lay nền móng của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Tưởng Thiên, lỗi nhìn về phía phóng viên đã rời đi, còn có vài phóng viên của các tòa soạn báo khác muốn tiến lên, đều bị bảo vệ ngăn cản. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, trong nháy mắt xoay người, hai tròng mắt hiểu rõ, nhìn về phía Tưởng Thiên lỗi, mỉm cười nói Tổng Giám Đốc Tưởng. Trên cái thế giới này, anh thực sự cảm thấy còn có sự thật gì có thể che đậy được hay sao? Tưởng thiên lối quay mặt sang, hai tròng mắt tối tăm đầy lửa giận nhìn về phía anh, nhớ tới anh vừa hôn đường khả hinh, tay không kìm được nắm chặt lại, nhẹ nhíu mày, chậm rãi cười nói, tập đoàn Á Châu tôi thành lập cũng đã được nhiều năm, sớm đã có thể độc lập, tự phát triển, chuyện quá khứ kia, tôi cũng không cần biết. Như vậy đem tiền vốn giao ra, anh lại có thể tiêu xái xoay người rời đi. Trang hạo nhiên nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lại tươi cười nói, cái si căng đan này truyền nhiều năm như vậy, nếu cứ tiếp tục cùng nhau đi xuống như vậy, tôi đoán cũng sẽ không còn ai có thể tin tưởng được nữa. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lạnh băng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không muốn nói nữa, trong nháy mắt xoay người, cũng đã nghe thấy phía trước có người kinh hô ném hoa cưới. Hai người vừa nghe, liền đồng thời nhìn về trung tâm sân khấu, Trần Mạn Hồng đang cầm hoa cưới, vui vẻ, hạnh phúc đưa lưng về phía sau, một đoàn các cô gái trẻ tuổi chưa kết hôn. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, nhã tuệ một trận vui sướng liền đi tới chỗ ngồi phía trước khả hình, ngang ngạnh kéo cô nói, mau. Mạn hồng ném hoa cưới, chúng ta cùng đi cướp đi. Đường khả hình ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía nhã tuệ hào hứng như vậy, bất đắc dĩ cười, nói, không cần đâu. Tôi còn cướp hoa cưới làm gì chứ? Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cùng lúc nhìn về phía cô. Không được, nhất định phải đi, chẳng lẽ cô không muốn lập gia đình sao? Mau đứng lên, Nhã Tuệ thật vui vẻ kéo Đường Khả Hinh đi về phía sân khấu bên kia. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải kéo làn váy thật dài theo sau Nhã Tuệ, đứng ở dưới sân khấu, ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp mà gợi cảm của Mạn Hồng, lại bất đắc dĩ cười. Cô nghiêm túc một chút, Nhã Tuệ thực sự thật vui vẻ cùng Khẩn Trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười nói không lời nào, chỉ đành nhẹ cúi đầu, thở dài, nói, "Được rồi, Quản lý, quản lý, quản lý." Chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu mặc váy dài lụa mỏng màu tím, đứng ở trước mặt một đám các cô gái, nhảy lên nhảy xuống, vui vẻ kêu to, "Nhất định phải ném cho tôi. Nhất định phải ném cho tôi. Tôi phải lập gia đình nha." Quản lý, chỉ có nghe thấy tôi nói không đó. Thật nhiều cô gái cũng tập trung đứng ở đó, trái phải chen chúc nhau, vui cười. Trần Mạn Hồng đứng ở trên lễ đài, ôm hoa cưới, nghe thấy phía sau một trận tiếng cười hò reo vui đùa cô nhắm mắt lại, lập tức cười to nói, được rồi, bắt đầu ném hoa nhé. tất cả chuẩn bị một, hai, ba. cô nói xong, trong nháy mắt đem hoa cưới ném về phía sau. bó hoa cưới màu trắng kia ở trên không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt, bay về phía các cô gái. a, à, thật nhiều cô gái trong nháy mắt hưng phấn náo nhiệt xô đẩy nhau chen về phía trước để cướp hoa cưới. đường khả hình cũng vào lúc này, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía kia bó hoa cưới kia cư nhiên hướng về phía cô bay đến cô sững sốt kìm lòng không được vươn tay dễ dàng ôm được bó hoa cưới mắt trợn tròn trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi đồng thời nhìn về phía đường khả hình tay ôm bó hoa cũng không khỏi sững sốt a à, thế nào lại là khả hình cướp được thật nhiều cô gái thất thanh kêu lên tiểu nhu cũng có chút thất thần đứng tại chỗ bởi vì cô vẫn lo lắng cho chính mình sẽ không ai thèm lấy Nhã Tuệ thật vui vẻ chạy đến trước mặt đường Khả Hinh, hưng phấn gọi Khả Hinh. Chúc mừng cô cướp được hoa cưới, người tiếp theo có khả năng kết hôn, chính là cô nha. Trần Mạn Hồng xoay người, nhìn thấy đường Khả Hinh cướp được hoa cưới, cũng cười thật vui vẻ. Đường Khả Hinh tay cầm bó hoa, nhìn thấy chị em tốt cười đến nói không nên lời đi tới. Mau, đi lên đi, chấm than ngoặc kép, Nhã Tuệ lập tức thúc giục đường Khả Hinh, hài lòng cười. Đi lên đi lên làm cái gì? Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười không hiểu hỏi. Cô không phải cướp được hoa cưới sao? Nhanh cùng cô dâu chụp ảnh a. À? Nhã Tuệ hưng phấn cười nói. Đường Khả Hinh tay đang cầm hoa, nghĩ nghĩ, liền tùy tiện đi theo Nhã Tuệ, gật đầu mỉm cười, nhẹ kéo làn váy. Tào Anh Kiệt cẩn thận đỡ cô, thân ảnh nho nhỏ đi lên lễ đài. Sau khi ôm Trần Mạn Hồng chúc phúc cho cô ấy, liền quay về ống kính phía dưới, mỉm cười ôm nhau chụp ảnh. Lúc này, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Đường khả hình cùng cô dâu hai cô gái xinh đẹp duyên dáng, mỉm cười ngọt ngào, nhìn về ống kính, thỉnh thoảng ôm nhau, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, còn làm bộ muốn hôn nhau. Dưới đài các cô gái hâm mộ liên tục, vui vẻ thét chói tai. Tưởng thiên lỗi đứng bên cạnh đó, nhìn về phía trước đường khả Hinh đang cầm hoa cưới, váy dài xinh đẹp phát thảo những đường cong duyên dáng, mái tóc màu nâu nhẹ, gương mặt dạng người, hai tròng mắt linh động, bốn tháng không thấy, càng thêm ôn nhu thành thục ánh mắt liền không tự chủ được dõi theo trang hạo nhiên cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía đường khả hình các anh em cùng nhau qua đây chụp ảnh nào chấm than ngoặc kép tào anh kiệt đột nhiên kêu tô lạc hoành mấy người tức khắc leo lên lễ đài mấy anh em đều cùng nhau muốn ôm tiêu đồng chụp ảnh làm gì vậy tiêu đồng thoáng cái cười đẩy bọn hắn ra kêu to ôi cô cùng bốn người chúng ta đều là anh em mà em trai anh kiệt kết hôn không có cho cô xử lý nhiều chuyện hôn sự a à. chấm than ngoặc kép tô lạc hoành cười to nói đi cái sao 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 anh em nhà anh ý tiêu đồng cố ý tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái lần nữa nhìn về phía trang hạo nhiên đáng yêu dậm nhẹ chân gọi lão đại bọn họ bắt nạt tôi trang hạo nhiên cất giọng cười to chỉ vào bốn người bọn họ cao giọng gọi các người một đám cầm thú a à. dám khi dễ tiêu đồng nhà ta đợi một lát tôi xử lý các người vâng vâng lâm sở nhai bốn người vừa mới nói xong tô lạc hoành thức khắc tiến lên xấu xa đem tiêu đồng một phen ôm lấy kêu to tiêu đồng tiểu thư theo chúng tôi chụp ảnh nào a à, chấm than ngoặc kép tiêu đồng cười lớn một tiếng ôm cổ tô lạc hoành cố ý nhìn hắn cười mời nhìn về phía bên này nhiếp ảnh ra tay cầm máy ảnh cười gọi liền như thế bốn người lâm sở nhai tô lạc hoành bọn họ và tiêu đồng cùng nhau chụp ảnh trong nháy mắt cười thật tươi lão đại mau tới a à, tào anh kiệt cười kêu to trang hạo nhiên đứng ở đầu bên đó cười lắc đầu nói không cần đâu nhanh lên một chút nhanh lên một chút chấm than ngoặc kép tào anh kiệt nhìn đến bà xã cũng đang đứng ở bên đó cùng chị em của mình chụp ảnh hắn cũng gọi là lão đại trang hạo nhiên bất đắc dĩ cười cười liền đành phải lên lễ đài tô lạc hoành kéo anh đến vị trí trung tâm sau đó mấy người cùng nhau chen đến bên cạnh anh thật vui vẻ nhìn về phía ống kính máy ảnh vừa muốn chụp ảnh thế nhưng lâm sở nhai đột nhiên kêu to chờ một chút mấy người sửng sốt nhìn hắn hỏi làm sao vậy khả hình của chúng ta đâu lâm sở nhai đứng ở đó nhìn về phía đường khả hình đang cùng trần mạn hồng vui vẻ chụp ảnh liền kêu to khả hình cô sang bên này với chúng tôi nhanh tới đây chúng ta cùng nhau chụp ảnh đường khả hình quay mặt sang nhìn về phía tô lạc hoành mấy người bọn họ đột nhiên cười vui vẻ nói được cô vén tà váy dài duyên dáng mỉm cười đi về phía trước tưởng thiên lỗi đứng ở dưới lễ đài nhìn về phía cô vui vẻ tươi cười sâu thẳm trong đôi mắt anh là ý cười nhẹ nhàng che giấu đi sự mất mát đau đớn như mà đứng ở đó nhìn thấy vẻ mặt này của tưởng thiên lỗi hai tròng mắt run rẩy có phần sợ hãi đường khả hinh mỉm cười đi tới bên người tiêu đồng vừa muốn đứng lại tô lạc hoành mấy người lập tức đem cô đẩy về phía bên cạnh trang hạo nhiên cười to nói cô là tâm can bảo bối của tổng giám đốc vẫn là nên đứng ở đó đi đường khả hình tựa vào bên người trang hạo nhiên không khỏi có chút ngẩng đầu nhìn về phía anh trang hạo nhiên đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ cười chụp ảnh nha nhiếp ảnh ra điều chỉnh ống kính cười nói mấy người vừa nghe thấy lập tức đứng lại trang hạo nhiên cùng khả hình đứng ở giữa tiêu đồng ở bên phải trang hạo nhiên bên trái là bốn người đàn ông cùng nhau nở nụ cười kêu to cà nhiếp ảnh ra vừa cười vừa gọi, một, hai. Đường khả hình đột nhiên thật bướng bỉnh vươn hai tay, ôm chặt cánh tay trang hạo nhiên, cái đầu nhỏ yêu kiều tựa vào bờ vai anh, thật vui vẻ ngọt ngào nhìn về phía ống kính cười, cũng kêu to, cả. Chấm than ngoặc kép, chương 495, sai lầm. Đèn flash sáng lên, vừa lòng nháy một cái. Sau tấm hình chụp vui vẻ, ngay lúc này, mọi người đều đi xuống dưới. Tất cả mọi người đều vui vẻ hớn hở cười. Lúc này, Lauren cùng Vitus thong dong đến, đứng song song ở phía dưới lễ đài, nhìn về những người phía trước lễ đài, bộc lộ ý cười. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức vui mừng cùng Tào Anh Kiệt đi lên phía trước, cùng hai người bắt tay. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhấc váy lên, đi xuống phía bồn hoa, vừa muốn hướng phía Trần Mạn Hồng đi đến. Bóng dáng Tưởng Thiên Lỗi đã thản nhiên ngăn cản trước mặt cô. Đường Khả Hinh dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là tưởng thiên lỗi liền mỉm cười tưởng thiên lỗi cũng nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình bất ngờ nói bất luận kẻ nào cũng có thể nhưng trang hạo nhiên thì không được đường khả hình hai đầu lông mày nhíu lại nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi hai tròng mắt trượt lóe lại nhìn hướng đường khả hình thanh âm thâm trầm nói bất luận kẻ nào cũng có thể riêng trang hạo nhiên thì không được đường khả hình cảm thấy người này giống như từ ngoài hành tinh đến vậy cô nhìn anh, đột nhiên bật cười nói, tổng giám đốc tưởng, ngài đang nói gì vậy? Bất luận kẻ nào cũng có thể, trang hạo nhiên thì không được. Tưởng thiên lỗi gắt gao nhìn cô, lạnh giọng nhấn mạnh. Đường khả hinh nhìn anh một cái, phong thái tựa như chỉ một mình ta tôn quý nhất, một trận tức giận kéo đến, nhìn về phía anh, hai tròng mắt lóe ra một tia lạnh lùng nói, anh có tư cách gì mà còn dám đứng trước mặt tôi, la hét tôi. Tôi cho cô một lời khuyên cuối cùng bất luận kẻ nào cũng có thể, nhưng Trang Hạo Nhiên thì không được. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, cũng đã lạnh lùng rời đi. Đường Khả Hinh tức giận đứng tại chỗ, nhìn anh thản nhiên xoay người rời đi, nhớ tới bốn tháng khổ sợ chịu đựng uất ức, nhớ tới khi nằm trên bàn mổ chịu mọi sự thống khổ, đau đớn, hai tay nắm chặt quả đấm, tức giận đến thân thể phát run. Tưởng Thiên Lỗi một lần nữa đi tới trước mặt như mạt, nhẹ nâng cánh tay cô, dắt cô hướng chỗ ngồi khách quý ngồi xuống, dịu dàng săn sóc. Đường khả hình thức giận đến sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt quả đấm, tiếng kêu răng rác vang lên, móng tay đâm vào trong thịt. Như thế nào mới có thể không cần gặp nhau, không cần phải hèn hạ cúi đầu. Làm sao mới có thể làm được đây? Đường khả Hinh hai mắt ửng hồng, kích động run rẩy nhìn về phía tưởng thiên lối cùng như mặt hạnh phúc dựa sát vào nhau, nhớ tới ngày của bốn tháng trước đó, anh đứng trong mưa cầu hôn mình, lôi kéo mình đi vào tiệm trang sức, nói mình là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời anh, Thế nhưng anh vừa xoay người lại muốn đem tim của mình lấy ra cho cô gái mà anh thương yêu kia, mà không có cô gái thủy mị kia, vì mình mà vứt bỏ một tấm vé máy bay, chính mình chắc sẽ không còn cơ hội nữa. Lạnh, như bị rơi vào cõi lạnh lẽo. Chính mình trở thành vật hy sinh cho tình yêu của hai người họ. Cô đột nhiên có chút muốn cười, thật muốn cười, nội tâm giống như được uống một loại máu, linh hồn đầy mùi máu tươi, để cho linh hồn chính mình lại không thể tự kiềm chế được liều lĩnh muốn nổi dậy. Liều lĩnh muốn vùng lên, nháy mắt quay sang, nhìn về phía biển rộng mênh mông, nghiến răng nghiến lợi đè nén lại, phải trở nên mạnh mẽ. Khả hinh, nhã tuệ đột nhiên đi đến, khẽ kéo bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói qua đây nhanh lên, chúng ta cùng nhau chụp hình. Đường khả hinh sắc mặt tái nhợt, chán đầy mồ hôi, hai mắt rời rạc nhìn về phía cô, ánh mắt run rẩy cùng vài phần giận dữ. Nhã tuệ nhìn về phía cô, trong nháy mắt ngây dại, Kỳ quái hỏi Khả Hinh có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt lo lắng của Nhã Tuệ trong lòng tức giận giống như một loại lửa biên cuồng bùng cháy lên. Khả Hinh Nhã Tuệ lại nhìn về phía cô tức giận lo lắng kêu nhỏ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nước mắt đột nhiên muốn tuôn ra. Đường Khả Hinh cố gắng đè nén cảm xúc, móng tay như muốn cắm vào da thịt, cuối cùng có móng tay bén nhọn cắt qua lòng bàn tay, máu tuôn ra nhớ tới buổi tối kia, sau lưng chúng một dao đau đớn, bắt đầu điên cuồng mà hét lên. Hai mắt cô sợ hãi chừng lớn. Nếu em muốn làm cho người đó nhìn thấy em kiên cường như vậy thì lúc xoay người bỏ đi đừng trở nên yếu đuối. Một giọng nói trong đáy lòng bất chợt vang lên. Khả Hinh, nhã tuệ thấy cô như vậy, lại kích động kêu cô. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng nước mắt, lại vì một câu như vậy của Trang Hạo Nhiên, nuốt xuống những tức giận vào bên trong, máu, từ trong lòng bàn tay dần dần tràn ra, đau, đau quá, vượt qua cả những đau đớn kia. Cô dần dần đè nén cảm xúc xuống, nhìn về phía nhã tuệ ánh mắt đã có chút bị hù dọa, cô gỡ bỏ vài phần đau đớn biểu lộ ý cười, nhẹ giọng nói chỉ là đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái, nhã tuệ vươn tay, nhẹ nâng mặt cô, lo lắng hỏi lại. Đường khả hình khẽ mỉm cười vươn bàn tay nhỏ đã lạnh cóng, nhẹ nắm lấy tay nhã tuệ, nói, không có việc gì. Thật sự không có việc gì, chẳng qua tôi chỉ muốn trở về nghỉ ngơi một chút, có thể là tối hôm qua ngủ không được tốt, thân thể hôm nay hơi lạnh. Để tôi giúp cô đi, nhã tuệ tức khắc nói. Không cần, đường khả hình nhìn về phía nhã tuệ, có phần thở gấp miễn cưỡng cười nói, chị là phù dâu đầu tiên của mạn hồng, có quá nhiều việc đều phải. Làm, sao có thể rời khỏi đây được, tôi qua phòng chị Trang nằm một lát, không có việc gì, tôi cũng không phải là con nít. Nhưng là, nhã tuệ nhìn về phía cô, có chút lo lắng nói. Thực không có việc gì, đường khả hình vươn tay, nhẹ nắm tay nhỏ của cô, lại mỉm cười, gật đầu. Hay là để tiểu nhu giúp cô đi, nhã tuệ cuối cùng vẫn có chút lo lắng. Thực sự không có việc gì, tôi đi trước một lát, không cần lo lắng. Đường khả hình cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, ngọt ngào mỉm cười, tạm biệt nhã tuệ một mình kéo váy dài, hướng khách sạn đi tới. Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện với Lauren, nhìn thấy bóng Nương Đường Khả Hinh đi xa, thoáng qua một chút suy nghĩ, liền nói câu xin lỗi, rồi vội vã bước theo cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh hai mắt phân tán, sắc mặt tái nhợt, tay cầm váy dài, bước từng bước một đi về phía trước. Tại sao, tại sao, tại sao anh phải làm như vậy? Sau khi tôi chết một lần nữa, anh vẫn muốn đối với tôi như vậy? hai mắt cô đẫm nước mắt càng lúc càng bước đi nhanh hơn hướng đại sảnh khách sạn đi tới vừa chạy vừa nghĩ đến lúc anh vừa rồi đỡ như mạt có bao nhiêu dịu dàng cùng săn sóc tim giống như bị cắt thật đau trang hạo nhiên đi theo sau nhìn về phía khả hinh chạy vào đại sảnh khách sạn càng lúc càng nhanh hai mắt anh chợt lóe cũng bước nhanh về phía trước phòng tổng thống cấp cao khách sạn á châu đường khả hinh phịch một tiếng vẻ mặt phân tán kích động bi phấn chạy vào phòng tổng thống nước mắt ngay lập tức rơi xuống, cô bổ nhào lên ghê sofa, nhớ tới tưởng thiên lỗi, đau lòng, đau đến không thở nổi. Cô đau đớn níu chặt vị trí trước ngực, ngã ngồi dưới đất, nước mắt ròng ròng chảy xuống, trong tâm hồn ma quỷ như muốn không ngừng phá vỡ nơi yếu ớt nhất. Cô muốn giết người, muốn giết người, muốn giết người. a à, tưởng thiên lỗi, tôi muốn giết anh. Đường khả hình liều mạng níu chặt sofa, rơi lệ cam phấn kêu to tôi muốn giết anh. Tôi muốn giết anh. Nước mắt, càng không ngưng tuôn chảy, cô đau khổ run rẩy ôm mặt khóc, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cha hiền từ dậy bảo cùng với tưởng thiên lỗi bội bạc, nguồn gốc đời người, cùng chữ tín tất cả đều đoạn tuyệt, đoạn tuyệt tất cả đều là phản bội, tất cả đều là phản bội. Cha, hiện tại con muốn giết người, con muốn giết anh ta, con muốn giết anh ta. Toàn bộ thân thể đường khả hình kích động run rẩy, ngửa mặt nhìn về phía trước, hai mắt run rẩy tràn đầy những bóng ma đáng sợ. Cô muốn giết anh. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người cha khuôn mặt hiền từ, khung cảnh vườn nho rộng mênh mông. Có ai hiểu rằng, cô chẳng qua cũng mới 23 tuổi. 23 tuổi vốn không nên trải qua những chuyện đau thương như thế này. Đúng là đời người bị người mình yêu nhất phản bội, niềm tin trong cô đã không còn, ma quỷ cùng thiên sứ ở thế giới đều đảo loạn. Cảm xúc, cảm giác kích thích, cảm giác đáng sợ, như cùng một lúc đánh vào tâm hồn cô, khống chế cô đại não nhanh chóng mất đi cảm giác. Đường khả hình ý thức được những oán hận này, sắp đem chính mình biến thành một con người khác, nước mắt của cô từng dòng, từng dòng chảy xuống. Cô như phát điên từ trên mặt đất đứng lên, vừa khóc vừa hướng phòng tắm đi đến, run rẩy cởi bỏ giày cao gót của mình, kéo váy dài xuống, bên trong chỉ còn lại quần mỏng, liền bước vào bồn tắm lớn lạnh lẽo, lập tức xoay mở vòi nước lạnh buốt, nước, nước lạnh buốt xóc rách chảy ra, nhanh chóng chảy trên người cô đường khả Hinh nhắm mắt lại run rẩy tùy ý để nước lạnh xối vào người mình kích động cùng giận dữ hừng hực bốc cháy trong thân thể lạnh dường như dao lạnh xuyên vào thân thể của chính mình sắc mặt cô tái nhợt run rẩy tùy ý nước xối trong đầu lại lóe ra hình ảnh tưởng thiên lỗi ôm chặt như mạt cô a một tiếng ôm đầu nằm trong bồn tắm lớn đã tràn đầy nước thất thanh khóc giống lên khóc đến tan nát cõi lòng trang hạo nhiên phịch một tiếng đẩy cửa phòng tổng thống lập tức nghe được tiếng gào thét đau khổ của đường khả hình sắc mặt biến đổi, phóng nhanh vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, lập tức nhìn thấy váy xinh đẹp, cùng giày cao gót văng trên mặt đất, anh không băn khoăn nữa, vọt vào phòng tắm, nhìn thấy đường khả hình cả người ngồi trong bồn tắm lớn, tùy ý nước lạnh từ trên đầu điên cuồng xối xuống, cả người cuộn lại, tóc tai rối tung, run rẩy điên cuồng mà khóc, trái tim anh như thắt lại, lập tức phóng như bay đến. Quỳ trên mép bồn tắm, nắm chặt hai tay của cô, kêu to, em làm gì vậy? Anh ta sao có thể hạnh phúc, anh ta dựa vào cái gì mà có thể hạnh phúc như vậy? đường khả hình nhìn về phía trang hạo nhiên kích động bi phẫn, hai mắt run rẩy đau đớn cùng tức giận kêu to, đem em làm tổn thương thành như vậy. anh ta dựa vào cái gì mà có thể hạnh phúc? cái cô gái đáng sợ kia dựa vào cái gì mà có thể hạnh phúc? cô ta nói với em, không thích anh ấy, liền đi, liền muốn chết. hiện tại lại ân ái ở cùng với anh ấy, em chính là vật hy sinh cho tình yêu của bọn họ. em chính là vật hy sinh em nói cho anh biết, cha em trước đây dạy em tất cả, đều là sai rồi. Đều là sai, người thiện lương không có được hạnh phúc, những người vì tư lợi cá nhân lại có thể sống lâu trăm tuổi. Em hận hai người bọn họ không thể chết đi. Đường khả hinh, Trang Hạo Nhiên tức giận gọi. Anh buông tay ra, anh cũng sai lầm, tất cả mọi người đều cho em là sai. Toàn tâm yêu một người là sai, thiện lương cũng là sai lầm, toàn bộ đều sai hết. Cô lại bi phấn kêu to. Audio điện tử võ tấn bền. chương 496, giọt nước mắt lạnh lẽo. Đường khả hính, em bình tĩnh lại một chút, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nghiêng người, tùy ý để nước lạnh tạt lên mặt của chính mình, tức giận gọi cô em không cần nói nhảm. Em không có, đường khả hình ngẩng đầu, run rẩy nhìn về phía trang hạo nhiên khóc sống kêu to, em không có. Những chuyện đã qua, tất cả đều do sai. Lầm của em, sai, em nhìn hai người bọn họ người hạnh phúc, em thật hận, em hận chết rồi, bọn họ nên đi chết đi. Trang hạo nhiên ôm chặt cơ thể cô đang kích động run rẩy, nhìn về phía cô hai mắt run rẩy đáng sợ, hai mắt của anh hiện lên một chút đau lòng, nói thật sự yêu như thế sao? Không cần nói với em chữ yêu, chấm than ngoặc kép, đường khả hĩnh nhìn về phía trang hạo nhiên nghiến răng nghiến lợi hết. Trên cái thế giới này, bất luận cái gì tình yêu đều là lỗi. Trên cái thế giới này, cần bản cũng không có chân tình chân ý gì đó. Cái thứ tình yêu này, toàn bộ đã cho những người có lòng lang dạ sói ăn hết rồi. Toàn bộ đều đã ăn. Em không bao giờ tin trên cái thế giới này có tình yêu nữa. Em không tin. Em hiện tại chỉ có cầm hận. Em muốn báo thù. Em muốn giết bọn họ. Em nhất định phải giết chết bọn họ. Cô nói xong, người nằm ở trong nước lạnh buốt, hai mắt tức giận muốn nổ tung trang hạo nhiên yên lặng nhìn về phía cô đang đau khổ rơi nước mắt đột nhiên sắc mặt cứng rắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài đường khả hình tiếp tục ngồi ở trong bồn tắm lớn lạnh buốt nhớ tới hôm nay gặp được tất cả lập tức một trận co quắp lại đau đớn khóc lên trang hạo nhiên tay nắm con dao nhọn gọt hoa quả lạnh lùng đi tới phía trước bồn tắm hướng trong nước ném vào đường khả hình kích động rơi lệ co quắp cúi đầu nhìn về phía trong nước kia có con dao nhọn lấp lánh nhấp nháy muốn giết người vô cùng độc ác nếu như em muốn giết anh ta hiện tại liền đi giết đi sau khi giết anh ta nhìn em có thể hay không không đau nhanh hơn một chút trang hạo nhiên đứng lên thất vọng nhìn về phía cô lạnh nhạt vô tình nói đường khả hinh không lên tiếng cả người ngâm mình ở nước lạnh run cầm cập đi giết anh ta để xem sự hận thù trong người em có thể hay không bởi vì em giết bọn họ mà biến mất Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, lại lạnh nhạt nói. Đường khả hình kích động ngồi ở bồn tắm lớn, không lên tiếng, tùy ý để nước lạnh buốt tạt vào trên mặt mình, hòa tan thành một chút ấm áp cuối cùng. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô đau khổ, uất ức, căm hận như vậy, hai chồng mắt hiện lên một chút đau đớn, chân thành nói tôi sao có thể. Lại quen biết loại người như em, trong thế giới của tôi, chuyện gì cũng phải cực kỳ rõ ràng. Yêu chính là yêu, không yêu, chính là không yêu. Thế nhưng sao tôi có thể quen? Biết một người như em, em xem em hiện tại giống cái gì. Lúc đó là em muốn yêu anh ta. Tôi cố gắng ngăn cản, nhưng chính em muốn yêu anh ta. Ai ép em, ai lấy dao kề cổ em? Là ai? Là thiên sứ hay ma quỷ? Là chính em? Đường khả hình nước mắt từng hạt, từng hạt chảy xuống. Anh ta hôm nay rốt cuộc nói cái gì khiến cho em tức giận như vậy? Cho em cảm thấy tất cả đều không thể tha thứ. Cho em cảm thấy những gì đã qua đều là sai lầm. Tôi cho em biết, Đường Khả Hinh, nếu như thời gian có chút nhầm lẫn quay trở lại quá khứ, có khả năng nhất chính là tôi sẽ không chạy tới bệnh viện để cứu em. Em có dũng khí đi yêu thì em đừng sợ bị thương. Em lúc đó không nghĩ đến sao? Trên cái thế giới này không có cái gọi là hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc kia chỉ là chút tâm trạng. Thế nhưng, vào lúc đó em cư nhiên hủy bỏ đi cuộc sống có ý nghĩa trong quá khứ của em đã cố gắng sống tốt như vậy. Hủy bỏ trí tuệ cùng giáo dục của cha em, hủy bỏ những yêu thương của chúng tôi dành cho em. Tôi cho em biết, nếu như không có những thứ này, em không chừng vẫn không sống được đến bây giờ. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên tức giận mắng cô. Đường khả hình sắc mặt tái nhợt, im lặng không lên tiếng, cả người đã dần dần lạnh bốt tới cứng ngắc. Tôi mặc kệ giữa các người tình yêu có khắc cốt ghi tâm thế nào. Thế nhưng em không hiểu một câu nói. Cái gì gọi là từng có? Những lời này chỉ dành cho những người sống không có lợi ích. Tôi không muốn cho hai người nói chuyện tình yêu. Thử hỏi đoạn tình cảm này, thực sự chỉ một mình anh ta có lỗi thôi sao? Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, đau lòng hỏi. Đường khả hình nước mắt từng hạt, từng hạt chảy xuống. Đừng vì chính mình không hạnh phúc, liền đem thù hận đổ lên đầu của người khác, đó là hành động ngu ngốc. Đó là hành vi thiếu thông minh, đó là hành vi ích kỷ tôi thẳng thắn nói với em, em biết tôi vì sao cho tới bây giờ, đều ngăn cản không muốn em cùng tưởng thiên lỗi ở một chỗ không. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, tức giận nói. Đường khả hình không lên tiếng, nước mắt lại chảy xuống. Trang hạo nhiên hai mắt hiện lên một chút đau đớn nói, đường khả hình. Tôi đã thử vì tình yêu kiên trì của em, tôi đã từng khuyên qua như mạt, tôi muốn cô ấy đi theo tôi, bởi vì tôi biết, tính mạng của cô ấy khó giữ, tính mạng của cô ấy phải dựa vào trái tim, đó là một điều đáng sợ chăm chú xông vào cả người tưởng thiên lỗi cô ấy là một người phụ nữ đáng sợ trên cái thế giới này người ác độc người nham hiểm người có tính toán đều không đáng sợ bởi vì những người này chúng ta đều có thể đối phó thế nhưng chỉ có người mềm yếu là đáng sợ nhất bởi vì chúng ta không có cách nào đối phó thường rơi vào thế giới của các cô ấy đều sẽ bị cô ấy nhốt trong vũng lầy mà từ từ thay đổi mềm lòng mà hít thở không thông tôi không lo lắng cho Tử Hiền, bởi vì Tử Hiền sẽ không bị cô ấy làm cho mềm lòng, dao động, thế nhưng em lại bị. Đường Khả Hinh nước mắt đau khổ rơi. Trang Hạo Nhiên lại đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, từ đáy lòng nói em oán hận cái gì. Muốn hận thì hận chính em, hận chính em không tốt, lại tiến vào trong thế giới của cô ấy. Ngay cả em, đều không hiểu liền đi vào, huống chi tưởng thiên lỗi. Yêu một người, không phải là hy vọng anh ta hạnh phúc sao? em lại hận như thế, chẳng khác nào chứng minh em không đủ yêu. Nếu như em không đủ yêu, vậy có tư cách gì đi mắng anh ta, đi hận anh ta? Đường khả hình im lặng không lên tiếng. Tôi không thích bộ dạng của em ngày hôm nay. Trang hạo nhiên thật tình nói, tôi mặc dù thay em ngăn cản anh ta, thế nhưng tôi không thích bộ dạng của em ngày hôm nay. Hận thù như vậy, ngoan độc như vậy, phóng túng chính mình như vậy. Em bây giờ và trước đây quả thực giống như hai người. Người như vậy, không có tư cách ở trước mặt của tôi, cùng tôi đàm luận rượu đỏ. Đường khả hình rơi lệ, nhìn về phía trước. Trang hạo nhiên lại cắn răng nhìn về phía cô, nói kế tiếp em muốn làm như thế nào, tùy chính em. Muốn giết anh ta, liền đem anh ta giết đi. Sau đó em dùng máu đỏ tươi, xem có thể hay không rửa tâm hồn trong sạch, thanh thản như lúc ban đầu. Đường khả hình không lên tiếng, tùy ý để nước mắt nóng bỏng, chảy xuống. Sẽ không ai chịu trách nhiệm về cuộc sống của em nữa. Đây là chính em lựa chọn tình yêu, chính mình khổ, chính mình sẽ phải chịu. Từ hôm nay trở đi, chính em hãy sống tốt với cuộc sống của mình. Tôi đối với em quá thất vọng rồi. Tạm thời, chúng ta trước không cần liên quan, chính em tự giải quyết cho tốt. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên tức giận xoay người rời đi, vịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh ngồi một mình cả người lạnh lẽo ở trong bồn tắm lớn, cả người như mất hồn tinh thần xa suốt nhìn về phía trước, cái gì cũng thấy không rõ. Sau giờ trưa, hôn lễ bờ biển dần dần kết thúc. Tiệc cưới lập tức bắt đầu. Khách mời rời từ khách sạn qua sảnh tiệc cưới, nhưng mà đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, tưởng thiên lỗi nghe vậy, lập tức sai người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Phòng khách VIP, tưởng thiên lỗi cẩn thận từng ly từng tí đỡ như mặt nằm trên giường đệm tuyết trắng, sau đó có chút đau lòng nhìn về phía cô. Như mặt nằm ở trên giường, ôn nhu vươn tay, nhẹ nắm tay anh, mỉm cười nói, em không sao, anh yên tâm. Tưởng thiên lỗi vẫn như cũng không yên tâm nhìn về phía cô. Thật không có sao, như mặt lại mỉm cười. Tốt lắm, tưởng thiên lỗi nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô, nói, nghỉ ngơi thật tốt, anh xong việc sẽ trở lại chăm sóc em, hôm nay khách khứa thực sự rất nhiều. Như mặt gật đầu, tưởng thiên lỗi thật sâu nhìn về phía cô sắc mặt tái nhợt, biết cô là bởi vì chính mình vừa rồi sơ suất, liền có một chút đau lòng vươn tay nhẹ vỗ về mặt của cô mềm giọng nói yên tâm anh nhất định sẽ trở về Ưm, uhm, mau đi đi như mặt nhìn anh mỉm cười gật đầu tưởng thiên lỗi liền mỉm cười cúi xuống chán cô nhẹ nhàng mà hôn kéo lại đệm chăn cho cô thật tốt mới đứng dậy đi ra ngoài trong nháy mắt anh xoay người như mặt hai chồng mắt lập tức bộc lộ sợ hãi cùng ai oán tưởng thiên lỗi không như ngày thường quay đầu lại mà tinh thần hơi có chút không tập trung đi ra ngoài. Đông Anh im lặng không lên tiếng, đi theo Tưởng Thiên Lỗi phía sau, đi ra ngoài. Khách mời hiện đang ở nơi nào?" Tưởng Thiên Lỗi hỏi. "6 giờ bắt đầu tiệc rượu, buổi tối 9 giờ bắt đầu khiêu vũ, 11 giờ bắn pháo hoa." Đông Anh nhanh chóng nói. "Ừ." Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời, tiếp tục mặt lạnh đi về phía trước, nghĩ nghĩ mới hỏi lại, "Tuyết Nhi đâu?" "Cùng chị dâu Lý đi chơi." Đông Anh mềm giọng nói. Tưởng thiên lỗi nghĩ nghĩ, liền không có hỏi. Không gian trống rỗng, chỉ còn lại bước chân kia dần dần mờ nhạt. Như mạt khẽ tựa vào cạnh cửa, rơi lệ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hai tay nắm chặt khung cửa, rất sợ hãi. Đêm, đêm mơ màng, đêm đáng sợ, bắt đầu. Phòng Tổng thống, đường khả hình vẫn như cũ cả người lạnh lẽo ngâm trong bồn tắm lớn, run lẩy bẩy. Nước mắt dần dần chảy xuống, cảm giác được ngoài cửa sổ đèn rực rỡ, ánh sáng chiếu vào một chút ấm áp, yên lặng dọi vào bồn tắm lớn. Cô vẫn như cũ không thể yên lặng, hai tròng mắt vẫn không ngừng run rẩy, tức giận. Vừa muốn nhẹ chống tay vào thành bồn tắm đứng dậy, ai biết tay vừa trượt, lòng bàn tay bị dao dưới đáy nước cắt một cái. Cô đau kêu một tiếng, tay giơ lên cao, nhìn thấy lòng bàn tay cắt rách hở miệng nhỏ, lại tràn ra máu. Cô nhíu mày vừa muốn ấn chặt vết thương, não nhanh chóng nhớ lại cái đêm mưa lạnh léo kia, chính mình ở trong rừng đứng sau cây nhỏ, nhìn người đàn ông kia nói, như mặt của tôi. Lòng của cô bị đâm đến đau đớn, hai mắt lập tức trừng lên. Một con dao nhọn, vô tình cắm vào bả vai của mình. Bả vai bị cắm sâu đến có thể chết người, máu tươi đầm đìa chảy ra, toàn bộ thế giới tất cả đều là mùi máu tươi, ngay lúc đó khư giác lập tức lại phát huy uy lực kinh khủng, tất cả đều là mùi máu tươi, toàn là mùi vị của ma quỷ. Đường khả hinh ngồi trong bồn tắm, nhìn trong lòng bàn tay đầy máu, chảy xuống, từng giọt, từng giọt rớt xuống thành bồn tắm. Sắc mặt của cô tái nhợt, hai tròng mắt lại run rẩy tức giận, nhớ tới nhã tuệ quỳ trên mặt đất khóc giống, người kia vẫn im lặng, muốn moi tim của mình, muốn moi tim của mình. Trái tim, bỗng nhiên bị đè nặng, một kế hoạch báo bù sắc bén, làm cho cô đánh mất lý trí, ngưng chặt hai hàng nước mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước. Chỉ có một ý niệm, tôi muốn báo thù, tôi muốn báo thù, tôi đêm nay, nhất định phải lấy lại công bằng cho mình tôi không tin thiện lương, tôi không tin, tôi chính là muốn làm một người nham hiểm, độc ác. Tôi muốn cho cô, nếm thử mùi vị đau khổ này. Tôi nhất định phải cho cô nếm phải mùi vị đau khổ này. Đường khả hinh nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, hai mắt chấn động rất xuống giọt nước mắt báo thủ lạnh lẽo. chương 497, xoay người. Đêm, sâu thẳm không một tiếng động. Tiệc rượu qua đi, đem khiêu vũ sắp bắt đầu. Các vị thiên kim tiểu thư, nhao nhao thay đổi những bộ trang phục diễm lệ, chuẩn cho một buổi tối lãng mạn, vui vẻ. Âm nhạc du dương vang lên, bên kia tiếng sóng biển ôn nhu vỗ về, hòa quyện cùng nhau bay vào phòng tổng thống. Một bóng hình xinh đẹp, ngồi ở trước bàn trang điểm trong phòng ngủ chính. Ánh đèn thủy tinh, tỏa ra những tia sáng đầy thần bí. Đường khả Hinh mặc váy thấp ngực cổ chữ V chân váy dài lụa mỏng, bờ vai thon gầy, vòng ngọc sáng lấp lánh làm nổi bật cổ tay tuyết trắng, mái tóc ngắn ngang vai, nhẹ búi lên, rũ xuống vài lọn tóc xoăn quyến rũ, cô ngửa mặt lên, nhìn về phía chính mình trong gương, mắt hạnh long lanh, có chút mơ màng, mũi cao sáng bóng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, có chút gợi cảm cùng quý phái, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp, mang theo nét dụ hoặc chí mạng. Cô lẳng lặng nhìn về phía mình trong gương, thật lâu, thật lâu. Trong gương, một người con gái rất đẹp. Đường khả hình hai tròng mắt, xẹt qua một tia lạnh nhạt, cầm lên khuyên tai kim cương hình giọt nước, đeo vào tay trái, sau đó lấy thêm một khuyên tay khác, đeo vào bên còn lại. Ngay lập tức khuôn mặt cô, trở nên sáng ngời, xinh đẹp động lòng người. Thời gian cũng đã đến rồi. Cô trầm mặc đứng dậy, thả xuống làn váy thật dài, tà váy bên trái xẻ dọc loáng thoáng có thể thấy được tầng sa mỏng bên trong, một đôi chân dài, thon gọn, tuyết trắng, gợi cảm, đến mê người. Một trận gió, nhẹ nhàng thổi tới. Đường khả hình hai chồng mắt xẹt qua một tia lãnh đạm, giày cao gót nhẹ bước, cầm lên túi sách ra hàng hiệu, đeo trên bờ vai, liền yên lặng mà lạnh nhạt đi ra ngoài. Cửa, khẽ đóng lại. Tưởng thiên lỗi, tôi hôm nay muốn trả lại cho anh từng nỗi đau mà anh đã bắt tôi phải gánh chịu. Cô đi vào con đường dài phía trước, làn váy nhẹ nhàng tung bay, phiêu giật tự nhiên, thập phần động lòng người. 9 giờ. Hiện trường khiêu vũ, đông đảo các thiên kim tiểu thư, thiếu gia, toàn thân trang phục đẹp đẽ, mang mặt nạ hóa trang, đứng ở giữa sàn nhảy, lãng mạn nhảy múa. Đôi vợ chồng mới cưới Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, cùng đám người lâm sở nhai, nhã tuệ ngồi ở ghế chủ, đeo mặt nạ, vừa nói vừa cười, cũng thật sự thích một buổi tối như vậy. Chỉ có Trang Hạo Nhiên, ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt lạnh băng nhìn về phía trước, im lặng không lên tiếng. Vào lúc này, tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen, sơ mi trong cùng màu, mang theo châm hoa trước ngực, nghiêm nghị mà phong khoáng đi vào phòng khiêu vũ, nhìn thấy mọi người đeo mặt nạ, ở trong phòng vừa nói vừa cười, anh bình tĩnh đi vào, cùng Tô Linh, còn có vài vị con cháu quan chức khách quý, ngồi cùng một chỗ, mỉm cười nói chuyện. Lúc này, trong phòng tiệc, một người con gái đi tới, mặc váy dài lụa mỏng quyến rũ, mặt bị che bởi khăn lụa tơ tầm huyền bí, theo búi tóc thả xuống, vóc người xinh đẹp từng bước một đi đến, váy dài lướt nhẹ theo từng bước chân cô, càng tôn lên đôi chân dài gợi cảm. Không ít thiên kim tiểu thư, còn có các vị thiếu gia, cùng nhau tò mò nhìn về phía cô. Trang hạo nhiên đã ở giữa sàn nhảy, dường như nghe được tiếng bước chân, nhìn về phía cô, hai chồng mắt có chút nghi ngờ dừng lại. Con trai ủy viên trương, trương bồi hiên, trí nhớ luôn rất tốt, nhìn về phía người con gái vóc dáng mỹ lệ vừa đi vào hội trường, đột nhiên híp mắt, cười nói, bóng dáng cô bé này có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết a. À. Tưởng thiên lỗi quay mặt sang, nhìn về phía thiếu nữ đứng ở bên cạnh sàn nhảy kia mặt mang khăn lụa mỏng, một đôi mắt to linh động, nhẹ chớp, dịu dàng say đắm, hai đầu lông mày anh khẽ nhíu lại. Trương Bồi Hiên cơ hồ khẳng định là đường khả hình, đột nhiên cười, nâng chén rượu, đứng lên, đi về phía cô, kêu nhỏ, hi. Đường khả hình chậm chạp quay mặt sang, nhìn về phía hắn, biết được là Trương Bồi Hiên, chỉ nhàn nhạt chớp mắt. Tôi có được vinh dự mời cô một ly không? Trương Bồi Hiên nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Đường khả hình nhàn nhạt liếc hắn một cái, mỉm cười, gật đầu. Xin mời, Trương Bồi Hiên mời đường khả hình, mỉm cười tiến vào vị trí. Đường khả hình trầm mặc theo sau hắn, đi về chỗ khách quý. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, cùng mấy vị thiếu gia khác nhìn về phía cô. Mời ngồi, Trương Bồi Hiên mỉm cười mời đường khả hình ngồi ở trên sofa ngay bên cạnh mình. Cảm ơn, đường khả hình mỉm cười ngồi ở trên sofa, chân dài hơi duỗi nhẹ bắt chéo lên một bên chân dài còn lại, lộ ra một mảng đùi tuyết trắng gợi cảm, cực kỳ mê người. Mấy vị công tử kìm lòng không được nhìn về phía Đường Khả Hinh đang nhẹ vén sa mỏng, càng thần bí, mê hoặc. Tưởng Thiên Lỗi chăm chú nhìn về phía cô, hai tròng mắt một trận rét lạnh. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Trương Bồi Hiên, cảm ơn nhận lấy ly rượu đỏ hắn đưa tới, lúc đưa tay cầm lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay của hắn mắt đẹp khẽ nháy, quyến rũ chết người nhìn về phía hắn. Trương Bồi Hiên thật sâu nhìn về phía cô, hơi dựa vào ghế sofa, nhẹ tay kéo vòng eo nhỏ nhắn của cô, vô ý thức nhìn vào hai tròng mắt của cô, ý tứ tham lam. Đường khả hình thế nhưng chỉ là mỉm cười, có chút quyến rũ cùng dụ hoặc nhìn về phía hắn. Trương Bồi Hiên nhìn ý tứ trong ánh mắt cô, thật đắc ý cười, cúi đầu xuống dưới, ở bên tai của cô, nhỏ giọng nói, cô lần trước cùng Tổng Giám Đốc Trang liên kết với nhau trộm tài liệu, tôi trong cơn tức giận, đã nói cho lão cha biết rồi. Đường khả hình bình tĩnh quay mặt sang, hai tròng mắt khẽ chớp, có chút dịu dàng nhìn về phía hắn. Hắn cũng cúi đầu, nhẹ vuốt chán cô, mỉm cười, nói, thế nhưng cha tôi lại nói, trên thế giới này, tôi có thể truy cứu bất cứ người nào, cũng không thể truy cứu cô, cô rốt cuộc có cái ma lực gì vậy. Đường khả hình mỉm cười nhìn về phía hắn, tay nâng ly rượu đỏ, nhẹ dơ. Trương Bồi Hiên cũng thật sâu nhìn về phía cô, nhẹ dơ ly rượu. Hai người đụng ly, lại cùng nhìn về đối phương, thưởng thức một ngụm rượu nhỏ. Tưởng thiên lỗi khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt không rời cô nửa bước. Trang hạo nhiên cũng ngồi ở đầu ghế sofa, sắc mặt sâu kín lãnh đạm nhìn về phía cô. Tại sao lại không nói chuyện? Trương Bồi Hiên thật sâu nhìn về phía cô, đột nhiên cúi xuống ở bên tai của cô nhẹ hỏi. Anh muốn tôi nói cái gì? Đường khả hình quay mặt sang, khoảng cách thật gần nhìn về phía hắn. Lần trước ở trước mặt đạt khoa tiên sinh, lấy hai bình rượu đỏ đến trước tôi, tôi nên thế nào để xử lý cô đây?" Trương Bồi Hiên cúi đầu, ở bên tai của cô khàn khàn kêu nhỏ. "Anh muốn tôi phải làm sao bây giờ?" Đường Khả Hinh có chút quyến rũ nhìn về phía hắn, mỉm cười. Trương Bồi Hiên nhận ra ý tứ trong đôi mắt cô, liền lập tức cười rộ lên nói, "Muốn biết sao? Lát ra ngoài kia tôi sẽ nói." Đường Khả Hinh nghĩ nghĩ, liền đột nhiên cười. "Mời Trương Bồi Hiên giống như một kẻ chiến thắng, nhẹ kéo cái eo nhỏ nhắn của đường khả hinh, đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, nóng mắt trừng lớn, nâng lên chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Trang hạo nhiên trơ mắt nhìn Trương Bồi Hiên ôm lấy đường khả hinh đi ra ngoài, trong đôi mắt hiện lên một chút đau lòng, triệt để thất vọng nhắm mắt lại. Tầng 13 Tầng duy nhất của khách sạn Á Châu có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài bờ biển thật dài. Gió biển thổi mạnh. Sóng biển hùng dũng. Trương Bồi Hiên trong nháy mắt đã đem cái khăn che mặt kéo xuống áp đường Khả Hinh ở trên tường, cúi đầu xuống phía dưới, hai mắt sáng rực, ý đồ tính toán nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía hắn, hai mắt liên tục nháy, trên mặt lộ ra nụ cười vài phần quyến rũ, nhưng trái tim lại lạnh lẽo, hai tay nắm thật chặt. Trương Bồi Hiên không nói gì thêm, mà là dần dần cúi thấp đầu, mắt thấy sắp hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Khả Hinh. Mặt của cô trong giây lát muốn cự tuyệt nụ hôn của hắn lại nghe đến phía trước truyền đến một giọng nói lạnh lùng cậu chủ trương trương bồi hiên mặt lộ vẻ không vui quay đầu thấy là tưởng thiên lỗi sắc mặt hơi thu lại nhưng vẫn là có chút mất hứng cười nói tổng giám đốc tưởng có chuyện gì sao cô gái này từng trộm tài liệu đạt khoa tiên sinh là thư ký bên người của tổng giám đốc trang tôi đã tra ra là cô ấy để tránh dư luận bàn tán cậu vẫn nên để tôi đưa cô ấy đi đi tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói Đường khả hình ngửa mặt, nhẹ nhàng cười. Trương Bồi Hiên nghe những lời này, lần nữa ngang ngạnh nhìn về phía tưởng thiên lỗi, mỉm cười nói tổng giám đốc tưởng. Anh không nên phá hư bầu không khí tốt đẹp này đi. Tưởng thiên lỗi sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn, lại hiện lên vài tia tươi cười, nói nguyên bản là muốn thành toàn cho cậu. Tuy cô ấy không thể là do hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu quyết định, nhưng dựa vào việc vào phòng khách ăn trộm, tôi nhất định phải theo lẽ công bằng giải quyết, nếu có chuyện gì, tôi nguyện ý cùng ủy viên Trương chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tổng giám đốc tưởng, Trương Bồi Hiên nổi giận. Đường Khả Hinh lại đứng ở một bên, nhàn nhạt cười. Mong cậu, tưởng thiên lỗi nhìn về phía Trương Bồi Hiên, đôi mắt nặng nề nháy, lại đè xuống hơi thở tức giận trong lồng ngực kia nói, nhưng tôi đưa cô ấy đi đi. Cô ấy quá xấu xa rồi, quả thật không nên xem. Đường Khả Hinh hai mắt run run, thực sự cảm thấy rất buồn cười. Tổng giám đốc tưởng, hôm nay để cho tôi ít mặt mũi đi. Trương Bồi Hiên thật tình nói. Xin lỗi, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói tôi hôm nay mặt mũi ai cũng không nể. Trương Bồi Hiên đột nhiên bật cười. Đắc tội rồi, tưởng thiên lỗi bực tức tiến lên, nắm lấy cánh tay đường khả hinh, kéo cô đi về phía trước. Đường khả hinh loạn choạng theo sau, lảo đảo đi về phía trước, một bên vừa đi, vừa quay đầu, nhìn về phía Trương Bồi Hiên. Trương Bồi Hiên hai mắt nóng lên, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh quay mặt sang, lạnh lẽo mà mỉm cười đắc ý đi về phía trước. Tiếng đập cửa nhẹ vang lên. Như mạt nằm ở trên giường, ngủ được một chút, nghe thấy một trận tiếng đập cửa, cô khẽ nháy mắt buồn ngủ, khàn khàn gọi: Ai vậy? Như mạt tiểu thư, bộ trưởng có chuyện tìm ngài. Người phục vụ nhìn về phía cô nói nhỏ. Như mạt nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ, liền mềm giọng nói: Để cho cô ấy vào đi. Bộ trưởng cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng ngủ, nhìn về phía Như Mạt, mỉm cười nói, "Như Mạt tiểu thư, tổng giám đốc vừa căn dặn, mời ngài đến phòng ngắm cảnh biển tầng 13." Như Mạt nghe xong, mặt không biểu cảm. "Tầng 13? Anh làm muốn làm gì?" Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lối kéo đến bên cửa phòng cảnh biển, tức giận tránh thoát khỏi tay anh, nhìn về phía anh tức giận nói, "Anh kéo tôi làm cái gì?" Tưởng Thiên Lối đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia đau đớn. Nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía đôi mắt lộ chút đau đớn của anh, đột nhiên không nói gì ngẩng đầu, cười rộ lên, hai mắt đẫm lệ, lạnh lùng quay mặt đi. Tưởng Thiên lỗi thật sâu nhìn về phía cô hôm nay thật gợi cảm, thái độ kiêu ngạo, vốn là muốn xoay người rời đi, nhưng lại vào thời khắc này chăm chú nhìn cô, hai tròng mắt lại xẹt qua một điểm yêu thương mà đau lòng. Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn vào ánh mắt này của anh, lại bật cười nghẹn ngào nói anh làm cái gì mà nhìn tôi như vậy anh dựa vào cái gì mà nhìn tôi như vậy hả tôi và anh quen biết sao tưởng thiên lỗi lại một trận im lặng nhìn về phía cô đường khả hinh hai tròng mắt bị kích thích lộ ra một tia phẫn nộ nhìn anh với ánh mắt ai oán không để ý tới nữa mà là lạnh lùng xoay người muốn rời đi tưởng thiên lỗi lại nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đường khả hinh một trận tức giận quay mặt sang nhìn về phía anh Tưởng thiên lỗi cũng không có nhìn về phía cô, chỉ là bình thường có thói quen hai mắt lạnh lùng, lúc này lại hiện lên một chút hơi nước. Đường khả hình cười chế nhạo nhìn về phía đôi mắt kích động của anh, xoay người, đi tới trước mặt anh, tức giận kêu to, anh đây là thái độ gì vậy? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh dựa vào cái gì kéo tôi? Anh là gì của tôi à? Cô nói xong, lại dùng sức hất tay anh ra. Tưởng thiên lỗi vẫn như cũ nắm chặt tay cô, nhìn về phía bên ngoài biển rộng kia, cuộn sóng thẳng đứng, gương mặt nhíu chặt lại, nhớ tới bốn tháng này, hai mắt chợt lóe. Đường khả hình hai mắt vẫn nộ tràn đầy nước mắt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nghe những lời này, đột nhiên một trận cười khổ, nói, em nói đúng, tôi chẳng là ai cả, tôi ngay thậm chí chính mình cũng không phải nữa, tôi chỉ khi ở trước mặt em, tôi mới là chính tôi. Tôi chính là một người đàn ông tàn nhẫn đáng sợ, nhìn trái tim của em bị lấy đi, tôi cái gì cũng không làm được. Tôi khi đó, cái gì cũng nghĩ không ra, đã nghĩ muốn chết cùng em. Em nếu hận tôi, thì giờ hãy dùng một đau đâm chết tôi đi, như vậy tôi cũng không cần mâu thuẫn, không cần bị xé rách, thống khổ như thế này. Đường khả hình run rẩy rơi lệ, kích động phẫn nộ nhìn về phía anh, tức giận đến nước mắt tuôn trào. Tưởng thiên lỗi không biết phải làm thế nào, nghẹn ngào cười nói, tôi nếu như biết có ngày đó, tôi đã muốn nhìn thấy tài liệu đó như thế nào rồi, nếu biết là bi thảm như thế, tôi sẽ không hướng em cầu hôn, cũng sẽ không đứng ở nhà hát chờ em, mà hẳn là, đã sớm quay người, không vì em, cũng không vì bản thân mình, ích kỳ khẩn cầu một chút tình yêu. Tôi nợ cô ấy quá nhiều, nhà họ tưởng chúng tôi nợ cô ấy quá nhiều, tôi nhất định phải cứu cô ấy, tôi thực sự nhất định phải, cứu cô ấy. Cho nên anh tình nguyện để tôi chết đi, cũng muốn đem trái tim của tôi móc ra cho cô ấy. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình trái tim đau xót, nhìn về phía anh, thống khổ kêu to tưởng thiên lỗi hai mắt rưng rưng quay đầu nhìn về phía cô kích động run rẩy nói tôi lúc đó biết làm thế nào đây cô ấy sắp chết cô ấy vì tôi mà chết mà em nếu có xảy ra chuyện trái tim của tôi cũng chết theo em nói cho tôi biết tôi lúc đó nên làm như thế nào đây cuộc đời của tôi tại giây phút đó cũng đã làm ra cái quyết định tàn nhẫn như vậy em bảo tôi nên làm cái gì bây giờ người đàn ông này cuối cùng cũng vào giờ phút này thống khổ nhìn về phía cô gái trước mặt, thẳng thắn nói ra những đau khổ dần vặt trong 4 tháng qua. Đường khả hình nhìn về phía anh, phẫn hận mà thất vọng rơi lệ. Nếu có một ngày, tôi sắp chết, mà em người quan trọng với tôi, chỉ cần tôi có thể sống mà làm bất cứ điều gì, như vậy tôi nguyện đem trái tim mình giao cho em. Không oán hận, không hối tiếc, trời đất chứng giám. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, thống khổ nghẹn ngào nói. Tưởng thiên lỗi, tôi xác thực là yêu anh. Đường khả hình hai mắt ngấn lệ, xót xa trong lòng thống khổ nhìn về phía anh, nói anh ở tại giây phút kia đưa ra quyết định, nếu như trong lòng anh còn có một phần yêu tôi, anh hẳn là sẽ tiến vào phòng bệnh xem tôi một chút. Nhưng không, anh một lần rồi lại một lần vứt bỏ tôi, một lần lại thêm một lần đi về phía cô ấy. Tôi đã từng tha thứ cho anh, không chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh, mà còn là vì tôi tín nhiệm anh. Tôi đã dùng cả sinh mệnh của mình để tin tưởng anh thế nhưng anh lại bóp nát cả điểm tin tưởng cuối cùng kia. Mặc kệ tôi ở trên bàn mổ, trải qua sống chết như thế nào, ra như anh biết được tôi yêu anh như thế nào, chỉ là hy vọng anh có thể hạnh phúc, mà không cần phải chiếm lĩnh toàn bộ cuộc đời của anh, cho nên tôi biết dù trái tim kia là muốn hiến cho như mà tiểu thư, tôi cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần khi đó, anh có thể tiến vào nhìn tôi một chút. Anh hoàn toàn có thể nhìn thấy câu trả lời trong mắt tôi. Anh có thể sẽ không phải thống khổ như thế này có thể không cần mâu thuẫn, rằng xé. Thế nhưng anh không tin tôi, tôi cũng sẽ không đưa ra cái quyết định đau khổ này. Tưởng thiên lỗi đau đớn ngẩng đầu, hai tròng mắt run rẩy, ái náy thống khổ nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường khả hình đau lòng chua xót, xúc động phẫn nộ cùng tuyệt vọng rơi lệ nói tôi hôm nay gọi anh ra. Vốn là nghĩ muốn giết anh. Thế nhưng giết anh sẽ không phải là uổng phí công sức trước kia tôi đã toàn tâm toàn ý yêu anh sao? Có người nói, còn yêu, là bởi vì quá khứ không quá vô ích. Nếu tôi giết anh, vậy thì quá khứ của tôi cũng sẽ biến mất. Tôi không cần lấy máu của anh, giấy lên linh hồn trong sạch của tôi. Anh hãy nghe cho kỹ đây, Tưởng Thiên lỗi, đây là tôi dùng một chút thiện lương cuối cùng tha thứ cho anh, dùng hết sự thiện. Lương cuối cùng trong cuộc đời gọi anh ra, chỉ là muốn cho anh một cơ hội, thẳng thắn nói chuyện với tôi. Nhưng vào khoảnh khắc kia, anh lại im lặng, anh lại vô tình tôi chỉ muốn có một câu trả lời thỏa đáng. Tôi muốn giao ra chút tình yêu cuối cùng. Lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh. Từ nay về sau, thế giới của chúng ta liền không còn liên quan đến nhau nữa. Chấm than ngoặc kép, tâm tưởng thiên lỗi hoàn toàn chấn động mạnh. Hai chồng mắt thoáng qua nước mắt, nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường khả hình cũng rơi lệ, từng bước, từng bước lùi về phía sau, nhìn về phía anh, đau lòng nói, hy vọng anh có thể hiểu rõ, đây là chút tha thứ cuối cùng của tôi là bởi vì trong lòng vẫn còn một chút tin tưởng, tín nhiệm anh quá khứ rõ ràng đã yêu, cũng chỉ mong tương lai về sau nếu anh có yêu, cũng có thể rõ ràng. Bởi vì chỉ có rõ ràng, anh mới có thể có được hạnh phúc. Cô nói xong, cuối cùng cũng tuyệt vọng rơi lệ xoay người rời đi. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên kích động nắm lấy tay cô. Đường Khả Hinh mắt ngấn lệ dừng tại chỗ, không quay đầu lại, khóc lên, nói: "Sau này sẽ không thể đơn giản giữ người khác lại như vậy được nữa, bởi vì trên cái thế giới này sẽ không còn có ai giống tôi như vậy, ngu ngốc mà tin tưởng anh. Hoàn toàn tin tưởng anh là chân thành. Cô nói hết lời, khóc nấc lên, tránh thoát khỏi tay anh, rất nhanh chạy về phía trước. Tưởng Thiên lỗi thống khổ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh xa xa. Toàn bộ thế giới giống như sụp đổ. Anh mờ mịt đứng tại chỗ, vẫn như cố chăm chú nhìn bóng lưng cô chạy như bay. Toàn bộ thế giới cũng đã không còn Cửa thang máy lặng yên mở ra Nhưng mà cẩn thận từng ly từng tí đi đến Nhìn thấy tưởng thiên lỗi ánh mắt lời giặc tối tăm Lòng cô cả kinh Vội vã chạy tới Nhìn về phía anh kêu nhỏ Thiên lỗi, anh làm sao vậy Tưởng thiên lỗi đứng ở tại chỗ Nhớ tới đường khả hình nói câu kia Hy vọng anh có thể hiểu rõ Đây là chút tha thứ cuối cùng của tôi Là bởi vì trong lòng vẫn còn một chút tin tưởng Tín nhiệm anh quá khứ rõ ràng đã yêu cũng chỉ mong tương lai về sau anh có yêu, cũng có thể rõ ràng, bởi vì chỉ có rõ ràng, anh mới có thể có được hạnh phúc. Anh yếu ớt quay đầu, nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt lập tức hoang mang trực như muốn khóc nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi liền chăm chú nhìn về phía Như Mạt như vậy, khuôn mặt mỹ lệ say đắm lòng người, anh liền nhìn thật sâu vào đôi mắt cô. Thiên Lỗi, Như Mạt có một chút khẩn trương nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa nhớ lại những lời mà Đường Khả Hinh đã nói lúc nãy, nội tâm của anh như bị ái đó bóp nát, đau, thật đau. Anh chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt Như Mạt. Nước mắt Như Mạt chảy xuống lòng bàn tay, run rẩy nhìn anh. Tưởng Thiên lỗi thật sâu nhìn về phía Như Mạt, hai tròng mắt đột nhiên tràn đầy thống khổ, nói, "Như Mạt, em cảm thấy nhiều năm như vậy, anh có dành hết tình yêu cho em sao?" Như Mạt nghi ngờ nhìn về phía anh, vội vã lại hoang mang gật gật đầu. Thế nhưng nhiều năm như vậy, tình yêu anh dành cho em, khiến anh quá mệt mỏi rồi. Tưởng thiên lỗi đột nhiên mệt mỏi thống khổ không chịu nổi nghiêng mặt, nhìn đường bờ biển thật dài phía trước, yếu ớt nói, chúng ta từng có với nhau những ngày tháng thật tốt đẹp, cho đến khi em vì đoạn ân tình kia mà buông tha cho tình yêu của chúng ta. Như mặt nước mắt lăn dài, nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi đôi mắt nhẹ chớp che đi những giọt nước mắt, trầm trọng mà kích động nói, anh nhịn đi những đau đớn khi bị em vứt bỏ, một lần nữa cùng em ở bên nhau, thế nhưng rốt cuộc anh cũng không có được một ngày vui vẻ. Loại cảm giác này, đã thống trị thế giới của anh nhiều năm, anh vẫn luôn cảm giác mình không sao cả. Như mặt ái náy nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi lần nữa nhìn ra phía mặt biển ngoài khơi xa, những con sóng đang cuộn trào mãnh liệt, dường như nhìn thấy một người con gái, đứng ở dưới bóng cây, nhìn về phía chính mình, ngọt ngào mỉm cười, trên mặt của anh, cũng hiện lên vài tia cười khổ, nói, cho đến khi gặp được khả hình, anh đã có lúc từng muốn trốn tránh tình yêu nồng nàn của cô ấy, nhưng cô ấy luôn toàn tâm toàn ý làm rất nhiều việc cho anh, bao gồm cả buổi tối hôm đó khi anh hướng em cầu hôn. Yên lặng ở bên anh, tha thứ cho anh ba lần phản bội cô ấy, chỉ vì sợ anh cô đơn, cô ấy thậm chí ngu ngốc cầm một bó hoa hồng, đứng ở dưới cơn mưa lạnh buốt, chờ anh vài tiếng đồng hồ, chỉ để có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ, chịu đựng những lời nguyền rủa vạn kiếp bất phục. Vì yêu anh, cô ấy vẫn không ngừng rơi lệ thậm chí đến cuối cùng một giây kia cô ấy còn vì hạnh phúc của anh mà tình nguyện dâng ra trái tim mình cho người anh yêu tưởng thiên lỗi nói đến đây trái tim đau đớn tột cùng hai tay run rẩy nắm chặt bờ vai như mạt nắm thật chặt bởi vì anh đã quá thống khổ rồi cúi đầu nước mắt anh cuối cùng cũng không giữ được nữa dọc theo cánh mũi lăn xuống cô ấy cô ấy vừa anh đau đớn cúi đầu thân thể co quắp nghẹn ngào nói cô ấy cô ấy vừa một lần cuối cùng thông cảm cho anh trong 4 tháng qua. Cô ấy nói với anh, rằng, chấm TSA thứ, cô ấy tha thứ cho anh, cô ấy cư nhiên tha thứ cho anh. Như mặt rơi lệ nhìn về phía anh, nhẹ vươn tay, khẽ vuốt má trái của anh. Tưởng thiên lỗi run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi mình đặt xuống một nụ hôn thật chặt, nghĩ là sẽ kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không có kiên nhẫn được, thống khổ kiềm chế nghẹn ngào nói, như mặt, như mặt. Cô ấy không thể tha thứ cho anh cô ấy tại sao có thể tha thứ cho anh được, cô ấy không thể tha thứ cho anh, cô ấy muốn tha thứ cho anh, phải cần có biết bao nhiêu dũng khí đây. Những gì anh mang lại cho cô ấy đến cuối cùng, cũng chỉ là đau khổ và đau khổ. Anh nói xong, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ấn chặt ở bên môi, tùy ý cho ngưỡng giọt nước mắt chảy xuống, chảy qua mờ u bàn tay tuyết trắng của cô, nóng hổi, bỏng rát. Như mà đôi mắt tràn đầy đau đớn, thống khổ nhìn về phía anh. Như mà như mạt tưởng thiên lỗi men theo đáy lòng thở hắt ra một cái gọi như khẩn cầu người con gái này cúi đầu xuống phía dưới chua sót nói anh thực sự đáng chết anh là người phải xin lỗi cô ấy anh đã phụ tình yêu vô tư đơn thuần của cô ấy anh nghĩ muốn đến bên cạnh cô ấy anh điên cuồng lập tức muốn đến bên cạnh cô ấy như mạt nghe những lời nói này tức khắc sợ hãi lắc đầu nhìn về phía anh nước mắt không ngừng rơi xuống anh chưa từng có những giây phút như thế này một ý muốn mãnh liệt như thế, như vậy rõ ràng là yêu, anh yêu cô ấy như mạt. anh yêu khả Hinh, anh yêu cô ấy. tưởng thiên lỗi đau khổ nhiều năm qua, rốt cuộc phản bội lại lời thề độc sẽ không yêu, thống khổ nói anh yêu cô ấy. hiện tại anh chỉ nghĩ muốn thẳng thắn thừa nhận điểm này. không, không, như mạt run rẩy rơi lệ, vươn tay nắm thật chắc cánh tay anh, nghẹn ngào nói thiên lỗi, anh là yêu em, em biết là anh vẫn luôn yêu em mà. Như Mạt, Tưởng Thiên Lỗi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm lệ của cô lên, đau xót cúi đầu, nhẹ hôn chán cô, nói, kỳ thực em hẳn là đã sớm hiểu, anh mấy lần muốn cùng em thẳng thắn phần tình yêu này. Có lẽ thời gian cũng đã không ngăn cản được nữa rồi. Như Mạt ngửa mặt, rơi lệ nước nở nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt run run, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nghẹn ngào nói, Như Mạt, anh không phải là không muốn ở bên cạnh em thế nhưng phần tình yêu mà anh dành cho Khả Hinh, thực sự không thể khống chế được. Như mặt nhìn về phía người đàn ông mà cô yêu sâu sắc, lại run rẩy liên tục lắc đầu. Như mặt, tưởng thiên lỗi buông khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, hai tròng mắt toàn bộ bị đau đớn nhấn chìm, nghẹn ngào nói, xin lỗi, anh hiện tại muốn đi nhìn cô ấy một cái, như lúc trước cô ấy đã yêu cầu anh vậy. Nhìn cô ấy thêm một lần. Không, không, thiên lỗi, không như mạt vô cùng sợ hãi muốn vươn tay ôm lấy anh tưởng thiên lỗi thống khổ mà ái náy lại kiên quyết xoay người đi bước nhanh về phía trước trong đôi mắt là sự kiên quyết mà cố chấp đau lòng nhìn về phía sóng biển đang gào thét anh muốn nhìn thấy cô gái kia anh muốn nói ra những lời yêu thương phải kiềm chế lại bộ dáng đau lòng này trái tim anh tê dần đau thật đau phải thật nhanh đi về phía trước như mạt cả người ngã ngồi dưới đất nhìn về phía bóng lưng tưởng thiên lỗi kiên quyết rời đi nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Đúng vậy, yêu sâu đậm như thế, vốn sẽ không nên vì đau khổ mà kiềm chế lại, có lẽ, trong nháy mắt ấy, anh đã được tự do, đi tìm tình yêu của mình. Biển rộng minh mông cuộn trào mãnh liệt, gió điên cuồng mà đến. Đường khả hình vén lên tà váy thật dài, chạy đến bên bờ biển, nhìn về phía trước mặt minh mông vô bờ, một mảng đen tối, chỉ có tiếng sóng biển cuộn trào đáp lại như tiếng lòng của cô, cô khổ sở khóc lên nói, cha cha con làm được đúng không con làm được có đúng hay không người từng nói làm thức ăn phải có tình yêu cũng giống như yêu một người phải có sự tha thứ con gái đã tận lực thực sự tận lực rồi cô đột nhiên quỳ gối trên bờ cát lại ngửa mặt lên trời khóc giống nói thế nhưng thật vất vả a à, đem những thống hận kia nuốt vào trong người thật sự rất vất vả a à. thật ủy khuất a à, nhưng là phải làm như thế nào đây con là con gái cha con không thể nào quên những gì cha đã dạy bảo con không thể để cho công sức trí tuệ cả cuộc đời của người bị con phá hủy mặc dù chịu đựng được nhưng cũng thật vất vả thế nhưng con gái nguyện mang theo phần tình yêu dành cho người ấy kiêu ngạo mà sống sót biển khơi như được gọt rửa gió biển không còn mạnh mẽ như trước nữa lại mang theo một chút dịu dàng vỗ về người con gái người con gái kia rốt cuộc mệt mỏi nằm dài trên bờ cát tùy ý để làn váy dài nhẹ nhàng tung bay trong gió chương 498, bị thương. Sáng sớm ngày hôm sau, đầu xuân, những cơn mưa nhỏ rơi xuống tí tách. Trên khung cửa sổ màu trắng có một chú chim nhỏ với bộ lông vàng đang trú mưa, cúi đầu mổ mổ mấy phát vào bệ cửa sổ. Trên chiếc giường màu trắng có một cô gái đang ngủ, đôi mắt chậm chạp mở ra, dịu dàng nhìn xung quanh căn phòng. Đầu xuân mang theo một chút hơi lạnh cùng một mùi thơm thật dễ chịu, trên giá sách màu trắng bày rất nhiều rượu đỏ và những tài liệu ghi chép về rượu. Đường Khả Hinh cảm nhận được hương thơm này liền nở một nụ cười nhu hòa. Hôm qua, cô đã buông xuống thù hận, tha thứ cho một người, đổi lấy một cơn mưa phùn đầu xuân, cùng mỉm cười ung dung. Lười biếng rũi lưng một cái. Đường Khả Hinh mặc một chiếc quần dài màu trắng bên trong có lụa tơ tằm, nhẹ nhàng vén chăn lên xuống giường, xỏ chân vào đôi dép màu hồng phấn mà nhã tuệ mua cho. Đầu tiên bước vào nhà tắm, rửa mặt trải đầu xong liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, khẽ cười đi về phía trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra một làn gió mát lạnh phả vào mặt cơn mưa rơi tí tách lướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô đôi mắt dịu dàng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nhà trọ cây cối mọc san sát cành lá xanh biếc nhẹ nhàng uyển chuyển vươn ra khắp mọi nơi trong làn mưa trắng xóa những bông hoa anh đào màu hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống nhìn khung cảnh này đôi mắt cô ôn nhu chợt nhớ tới buông hóa ra là có ý nghĩa như vậy khả hinh mau dậy đi đến giờ đi làm rồi ở dưới tầng nhã tuệ nói vọng lên được rồi đường khả hinh đáp nhẹ nhớ tới hôm qua trang hạo nhiên cho mình lời khuyên nội tâm có chút vội vàng mau chóng chuẩn bị xong xuôi liền xuống nhà đi tới khách sạn cơn mưa đầu xuân thật dịu dàng đường khả hinh mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu trắng quần đùi đen chân đi đôi giày cùng màu tóc buộc kiểu đuôi ngựa trông cô thật nhẹ nhàng khoan khoái cô cùng nhã tuệ gọi một chiếc taxi tới khách sạn á châu taxi dừng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn, tránh bị mắc mưa, liền đi thang máy lên tầng trệt. Lên đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra. Tối qua, Đường Khả Hinh đã xem qua tài liệu về rượu đỏ, mỉm cười vui mừng ra khỏi thang máy đi tới phòng thư ký. Ai ngờ thấy Tiêu Đồng vội vã bước ra từ phòng tổng giám đốc, đang dặn dò mấy người thư ký phải nhanh chóng mang tài liệu đến nước Anh. Tiêu Đồng, Đường Khả Hinh nghi ngờ đi tới, có chút lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt vốn dĩ mang vài phần chịu đựng nhưng vẫn cố gắng trấn an cô, "Cô hãy nghe cho kỹ, chuyện lần này khác với chuyện lần trước. Lần này tổng giám đốc trở về anh là do chủ tịch gọi về. Có chuyện xảy ra nên chủ tịch cho gọi tổng giám đốc về gấp. Hôm qua chúng tôi chơi đến 3 giờ sáng, nhận được thông báo của chủ tịch liền lập tức đến sân bay tư nhân mượn đường hàng không cho máy bay trực thăng. Nhưng thời gian quá cấp bách, không mượn được đường, không còn cách nào khác." 7 giờ sáng hôm nay Tổng Giám Đốc đã lên máy bay chở khách rời khỏi đây. Đường Khả Hinh ngỡ ngàng nhìn về phía tiêu đồng, nhớ lại hôm qua ở trong hôn lễ, Trang Hạo Nhiên đã vô số lần bảo vệ, mấy lần ngăn cản thay cô, trái tim cô cảm thấy chua sót. Tiêu đồng đang rất vội, nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói, cô tin tôi đi, lần này đúng là bởi vì chủ tịch. Tại sao phải đi lại không gọi điện nói với tôi một tiếng? Đường Khả Hinh yếu ớt nói. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh. Anh ấy không tin tôi. Nói xong câu đó, Đường Khả Hinh nở một nụ cười yếu ớt, mang chút cô đơn. Khả Hinh, Tiêu Đồng đau lòng nhìn Đường Khả Hinh nói, đừng nghĩ quá nhiều. Tôi không có, Đường Khả Hinh mỉm cười, quay người đi vào phòng thư ký. Đôi mắt lộ ra vài tia mất mát nói, anh ấy nói đúng, sẽ không có ai vì tôi mà tiếp tục gánh vác. Đây là do tôi lựa chọn tình yêu, đau khổ của mình phải tự mình chịu. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ quan tâm cuộc sống của mình thật tốt. Hoa nho cũng phải theo bốn mùa, đi về hướng vận mệnh của mình. Đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc, Tiêu Đồng buồn bã nhìn theo đường Khả Hinh. Giữa trưa, Đường Khả Hinh rốt cuộc nhận được thẻ thi đấu chuyên gia rượu đỏ từ trụ sở chính của Hoàn Cầu. Sau đó nhận lệnh đến nhà của thầy giáo để học tập thêm về rượu đỏ. Mưa phùn vẫn rơi xuống róc rách, có chút lạnh. Đường Khả Hinh ôm chặt tài liệu tay cầm chiếc ô màu đỏ thẫm mà Tiêu Đồng đưa cho, lặng lẽ bước ra đường, đi tới trạm xe buýt gần đó. Mỗi khi tâm tình cô không tốt liền muốn ngồi trên xe buýt suy nghĩ, làm cho tâm tình trở lại bình thường. Hôm nay, Tưởng Thiên Lỗi mặc một bộ vest màu xám, bên trong mặc sơ mi trắng, tay cầm chiếc ô đứng ở trước trạm xe buýt. Hai mắt nóng bỏng, đau lòng nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng cầm ô đứng trong mưa, đôi mắt lộ ra vẻ bi thương, mờ mịt nhìn về phía anh. Ngay lúc này đây, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Đường khả hình bình tĩnh nhìn về phía anh, tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, trái tim như tê liệt, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Không phải tôi tha thứ cho anh là anh có thể xuất hiện ở trước mặt tôi bất cứ lúc nào, đường khả hình tay cầm ô, lạnh nhạt nói, tiếp tục đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi cầm ô đi tới trước mặt cô, ánh mắt đau đớn, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía cô, cảm động nói, trên thế giới này, không có thứ gì có thể bắt đầu lại lần nữa, vì vậy, giờ khắc này, chúng ta vẫn coi như hai người xa lạ. Bắt đầu từ một người lạ, một lần nữa hãy tiếp nhận anh. Nhìn kỳ anh, dõi theo anh, một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Đường khả hình cầm ô, ở dưới ô lắng nghe tiếng mưa rơi, không muốn nói chuyện. Tưởng thiên lỗi, thâm tình, nhìn đường khả hình, đôi mắt hiện lên chút yêu thương, lại cố gắng kiềm chế, đi lên phía trước cầm lấy tài liệu trong tay cô, cùng cô đi tới trạm xe buýt. Đường khả hình cầm lại tập tài liệu, cầm ô đỏ thấm lạnh lùng đi qua tưởng thiên lỗi bước vào làn mưa trắng xóa, hai mắt cô mở mịt, không có lấy một tia cảm tình. Cha đã từng nói, một chuyên gia về rượu đỏ và đầu bếp có rất nhiều điểm chung, nhưng điểm chung lớn nhất có lẽ là tính tình. Đường khả hình cầm cây dù đỏ thấm, bước đi trên đường dưới làn mưa, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía trước trong đầu vang lên lời nói của trang hạo nhiên số phận cô ấy cũng giống như trái tim của cô ấy đó là một điều đáng sợ đã gắt gao xông vào cuộc đời của tưởng thiên lỗi cô ấy quả thật là một cô gái đáng sợ trên thế giới này người độc ác người nham hiểm người có ý đồ đều không đáng sợ bởi vì những người này chúng ta đều có thể đối phó chỉ có những người yếu ớt là đáng sợ nhất bởi vì chúng ta không có cách nào đối phó đã rơi vào trong thế giới của cô ấy đều vì dao động mà hít thở không thông. Chậm chạm đi tới chạm xe buýt, nhìn về bầu trời rộng lớn phía trước, giấu kín trong vũ trụ bao la. Hôm qua, người con gái ấy đã dùng hết một chút thiện lương cuối cùng, tha thứ cho người đàn ông kia, một lần cuối cùng vươn tay kéo người đàn ông kia ra ngoài. Hai mắt cô ngấn lệ, phảng phất thấy mưa bay đầy trời, nhẹ nhẹ rơi trên thân thể của mình. Khả Hinh, tưởng thiên lỗi bước nhanh lên trước muốn kéo cổ tay cô. Đường Khả Hinh cầm ô bước lên xe buýt, Tưởng thiên lỗi cầm ô đứng trước cửa xe, nhìn cô lạnh lùng đi về chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt anh hiên lên vẻ kiên quyết, nói anh sẽ không buông tay, nhất định không buông tay. Cuối cùng, xe buýt chậm chạp rời đi. Trong làn mưa, tưởng thiên lỗi đứng cầm ô, nhìn về phía chiếc xe kia đang từ từ đi xa. Chiếc ô trong tay bóng rơi xuống, những hạt mưa phùn thi nhau rơi trên người anh, đôi mắt nóng bỏng, lại vô cùng kiên định. Tất cả mọi người đều cho rằng, cô chỉ bị tổn thương một chút, bởi vì cho tới bây giờ cô không ngừng bị tổn thương cho nên đều cảm thấy cô chỉ bị tổn thương chút ít. Từ nay về sau, cô sẽ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt ước mơ của mình. Đôi mắt cô ngấn lệ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một bầu trời rông lớn bao la, cô cắn chặt hàm răng, một lần nữa làm cho ước mơ của mình thức dậy. Đúng vậy, cuộc sống còn dài, cũng có rất nhiều bạn bè nhưng để thực hiện ước mơ của mình cũng chỉ có chính mình mà thôi. Những ngày tiếp theo, đường khả hình hoàn toàn vùi mình vào công việc. Cuộc thi chuyên gia hầu rượu đã khởi động, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ở vòng loại, mỗi một chuyên gia hầu rượu đều muốn tạm thời phục vụ ở phòng ăn, nhưng đường khả hình cũng muốn chính mình phục vụ phòng ăn, chỉ là mỗi ngày cô đều nghe theo Vitus tiên sinh, chạy khắp nơi, có lúc ở phòng rượu, có lúc ở phòng ăn, có đôi khi lại ép mình xuống hầm rượu, mỗi lần đều nếm rượu đỏ ba lần, tất cả đều đang trong quá trình oxy hóa. Hiện tại, mỗi ngày cô đều trở về trong trạng thái mơ hồ, làm cho nhã tuệ sướng sờ, nằm bò ở trên giường, không tắm rửa gì liền lăn ra ngủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đường khả hình đứng ở trước bàn làm việc, nhìn ông ấy vẫn như cũ, mặc một bộ vét màu đen, mái tóc màu vàng kim, sắc mặt căng thẳng, đang xem tài liệu, đôi mắt cô nhíu lại, mang chút bất mãn nhìn về phía ông. Trong nháy mắt, ông ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường khả hình lập tức cúi đầu, có điều gì không vừa lòng? Vitus là người tinh ý, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Chấm than, đọc nhanh nhất tại thiscsdoctruyen.com. Đường Khả Hinh không dám nói ra, thế nhưng trong lòng đầy ủy khuất. Nói chuyện, Vitus nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại nhanh chóng nói. Không còn cách nào khác, Đường Khả Hinh đành phải ngẩng đầu lên, không hiểu nói tôi thật không hiểu. Các chuyên gia hầu rượu khác, mỗi người bọn họ đều chính mình phục vụ phòng ăn nhưng chỉ có tôi là không, hạng nhất cuộc thi, bọn họ đều là người mang lại doanh thu lớn nhất cho phòng ăn. Mấy ngày đã qua nhưng ngài còn chưa có nói, tôi muốn phục vụ ở phòng ăn. Vitus lạnh lùng nhìn về phía đường khả hình nói, không phải mỗi ngày cô đều đến giúp đỡ phòng ăn sao? Đường khả hình khiếp sợ kêu lên nói, như vậy không giống nhau. Không phải tôi phục vụ ở phòng ăn, nếu không, tôi, tôi tự chọn. Vitus nhíu mày nhìn về phía cô, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cúi đầu. Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Đường Khả Hinh thuận miệng nói. Lập tức, Vitus ngẩng đầu nhìn về phía cô, có vẻ không vui nói, dựa vào tính cách của cô, đi tới phòng ăn đều không tốt. Còn chính mình dậy ngài ấy tiếng chung. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. "Cái gì không tốt? Đồ ăn." Lauren mỉm cười đi tới, cầm trong tay danh sách người tham gia do chuyên gia rượu đỏ trong phòng ăn thống kê lập tức đường khả hình gật đầu chào ông nhưng vẫn còn có chút bất mãn nói không có đang nói đến bây giờ tôi không được tiếp tục phục vụ ở phòng ăn sợ cứ tiếp tục như vậy nữa khả năng tôi không cần đi thi nữa ha 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 lauren không còn gì để nói sau đó đem một tập tài liệu đặt ở trên mặt bàn của vitus mới nói cô không nên gấp gáp cô nên tin vào thầy vitus đường khả hình thở hổn hển đứng tại chỗ vẫn có chút sốt ruột Vitus không nhìn cô, mà cầm tài liệu lên xem, có chút kinh ngạc nói, lần này dự thi có nhà họ hắc. Lauren nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, đúng vậy. Hôm qua ở nhà hàng cơm Tây đã thu về hơn 60 vạn. 60 vạn, đường khả Hinh khiếp sợ kêu lên. Lập tức Vitus ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả Hinh, nhíu mày nói, đúng. 100 vạn, tôi còn lo lắng cho cô một tháng cũng không hơn được một ngày của người khác. Đây không phải doanh thu của cả khách sạn, đây chỉ là doanh thu của phòng ăn. Mặt đường khả hình đỏ hồng cúi đầu, không dám nói chuyện, lại không kìm lòng được liếc về phía tập tài liệu trong tay Vitus. Mặt trên có một tấm hình, là một cô gái sắp xỉ tuổi mình, diện mạo sáng sủa xinh đẹp động lòng người, mười phần đáng yêu, cô ngạc nhiên. Lauren mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, nói, nói đến cô bé này, và cô có một chút nhân duyên, bởi vì cô ấy là học trò của Tổng Giám Đốc Trang. Là người uống rượu vô cùng giỏi, là một chuyên gia về rượu đỏ nghe nói cô ấy sẽ được chọn trong số các phó tổng giám đốc để làm người nối nghiệp trong tương lai a à, đường khả hình kinh ngạc nhìn cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp kia nói không thể nào còn trẻ như vậy cho nên nói cô vứt bỏ tài năng của mình thật không có tiền đồ Vitas thẳng thắn nhanh nhẹn nói đường khả hình sắc mặt tối sầm lại ba năm nay người này luôn chèn ép mình cũng thành thói quen nhắc tới tổng giám đốc trang Lauren mỉm cười nhìn Vitus nói, cậu có nghe nói không? Ở nước Anh, cậu ta đã thông báo về hôn sự. Tài liệu trong tay rơi xuống, đường khả hình sửng sốt nhìn về phía Lauren. Người đẹp kia là ai vậy? Vitus nhìn về phía Lauren mỉm cười hỏi. Cố tiểu thư, Lauren cười nói, chương 499, phục vụ phòng ăn. Mưa xuân kéo dài. Mùa hoa anh đào đã qua, những đóa hoa màu hồng phấn, đêm qua đã sớm rơi mất, sáng nay, trải đầy trên mặt đất tạo nên một thảm màu hồng nhạt. Đường khả hình một mình tay cầm ô, chân đạp trên những cánh hoa anh đào ướt át, hòa vào làn mưa mưa trắng xóa đi về phía trước, hai mắt hiện lên một chút ý cười nhu hòa, ngẫu nhiên vươn cánh tay trắng như tuyết ra, khẽ chạm vào những hạt mưa lạnh buốt. Bóng lưng, nhẹ nhóm mà bình tĩnh, cô đơn mà dịu dàng. Lá cây anh đào vì một trận gió mà đong đưa nhiều lần, dưới tàng cây, có một cô gái nhỏ cầm chiếc ô màu đỏ thấm, đã đi xa sinh mệnh, trải qua thử thách của mưa xuân mà trưởng thành có mất mát, yêu thương, cũng có ôn nhu cùng khát vọng. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Đường khả hình thân thể có chút ẩm ướt trở lại phòng thư ký, nhìn thấy mọi người đều vừa cười vừa nói, cô cũng vui vẻ cười đi về phía bàn mình, vừa ngồi xuống, mở ra tư liệu về rượu đỏ ra, cũng đã nghe được nữ thư ký phía sau hỏi tiêu đồng, tiêu đồng. Nghe nói tổng giám đốc truyền ra tin tức là sắp kết hôn, là thật hay giả vậy? lần này là kết hôn, chứ không phải đính hôn đâu nha." Tiêu Đồng ngồi ở phía trên, cầm tư liệu đã được phê duyệt, đứng lên đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, mỉm cười nói với cô, "Tư liệu này đã được phê duyệt xong, cô đem hồ sơ vào trước, đưa đến phòng thu mua." "Được." Đường Khả Hinh cười tiếp nhận tư liệu. "Tiêu Đồng, nói cho chúng tôi." "Biết đi mà." Mấy nữ thư ký lại nhìn về phía cô hỏi. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn các cô, cười nói, "Được rồi." nhiều chuyện như vậy làm gì tôi cũng chỉ là nghe nói nghe nói có phần giống sự thật đường khả hình cũng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía tiêu đồng cười nói có phần giống sự thật chính là sự thật hẳn là nên cho chúng tôi biết sớm một chút để chúng tôi còn chúc phúc anh ấy chứ tiêu đồng cúi đầu liếc mắt nhìn khả hình mới ngồi xuống bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi tổng giám đốc không có gọi điện thoại cho cô à đường khả hình vừa nhìn tư liệu vừa lắc đầu người này cũng thật là Kỳ thật anh ấy rất nhỏ mọn, chỉ là cô không biết." Tiêu Đồng có chút giận, cầm cây bút lông chim trên bàn của Khả Hinh, để ở trong tay ngắm nghía. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhịn không được nở nụ cười, nói anh ấy không có nhỏ mọn. Chỉ là, có thể anh ấy cảm thấy tôi không xứng cùng với anh ấy bàn luận về rượu đỏ thôi." Tiêu Đồng có phần đau lòng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, vươn tay không ngừng ghi tên các loại rượu đỏ nhập khẩu, phát hiện 3 tháng này các loại rượu đỏ nhập khẩu vào lá pi cùng. Khang đế dần dần ít thay đổi, cô có phần nghi hoặc nhíu mày, cầm lấy tư liệu, nhìn lại vài lần. Tiêu đồng thấy cô chuyên tâm như thế, một câu không khỏi thốt ra, tôi lúc ấy còn cho rằng. Cô cùng tổng giám đốc có tình ý chứ? Hả, đường khả hình không có nghe rõ lời của cô, mà chuyên tâm cúi đầu, nhìn kỹ tư liệu trên văn kiện, mình không có hoa mắt chứ, cửa hàng lá pi nhập khẩu rượu đỏ, lại ít đi một phần ba, cửa hàng rượu kia bổ sung vào đơn rượu này. Cô nghi hoặc mở ra một phần tư liệu khác, xem xét. Tiêu đồng có phần sốt ruột nhìn về phía đường khả hình, lại hơi cao giọng nói, tôi vẫn cảm thấy, cô cùng tổng giám đốc giống như có tình ý với nhau, phải không? Khả hình, cô nghĩ như thế nào về tổng giám đốc? Đường khả hình khó tin ngẩng đầu, nhìn về phía tiêu đồng, đột nhiên một trận bật cười nói, cô nói cái gì vậy? Điều này có khả năng sao? Tổng giám đốc vẫn thích tình xuyên, hiện tại không biết tại sao lại cùng cố tiểu thư ở chung một chỗ, có thể là coi trọng gia đình, chính là như vậy đi, tình yêu và hôn nhân đều khó hiểu. Cô bình tĩnh nói xong, lại nhìn văn kiện. Cô thật sự, đối với tổng tài một chút tình ý cũng không có. Các người ở cùng một chỗ như vậy, khả hình, làm người nên hướng về phía trước, đúng hay không? Cuộc đời, có ai chỉ vì một đoạn tình cảm, liền quyết định cả đời? Tiêu đồng có chút nóng nảy nói. Đường khả hình bất đắc dĩ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía cô, nói tôi sẽ tìm được bạn trai, tìm một người bình thường mà đơn giản, có một tình yêu bình thường, xem thật nhiều phim, rồi cùng nhau ăn đá bảo, sau đó kết hôn, sống chết vì tương lai mà cố gắng. Nhưng mà, tuyệt đối sẽ không lại là một người không tầm. Thường hay thân phận hiển hách, tôi không nghĩ lại muốn trải qua những thứ khác nữa rồi, tôi hiện tại chỉ có thi đấu. Cô cười nói xong, lại vươn tay, kéo bả vai tiêu đồng, nũng nịu tựa đầu vào bờ vai tiêu đồng, cười hì hì nói, ôi, không cần lo lắng cho trung thân đại sự của tôi, tôi năm nay mới 23 tuổi thôi. Lại vẫn 23, cô năm nay 24 rồi đấy. Tiêu đồng đẩy cô, cười nói, tôi năm nào cũng 18, đường khả hình nhìn về phía tiêu đồng, cười nói, tiếng đập cửa vang lên, vào đi, tiêu đồng ngẩng đầu, hoa đưa tới rồi. Nhóm thư ký nói xong, liền không nhịn được cười cửa mở ra. Quả nhiên là nhân viên cửa hàng bán hoa, tay nâng một bó hoa hồng đỏ tươi, cười nói, một vị tiên sinh thần bí lại tặng hoa cho đường tiểu thư. Tất cả mọi người nhịn không được cũng cười rộ lên. Đường khả hình bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn tiêu đồng đi qua, tiếp nhận hoa, vì mình ký tên, mới đưa đến trước mặt khả hình, nói thân ái, cô nhìn xem. Hôm nay hoa hồng hình như tươi đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Đường khả hình cười khổ vươn tay ra, đón lấy hoa hồng tiêu đồng đưa qua, cầm lên một tấm thiệp màu lam, mở ra, chỉ có một từ tiếng Anh, rất tự nhiên viết sorry. Chậc, tiếng Anh thật tốt ra à. Đường Khả Hinh không nói gì cầm nó lên, đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh, đem bó hoa hôm qua ném vào thùng rác, lại cầm bó hoa này lên, cắm vào trong bình, một làn hương theo chiều gió bay đến, cô cúi đầu, khẽ mỉm cười ngửi, thơm quá. Khả Hinh, cô rốt cuộc có thích người này hay không? Mỗi ngày đều ngửi hoa tươi một thư ký cười nói tiêu đồng cũng nhìn về phía cô đường khả hình không lên tiếng nhìn về phía bó hoa tươi đẹp sâu xa cười nói mặc kệ xảy ra chuyện gì những bông hoa này đều không có lỗi ánh mắt nhìn bó hoa thật lâu cô rốt cuộc quay đầu nhìn về phía mọi người cười nói tôi đi xuống chỗ hầm rượu trước cô vất vả rồi các đồng nghiệp đều cười nói đường khả hình xoay người cầm lấy tư liệu còn có bản ghi lại rồi mới sảng khoái đi ra phòng thư ký nhàn nhạt rời đi. Tiêu đồng nhìn về phía bóng lưng cô, có phần đau lòng luyến tiếc. Hầm rượu, đường khả Hinh mặc đồng phục hoàn cầu màu đen, đeo bảng hiệu làm việc, đi vào trong phòng rượu vừa mới tân trang thêm, phòng dậy mới, mở cửa phòng ra trong nháy mắt, tuy khứu giác không còn được mãnh liệt như trước kia, nhưng vẫn có thể ngửi được từng trận mùi rượu, cô phải cực kỳ cố gắng cùng dụng tâm tìm mùi hương trong đó, vừa mới bắt đầu liền có chút không quen, hiện tại đã bắt đầu cảm thấy yêu thích rồi. Cô đứng bên cạnh cửa, nhìn ngọn đèn nhỏ ánh lên những tia sáng màu tím, khẽ đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhiệt kế, lại xoay người, vừa muốn tìm mẫu rượu, lại nhìn thấy một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt phía trước, cô sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi một thân sơ mi trắng, quần tây đen dài, mỉm cười đứng bên cạnh giá rượu, hai tròng mắt ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sắc mặt bình thản nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi tưởng thiên lỗi chậm rãi đi tới trước mặt cô, cảm nhận được sự bình tĩnh của cô, nhưng cũng mỉm cười nhìn xuống dưới, không nhìn thẳng vào mắt cô, nói anh biết trước khi biết em, bởi vì chuyện của Như Mạt, anh rất ít khi về nhà, thế nhưng trong khoảng thời gian này, phát hiện đã có không ít xáo trộn, thật có về nhà nhiều hơn. Anh xem cô như một người bạn tốt nhiều năm, nói hết tâm sự. Đường khả Hinh một tia nghi hoặc khó hiểu ngừng đầu, nhìn về phía anh. Ba xa anh chi thường em. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai chồng mắt hiện lên một chút ý cười, nói thật nhẹ nhõm. "Hiểu rồi." Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi lãnh đạm lại bộc lộ biểu cảm này, đột nhiên cười nói, "Vậy là tốt rồi." Tưởng Thiên Lỗi hai chồng mắt thâm thúy, nhìn về phía Đường Khả Hinh, xẹt qua vài tia đau xót. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, mà im lặng cầm vở, cầm mẫu rượu vang cùng bản hương liệu, lướt qua bên cạnh anh, đi thẳng ra ngoài khẽ đóng cửa lại. Tưởng thiên lỗi đứng bên cạnh giá rượu, hai mắt mãnh liệt lưu chuyển, nhanh chóng đuổi theo. Mưa phùn liên miên, quấn quyết không dứt, lá phong, trải qua mùa đông khắc nghiệt, lại tiếp tục đâm chồi. Đường khả hình tre ô, tay cầm tư liệu cùng mẫu rượu, tiếp tục thản nhiên đi về phía trước. Phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tưởng thiên lỗi vẫn âu phục màu đen, tre ô, bước nhanh đi tới, trong tiếng mưa tí tách từng giọt, Đi đến trước mặt Khả Hinh, có chút gấp rút nói có thời gian rảnh không? Anh nghĩ muốn mời em đến nhà anh ăn một bữa cơm, Tuyết Nhi vẫn thường nhắc tới em. Đường Khả Hinh không lên tiếng, sắc mặt vẫn thản nhiên đi về phía trước. Khả Hinh, tưởng thiên lỗi che ô, vừa nhìn về phía cô vừa đau lòng kêu, mời em ăn một bữa cơm. Có được không? Đường Khả Hinh vẫn như cố chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại nữa. Tưởng thiên lỗi đau lòng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng lãnh đạm của cô, hai tròng mắt bất đắc dĩ hiện lên một tầng hơi nước. Buổi chiều, cửa phòng thư ký, phịch một tiếng mở ra. Đường khả hình chạy như điên ra khỏi phòng thư ký, trên mặt biểu lộ ý cười, chạy như bay về phía thang máy. Ai, cô đi chậm một chút, tiêu đồng nhìn về bóng lưng đường khả hình, nhịn không được cười nói. Đường khả hình phịch một tiếng, ấn nút mở cửa thang máy, cả người xông vào, mừng rỡ như điên che mặt cười to, vì Vitas gọi điện thoại tới, nói muốn cô đến văn phòng làm việc của mình một chuyến, hứa hẹn cho cô phục vụ phòng ăn. Cô một trận kích động vươn hai tay ra, chống ở trước cửa kính thang máy, cảm giác thân thể không ngừng dâng lên thứ cảm xúc kỳ diệu ấy, dựa vào đôi bàn tay mình, đạt được kết quả, cảm giác thật tuyệt. Ha ha ha, cô càng nghĩ càng vui vẻ, nở nụ cười, cười thật vui vẻ. Tòa nhà cao ốc tập đoàn Hoàn Cầu. Văn phòng quản lý rượu. Cửa vịt một tiếng lại bị đẩy ra đường khả hình xông tới vui vẻ kêu to vitus tiên sinh vitus tức giận ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình bất đắc dĩ nói cái cô này vào phòng mà không có thói quen gõ cửa khi nào thì mới hình thành thói quen này đây cửa của tôi sớm muộn cũng bị cô phá hỏng mất thôi tôi phục vụ ở phòng ăn nào vậy ạ à? là phòng ăn ngược tôn sao đường khả hình vui vẻ nheo mắt lại vẻ mặt tươi cười vitus bất đắc dĩ nhìn cô một cái Mới đưa túi văn kiện màu xanh đậm Để tới trước mặt cô Nói tự mình xem đi Đường khả hình vẻ mặt hưng phấn cầm lấy văn kiện Từ bên trong rút ra một quyển sách nhỏ Về thông tin phòng ăn Tất cả đều là tiếng Anh Cô sửng sốt cầm lên xem thế nào cũng không hiểu Cô nghi hoặc nước mắt nhìn Vitas một cái Mới lại lấy ra bảng hiệu pha chế rượu đỏ Từ bên trong Đây là lúc đi tới phòng ăn Nhất định phải chuẩn bị Cô lại nghi hoặc thò tay vào túi văn kiện Từ bên trong rút ra một tấm vé máy bay vé máy bay, đường khả hình kỳ quái dơ lên, nhìn phía trên có một chữ tiếng Anh viết London. chương 500, trưởng thành. Luân đôn nước Anh ạ, à. đường khả hình cầm vé máy bay, kinh ngạc nhìn về phía Vitus, hỏi. Vitus ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hình, nhíu mày nói, chẳng lẽ ở bên kia nước Anh, còn có Luân đôn khác sao? Đường khả hình thật là hết sức kinh ngạc nhìn về phía ông, nói trời ạ, à, này. Này thực sự quá ngoài ý muốn, tôi căn bản là không hiểu tiếng Anh, ngài bảo tôi đi Luân Đôn nước Anh. Đây không phải là, đây không phải là hành hạ tôi sao? Vitus buông bút máy, im lặng không lên tiếng đứng dậy, đi về phía tủ rượu, cầm lên trong đó một chai cũng không có nhãn hiệu gì, đổ ra một ly rượu, sau đó đưa cho đường khả hình, nói cô xem một chút rượu trong tay cô đi. Đường khả hình nghi ngờ nhận lấy, Vitus đưa cho cô rượu đỏ, cô dơ cái ly lên, xoay tròn dưới ánh đèn, có cảm giác chất lỏng màu đỏ ấy như hồng ngọc, phát ra ánh sáng thật đẹp mắt, cô từ từ đưa nó xuống dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, cảm giác được nhiệt độ rượu và có thể khẳng định chỉ có số ít xích hà châu, phẩm lệ châu ở bên trong ly, hương vị đặc biệt xuất sắc. Cô ngừng đầu, không hiểu nhìn về phía Vitus, nói tôi xem rồi, có vấn đề gì vậy? Vitus hai tròng mắt lóe ra tia kiên định nhìn về phía đường khả hình, nói cô có thể nói lên cảm nhận, sau khi nếm thử hương vị của từng cái không không có khả năng. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn về phía Vitus, nói, này làm sao có thể chứ? Tôi lại không biết ý nghĩa của chúng. Vitus kiên định nhìn về phía đường khả hình, nói cho nên, kỳ thực rượu đỏ chân chính, nó không có ngôn ngữ, cái mà cô cảm nhận được, nó mới chân chính ngôn ngữ, cảnh giới cao nhất của phục vụ rượu là im lặng chứ không phải là gây ra tiếng động. Đường khả hình không khỏi nhớ tới lúc đó khi còn ở phòng ăn ngự tôn gặp phải người phục vụ rượu kia, không nói một câu, lại có thể khiến cho rượu đỏ trở nên tuyệt như vậy. Cử cô đi tới một quốc gia mới, là muốn cô buông việc ở đây lại, một lần nữa học tập về rượu đỏ ở thế giới ngoài, thấy như thế nào. Vitus kiên định nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói cô có có đủ dũng khí để tiếp. Nhận thử thách này hay không, chọn một quốc gia khác, im lặng khiêu chiến chính bản thân mình. Đường Khả Hinh tâm trạng một hồi sợ hãi, vẻ mặt hơi đau khổ, nói với Vitus, thế nhưng tôi thực sự thực sự không biết tiếng Anh, tôi đi tới đó, tôi khả năng. Nếu như cô là một người bình thường, có thể làm được việc, cô dựa vào cái gì mà có thể thành công? Vitus nhìn về phía đường khả hình lại thuyết phục nói. Đường khả hình nghe những lời này, khẽ cắn môi dưới. Vitus nhìn cô vẫn thái độ sợ hãi như cũ, liền trực tiếp nói cô có thể cự việc sắp xếp của tôi, cũng có thể đưa ra ý kiến của mình, thế nhưng tôi nghĩ nói cho cô biết, ở một số quốc gia, rượu đỏ cũng không phải là đồ uống cao quý gì, nó có trong gia đình của mỗi người, chỉ là cùng với những chai rượu bình thường khác là như nhau, cho nên cô có thể hay không chỉ nhận biết được nó là nước, mà không phải là rượu cao quý. Nếu như cô không hiểu được, cô hẳn là nên cự tuyệt sự sắp xếp của tôi. Đường khả hình lại cắn chặt môi dưới, ánh mắt nheo lại, trầm tư. Vitus cũng nhíu mày nhìn cô một cái, xác định cô nếu lùi bước, liền trực tiếp đem tư liệu phục vụ phòng ăn thu về phanh, chấm than ngoặc kép, đường khả hình tay thoáng cái vỗ vào tập tài liệu, mở to mắt, nhìn về phía Vitus. Vitus yên lặng nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình nhìn về phía Vitus, hai mắt lại xoay tròn một chút, cuối cùng hít sâu, nói thẳng một tiếng, tôi đi. Vitus hai tròng mắt, hiện lên một chút ý cười. Tôi đi, tôi đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thoáng cái cầm lấy tư liệu phòng ăn của mình, còn có bản đồ, vé máy bay toàn bộ thu lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus, lẩm bẩm nói, chỉ có những thứ này thôi sao? Cô còn muốn cái gì nữa? Vitus nhíu mày hỏi. Tôi đi Anh Quốc ăn uống như thế nào, người nào chịu trách nhiệm đây? Đường khả hình sợ chính mình không đủ tiền, liền liếc về phía Vitus. Vitus lại nhíu mày nhìn nói với cô, có muốn tôi cho cô 100 vạn bảng anh không? Sau đó phái người thông dịch, lại kêu hai người hầu, cùng đi với cô. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi đầu, miếu máu cô đến phòng ăn phục vụ rượu, cũng chính là làm việc, quản lý của trận thi đấu sẽ cho cô tiền lương, và tương đương với 20% tiền trợ cấp chi phí hàng ngày. Vitus lại khẳng định nói. Vâng, đường khả Hinh mặc dù vẫn có chút sợ hãi, bởi vì cô nghe nói ở nước ngoài chi tiêu rất đắt, nhưng cô lại ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn về phía Vitus cười nói, dù sao mỗi ngày tôi liền ngây ngốc ở trong phòng ăn, cũng sẽ không ra khỏi cửa. Vitus không để ý tới lời nói của cô, mà là quay người đi về phía bàn làm việc, phải làm việc rồi. Thầy, đường khả hình mặc dù cảm thấy sự tình có chút không ổn, không dám hỏi, lại vẫn hỏi. Sao có thể, trùng hợp như thế, là London vậy ạ? À? Không phải là tổng giám đốc, anh ấy. Vitus tức khắc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía đường khả hình, sắc bén nói cô không cần đem trận thi đấu này làm phức tạp lên như vậy. Tôi tự có suy nghĩ, cô cần phải tự mình bon chen trong cuộc sống lộn xộn này. Ai, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đường khả hình nghe tới việc này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên vội vàng cười giải thích nói, tôi chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp. Đi ra ngoài, Vitus không muốn nói chuyện với cô nữa. Đã biết à, đường khả hình cầm tư liệu, lẳng lăng xoay người, vừa nghĩ vừa đi về phía trước, nhưng lại im lăng lướt qua đây, nhìn rồi nói với Vitus cái kia. Khi nào thì đi vậy à? Cô sẽ không phải là không thấy thời gian ghi ở trên vé máy bay đi. Vitus bị cô xoay qua xoay lại nhìn không được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cô, nghiêm nghị nói. Tôi không phải là không hiểu tiếng Anh sao? Đường khả hình nhăn mặt lại, nhìn ông nói. Vitus chừng cô liếc mắt một cái, rồi mới tiếp tục cúi đầu nhìn văn kiện, nói ba ngày sau. Nhanh như vậy sao? Đường khả hình kinh ngạc kêu lên. Vitus lại không thể nhịn được nữa ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, nói nếu như cô cảm thấy nhanh quá, có thể để sau khi cuộc thi kết thúc cô lại đi. Dù sao chỗ đó cũng cần người làm. Không, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, dù sao tôi cũng có hộ chiếu rồi. Đường khả hinh lại cười, liền nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ba xa anh chi thường em. Vitus lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt kia, hai tròng mắt lộ ra một chút lo lắng, lại bởi vì hiểu được cô ấy thực sự muốn đi ra ngoài tự mình trải nghiệm tất cả, liền hạ quyết tâm, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện phòng ăn nhân viên. Lân đần, Trần Mạn Hồng cầm chiếc đũa, há hốc mồm ngẩng đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh, kinh ngạc nói, không phải chứ. Đi Lân đần, cô quen cuộc sống nơi ấy sao? Cô biết tiếng Anh sao? Cô nói như thế nào để thuyết phục người khác uống rượu đỏ của cô? Đường Khả Hinh đang dùng thìa ăn cơm, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Nhã tuệ lúc này, cũng có chút sợ hãi khiếp đảm, ngẩng đầu nhìn về phía cô, nói, Khả Hinh à, Vitus tiên sinh có biết là tiếng Anh của cô không tốt không? Hơn nữa cô một người con gái, sao có thể ra nước ngoài sống một mình đây? Này thật quá đáng sợ, không được, cô bảo ngài ấy đổi phòng ăn khác cho cô, được không? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, cười nói chị nói cái gì vậy? Vitus tiên sinh là người nào, tôi sao có thể xin đổi phòng ăn khác được? Nhã Tuệ vừa nghe thế, lại càng lo nghĩ, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi thực sự thật sự là không yên lòng, cô từ nhỏ đến lớn đều không có rời tôi nửa bước A. À. Chật chật chật, trần mạn hồng nhíu mày nhìn về phía nhã tuệ, bất đắc dĩ cười nói cô ấy cũng không phải con nít ba tuổi, cô cũng không phải mẹ cô ấy, cái gì mà là từ nhỏ đến lớn không có rời cô nửa bước. Mặc dù là có điểm không ổn, thế nhưng với cô ấy, cô phải có lòng tin chứ. Cô ấy rốt cuộc cũng phải trưởng thành A, à? chẳng lẽ cô quản được cô ấy cả đời sao? Đúng vậy. Đường khả hình nhìn về phía nhã tuệ, an ủi cười nói yên tâm đi. Cô suy nghĩ một chút tôi mười mấy tuổi liền đi làm thêm, linh hoạt như thế, không có việc gì. Nhã tuệ còn đang rất không yên lòng, nghĩ nghĩ, nói tôi đưa cô đi được không? Được, Trần Mạn Hồng nhìn về phía nhã tuệ cười nói, cô thật coi khách sạn Á Châu là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cô thật vất vả mới phục chức, may mà tổng giám đốc của chúng ta coi như là người rộng lượng. Không cần đâu, Đường Khả Hinh cười nói. Tiểu Nhu nãy giờ theo bên cạnh không nói gì, chỉ là cầm cái thìa, không ngừng xúc cơm, ăn ngon lành. Trần Mạn Hồng quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Tiểu Nhu, chế nhạo nói, bạn tốt a, à? Thực sự là bạn tốt, Khả Hinh muốn đi Anh Quốc, cô cư nhiên nói cũng không nói một tiếng. Khả Hinh cùng nhã tuệ bất đắc dĩ cười cười nhìn về phía cô ấy. Tiểu Nhu nhanh chóng nuốt cơm, một bên vừa ăn vừa ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, tôi phải nhanh về nhà, làm một cái túi thật lớn đem một ít khoai sọ khoai tây đồ ăn vặt còn có long nhãn để khả hinh mang đi anh quốc những đồ ăn bên ấy là không thể tốt bằng đồ ở đây được đến lúc đó cô nghĩ làm sao bây giờ ba người phụ nữ không nói gì nhìn về phía cô ấy chuyện gì mà vui vẻ như vậy tiêu đồng mỉm cười bưng khay đi tới cùng các cô ngồi một chỗ hài lòng hỏi nhã tuệ nhìn về phía tiêu đồng lại sốt ruột nói khả hinh muốn đi london nước anh phục vụ trong phòng ăn. A, à, tiêu đồng kinh ngạc nhìn về phía cô cười rộ lên, thật là vui nói trời ạ. trùng hợp như thế, tôi phải nhanh đưa địa chỉ nhà của lão đại ở Anh Quốc cho cô, còn có quán rượu và nhà trọ anh ấy thường xuyên lui tới, điện thoại và máy bay tư nhân nữa. cô đi sang đó một thời gian, trước tiên cứ tìm anh ấy. Vitas tiên sinh làm việc luôn luôn nằm ngoài dự đoán mọi người, cho nên tôi đoán lão đại cũng không biết quyết định lần này. Cô lập tức gọi điện thoại cho anh ấy đi. Đúng nha, Nhã tuổi thiếu chút nữa quên mất nhân vật lớn này, nhìn về phía Khả Hinh hài lòng cười nói, "Khả Hinh, đi tới đó, lập tức tìm tổng giám đốc Trang, tôi tin mặc kệ có xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng nhất định sẽ giúp cô." Trần Mạn Hồng cũng cười gật đầu, nói, "Đúng vậy." Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía mọi người quan tâm, cô đột nhiên cười, nói, "Không cần đâu." A, à, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô liền ngay cả tiểu nhu cũng cảm thấy cô thật là ngu ngốc nói, sao lại không cần. Đường khả hinh mỉm cười, nhớ tới trang hạo nhiên lúc đó thất vọng rời đi, trở mặt nói những lời kia, cô lại cầm lên cái thìa, nhàn nhạt ăn cơm, vừa ăn vừa nói, tôi cũng không thể dựa vào anh ấy cả đời, hiện tại anh ấy cũng phải kết hôn, giữa nam nữ chung quy là không thể tránh khỏi những hiểm nghi, hơn nữa có một số việc, tôi nghĩ phải tự mình đi đối mặt. Khả hinh, nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn về phía cô, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, cười nói: "Tôi biết mọi người quan tâm tôi, thế nhưng tôi thực sự nghĩ một mình đi làm, tôi có thể hiểu được, chỉ có bản thân phải thực kiên cường mới có thể cho chính mình một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai." Cuộc đời tôi, tôi luôn muốn tự mình trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố, lúc đó tôi mới có thể thực sự lĩnh hội được cuộc sống. Đã trải qua một ít sóng gió, mới thực sự thấu hiểu, mới thực sự trưởng thành, tôi thực sự muốn dựa vào chính bản thân mình. Mọi người đều trầm mặc không nói lời nào. Đường Khả Hinh hai tròng mắt rưng rưng vươn hai tay, nắm chặt tay mọi người, nghẹn ngào cười nói, tôi sẽ. Thật nỗ lực, thực sự nỗ lực, cứ yên tâm. Thế nhưng, Tiêu Đồng nhìn về phía Khả Hinh. Tôi phục vụ phòng ăn, kế hoạch cuộc thi đấu lớn, không thể tiết lộ tư liệu, địa chỉ phòng ăn ra bên ngoài, cho nên tôi không thể nói cho mọi người biết được. Đường Khả Hinh nhẹ nắm tay Tiêu Đồng, hai tròng mắt kiên định nói, Tiêu Đồng Mặc kệ tổng giám đốc có thực sự bận hay không, thế nhưng Xin cô tôn trọng ý kiến của tôi, đối với hành trình đi London lần này, hãy giữ bí mật nhé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 501, tin tưởng. Phòng làm việc tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lối cầm bút máy, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Anh, hốt hoảng hỏi cô nói. Cô nói Khả Hinh đi sang bên đó. Đông Anh có chút không đành lòng nhìn về phía Tưởng Thiên Lối nói phải, là đi. Đi London, nước Anh. Tưởng thiên lỗi trong nháy mắt buông bút máy ra, tựa vào ghế ra, không nói gì. Đông Anh đứng ở một bên, cũng không dám nói nữa. Tưởng thiên lỗi tức khắc cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Vitus. Hello, đầu bên kia, giọng nói của Vitus, nhàn nhạt truyền đến. Vitus tiên sinh, tưởng thiên lỗi mỉm cười nói. Vitus sừng sốt, cầm điện thoại, mỉm cười lên tiếng tổng giám đốc tưởng vâng tưởng thiên lỗi nắm điện thoại ngồi ở vị trí khách khí cười nói tôi nghe nói khả hình phục vụ phòng ăn ở london nước anh sao ừ đúng vậy vitus gật đầu tưởng thiên lỗi dừng lại một hồi biểu tình hơi phức tạp nhưng vẫn là khẽ cười có chút bất đắc dĩ nói vitus tiên sinh tôi cho tới bây giờ cũng không có chất vấn ngài đối với người phục vụ rượu đỏ nhiệt tình bồi dưỡng thế nhưng lần này tôi quả thật có điểm không rõ đường khả hinh ngoại ngữ cực kém, hơn nữa mới bị thương khôi phục được mấy tháng, nghe nói khứu giác của cô ấy cũng không còn linh mẫn như trước, ngài cử cô ấy đi Anh Quốc, việc này. Tổng giám đốc tưởng, Vitus mỉm cười nói, cậu cảm thấy nhận thức được rượu đỏ, là một chuyện đơn giản sao? Đương nhiên tôi không phải có ý này, tưởng thiên lỗi còn là thập phần tôn kính Vitus cùng Lauren nói. Nhận thức rượu đỏ, chẳng khác nào trải qua một cuộc sống mới, chưa bao giờ biết đến, điều này cần một dũng khí cực lớn. Cô ấy nếu như không có tư cách, phẩm chất xuất sắc thì không làm được chuyện này. Không có bất kỳ ai trong chúng ta ép buộc cô ấy phải làm như vậy. Nếu như cô ấy không tiếp thu được, không thích ứng được, như vậy cô ấy sẽ trở lại. Chính là đơn giản như vậy. Vitas đơn giản giải thích. Tưởng Thiên Lỗi không còn lời nào có thể nói. Hy vọng Tưởng Thiên Lỗi cậu dựa theo quy tắc của trận thi đấu, đừng quá nhúng tay vào việc này. Vitas lại lạnh nhạt nói tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ kết thúc điện thoại ngồi ở một bên mi tâm nhíu chặt lại suy nghĩ đông anh ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía tổng giám đốc như vậy đã cúp điện thoại tưởng thiên lỗi đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra ngoài phịch một tiếng đóng cửa lại đông anh không biết phải làm sao sững sờ đứng tại chỗ đã qua thời gian dùng cơm buổi trưa đường khả hinh đi trước một bước so với các cô ấy cầm lấy trang phục của hoàn á mặc vào váy ngắn vàng nhạt bên ngoài khoác một chiếc tây trang màu đen mỏng, đem tóc nhẹ buộc lên, trên trán khẽ rũ xuống vài lọn tóc quăn, đeo túi sách màu hồng, mang đôi giày cao gót màu đen vừa định dọc theo đường lớn đầy lá phong trở về Hoàn Á, lấy hộ chiếu gửi ở chỗ Tiêu Đồng. Một bóng dáng màu đen bỗng nhiên xuất hiện, nắm chặt tay nhỏ bé của cô, chạy nhanh về phía trước. Đường Khả Hinh bên cạnh loạn choạng đi về phía trước, kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cư nhiên không đếm xỉa ánh mắt người ngoài, nắm tay chính mình đi về phía trước, cô kêu lên sợ hãi, này, anh muốn làm gì? Anh dẫn em đến một chỗ, tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nói xong, cũng đã kéo cô đi về phía trước. Anh buông tay, tôi không có thời gian cùng anh chơi đùa, đường khả hình xoay cổ tay của mình, không muốn đi cùng anh. Tưởng thiên lỗi lại không nói lời nào, ngang ngạnh kéo cô đi về phía trước. Một chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy tới, một cơn mưa nhỏ qua đi, hai người trên đường chạy như bay, bắn lên những bọt nước trắng xóa. Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh, bất đắc dĩ nhìn về phía bộ dáng này của anh, thật tức giận nói anh rốt cuộc muốn làm gì a? À? Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt bình tĩnh trở lại, nắm chặt tay lái, nhàn nhạt nói yên tâm. Anh không có điên cuồng đến nỗi muốn bắt cóc em, chỉ là muốn cùng em đến một nơi thôi. Đường Khả Hinh thật không còn cách nào nhìn về phía anh, lại nói tôi hy vọng chúng ta sau khi chia tay, hãy buông bỏ một ít tình cảm đừng quấn quyết lấy nhau nữa. Tưởng thiên lỗi nắm chặt tay lái, mỉm cười nói, vậy em có dám thể với trời, là em không yêu anh không? Đường khả hình thật là không biết nói gì nhìn về phía người này. Tôi tôn trọng tình yêu của anh, bất kể là anh yêu tôi, hay là yêu ai, thế nhưng tôi yêu anh là việc của tôi không liên quan tới anh đi. Tưởng, thiên lỗi nắm tay lái, quay xe chạy ra khỏi phố xá sầm uất, dọc theo con đường hướng về phía ruộng đồng chạy tới. Đường Khả Hinh nhìn anh, không muốn lại quấn quýt, hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. Muốn đi nơi nào, tôi không có thời gian đâu, tôi ngày kia còn phải đi Anh Quốc. Anh biết, Tưởng Thiên lỗi nắm tay lái, lại đạp chân ga, khiến xe lao thẳng về phía trước. Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở, nhất là ở phía Nam, thiếu đi cái giá lạnh do mưa tuyết mang lại, cho nên mùa xuân đến đây nhanh hơn so với địa phương khác. Chạy dọc theo con đường đầy cây ngô đồng đi nhanh mà tới cuối cùng dừng lại ngay chính giữa cánh đồng, chỗ đó có gần 500 mét toàn bộ dựng lên cùng một loại lều vải mông cổ, trải dài vô số ở phía trước, thật nhiều nhân viên công tác, mặc trang phục của đầu bếp phục vụ trong khách sạn, đứng ở trước lều vải, cẩn thận quan sát thật nhiều thôn dân bận rộn giúp mình chuẩn bị rau dưa, tiến hành quan sát, xem họ có vượt chỉ tiêu hay không. Quan viên địa phương cũng đứng ở một bên, kiểm tra giám sát tất cả. Thật nhiều người dân, một nhóm thì đẩy xe, một số khác thì khiêng rổ, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười phía rừng rau dưa sau khi thu hoạch xong vô số những đứa trẻ nhỏ ở trên đồng ruộng thật vui vẻ đuổi theo những con bướm rực rỡ sắc màu đường khả hình sừng sốt đứng ở đầu kia cánh đồng nhìn về tất cả cả trước mặt tưởng thiên lối cũng xuống xe đi tới bên cạnh cô nhìn về phía đồng ruộng trước mắt một mảnh xanh tốt hai tròng mắt đầy thâm thúy hiện lên một tia đắc ý mỉm cười nói rất nhiều người đều cảm thấy tổng giám đốc chính là đều vì chức vị của mình mà làm việc, thế nhưng có bao nhiêu người biết được rằng, tổng giám đốc cũng phải đối mặt với biết bao nhiêu người có ý đổ tính toán với chức vị của mình. Bởi vì nếu như ta không nghĩ vậy, thì người bên cạnh, liền rời khởi ta, bởi vì bọn họ là vì lợi ích của mình mà đi tới bên cạnh ta. Đường khả hình hai mắt nhẹ chớp, vẫn như cũng nhìn về phía trước mặt mình một ông lão 90 tuổi, tự mình phụ giúp sau dưa, mặc dù đường khó khăn, thế nhưng ông ấy còn rất hưng phấn đẩy xe, Hướng khu kiểm tra đi đến, cô cười, hai mắt rưng rưng. Tưởng Thiên lỗi hai chồng mắt, hiện lên một chút đau đớn, nói: "Vào lúc anh đối mặt với sự thất bại trong tình yêu, đã từng có một người con gái, vừa ăn quyết, vừa nói với anh rằng, trên cái thế giới này người khổ nhất chính là người trồng rau, nếu có một ngày, chúng ta có thể bỏ qua bọn thương gia, trực tiếp cùng bọn họ tiến hành thương lượng cùng buôn bán, như vậy ít nhiều gì bọn họ có thể kiếm thêm tiền, kiếm thêm một ít thu nhập, như thế chẳng phải tốt hơn sao?" Đường khả hình nghe lời này, mím chặt đôi môi, chua sót nhìn về phía đồng ruộng phía trước có biết bao nhiêu người, vẫn như cũ ở mừng mừng vui vui chuyển đồ về phía trước. Tưởng thiên lỗi cũng nhìn về phía trước những người đó, hơi lo lắng nói, thế nhưng phương án này, khi bắt đầu tiến hành, khó càng thêm khó, bởi vì khi bỏ qua việc thương lượng với những người có lợi cho mình, mà cùng người yếu hơn mình đàm phán, thì tất yếu là ta sẽ vô cùng có khả năng bị liên lụy. Nhưng anh lúc đó kiên trì một thời gian về chương trình này, lại đạt được không ít sự ủng hộ, anh lập tức có suy nghĩ, thì ra trên cái thế giới này, vẫn có rất nhiều người con gái một người giống như vậy đến bên cạnh anh. Đường khả hình trong lòng đau xót, nhớ tới người cha luôn luôn đứng ở trong phòng bếp, cầm lên một ít rau dưa, bộc lộ vẻ mặt sâu xa. Chính là từ khi bắt đầu việc kia, anh đối với suy nghĩ của em, đối với em tất cả đều có một sự tán thưởng sâu sắc, cứ như việc anh muốn đi cùng như mặt, thế nhưng anh còn là muốn thấu hiểu những suy nghĩ của em tưởng thiên lỗi đón gió xuân mỉm cười nói đường khả hình chậm chạp quay đầu nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía đường khả hình chân tình thành thật nói nghe nói em muốn đi anh quốc có thể nói cho anh biết địa chỉ của em ở đó không đường khả hình ngưng mắt nhìn về phía anh lắc lắc đầu tưởng thiên lỗi nghe vậy gật gật đầu tôn trọng ý kiến của cô lại vươn tay ra nói với cô lại đây Đường khả hình có vài phần nghi hoặc không hiểu nhìn về phía anh. Nào, tưởng thiên lỗi lần nữa hướng về phía cô, mỉm cười. Đường khả hình nhìn về phía anh trong đôi mắt kia một điểm ôn hòa, liền chậm chạp vươn tay, đặt vào lòng bàn tay của anh. Tưởng thiên lỗi nắm bàn tay của cô, bước xuống ruộng bậc thang, hướng về khu kiểm tra rau dưa đi đến. Có người nhận ra đây là tổng giám đốc, liền muốn gọi anh. Tưởng thiên lỗi chỉ là hơi giơ tay, sau đó liền trầm mặc cầm lấy đôi giày cao gót khiến đường khả hình bước đi có chút khó khăn, đi tới bên trong khu kiểm tra. Bên trong đã để thật nhiều cà rốt, củ cải trắng, còn có một ít mầm đậu. Anh kéo cô đến trước một đống củ cải trắng, ngồi sổ người xuống, đem củ cải bẻ thành hai nửa, cầm lấy con dao mà người khác đưa tới, cắt một miếng, đưa cho đường khả hình. Đường khả hình ngồi xổm trên mặt đất, nhìn anh một cái, nhận lấy củ cải trắng mà anh đưa tới, bỏ vào trong miệng nhẹ cắn một chút, cư nhiên phát hiện củ cải trắng này so với táo thì hương vị không khác biệt lắm, chua chua ngọt ngào, ăn thật ngon. Cô sừng sốt, tưởng thiên lỗi mỉm cười cũng cắt một miếng nhỏ chính mình thưởng thức, mới nói đây là đầu bếp quách của khách sạn chúng ta tiến cử củ cải trắng ở quê hương của ông ấy. Đường khả hình kinh hỉ nhìn về phía anh, củ cải tiếng anh gọi là Radis, tưởng thiên lỗi đột nhiên nói. Đường khả hình sừng sốt, nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu, Nhàn nhạt nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười nói Pradis. Đọc lại theo anh. Pradis, đường khả hình nhìn về phía anh, nghẹn ngào đọc theo. Cà rốt, cà rốt, tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, lại nhẹ giọng đọc. Đường khả hình yếu ớt nhìn về phía anh, đọc theo. Cà rốt, tưởng thiên lỗi nghe, hài lòng cười, nói, rất thông minh. Đường khả hình bất đắc dĩ mà không biết phải làm thế nào nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng thật sâu nhìn về phía cô, hai tròng mắt hiện lên một tia đau đớn, nhưng lại cúi đầu, cầm lên một con dao nhỏ, cắt một miếng, bỏ vào trong miệng, nhẹ thưởng thức, mới buông dao nói, đi thôi. Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng đứng lên. Hai người liền như vậy dọc theo con đường nhỏ ven ruộng, đi về phía trước, quay trở về đường cũ, Tưởng Thiên Lỗi từng từ, lại từng từ dậy, cải trắng. Ca bích. Đường Khả Hinh đứng ở phía sau anh, đọc theo ca bích. Khoai tây. Pơ tây tâu, tưởng thiên lỗi cẩn thận hơn đi trở về ven đường, đem cô kéo lên, nhẹ dậy. Khoai tây, pơ tây tâu, khả hình nhầm theo. Cảm ơn em đã tha thứ cho tôi. Tưởng thiên lỗi thâm thúy nhìn về phía trước những người dân trồng rau, nhẹ nhàng nói. Thanh nhà to forgive me, khả hình chớp mắt miệng nói. Tưởng thiên lỗi quay đầu, nhìn về phía đường khả hình, bất đắc dĩ cười nói, sai rồi. Không phải như vậy, đường khả hình cũng cười, trong mắt ứa lệ. Tưởng Thiên Lỗi cũng biết, hai mắt nhìn về phía gương mặt kiên cường của cô, thật là một cô gái đáng yêu. Đường Khả Hinh cũng thật sâu nhìn về phía anh. Một mình đi anh, cẩn thận một chút, nếu như không hiểu, mấy ngày nay xem nhiều một chút sách giới thiệu về nước anh, đừng khóc, nếu thật sự không chịu đựng được thì hãy gọi cho anh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô ôn nhu nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Đối mặt khó khăn, hãy dũng cảm lên, anh ở chỗ này chờ em trở về. Tưởng Thiên lỗi lại thật sâu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía anh, nghẹn ngào nói: "Đừng đợi." Tưởng Thiên lỗi cười, quay đầu, mặt hướng về phía Đồng ruộng Minh Mông, nói: "Em hẳn là rất thích nơi này, em cứ ở đây một lúc đi, anh đi trước, một lúc sẽ có tài xế tới đón em về." Nói rồi, anh xoay người đi tới bên cạnh cửa xe. "Đừng, đừng đợi." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, lại đau lòng gọi. Tưởng Thiên lỗi không nói lời nào ngồi vào trong xe hai mắt chua sót điều khiển xe nắm chặt tay lái quay thân xe lại chạy thẳng về phía trước đường khả hình rơi lệ nhìn về phía chiếc xe đang dần khuất xa tưởng thiên lỗi vừa lái xe vừa nhìn về gương chiếu hậu thấy đường khả hình một mình đứng ở giữa một mảnh đồng ruộng bạc màu thân ảnh nhỏ bé như vậy lòng lại thật dịu dàng thật dịu dàng anh nắm chặt tay lái hai mắt lóe lên tia sáng nghĩ tới việc sắp phải xa nhau bàn tay nắm chặt vô lăng lại run rẩy lại lo lắng nhìn về phía thân ảnh sau kính chiếu hậu kia trong gương Đường Khả Hinh vẫn như cũ cô đơn đứng đó anh sâu sắc nghĩ ngợi đột nhiên dừng xe lại Đường Khả Hinh rơi lệ sửng sốt nhìn về phía trước tưởng thiên lỗi bỗng nhiên đi xuống xe đóng phanh cửa xe lại cúi đầu không cho nước mắt rơi xuống lại bước nhanh đi tới chỗ Đường Khả Hinh đem cô một phen ôm vào trong lòng cúi xuống nước mắt yên lặng từng giọt rơi trên mái tóc cô đường khả hình tựa ở trong ngực của anh yên lặng không nhúc nhích nước mắt lại lăn dài trên hai má anh sẽ không buông tay anh tuyệt đối không buông tay tưởng thiên lỗi ôm chặt cô gái trong lòng thống khổ giọng khàn khàn nghẹn ngào lại nói anh ở chỗ này chờ em trở về mang theo hy vọng hoài bão của em ở chỗ này mặc kệ có bao nhiêu khó khăn anh cũng sẽ thực hiện được đường khả hình không lên tiếng chỉ là cúi đầu tùy ý cho nước mắt chảy xuống Tưởng Thiên Lỗi hai chồng mắt lại tràn đầy thâm tình cùng không cam lòng, bỗng nhiên buông cô ra, đi về phía trước. Đừng đợi. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, khóc đến quằn quại nói, Tưởng Thiên Lỗi, đừng đợi tôi nữa. Hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tưởng Thiên Lỗi hai chồng mắt chấp động đầy đau đớn chua xót, nhưng vẫn là kiên định mà đi nhanh đi về phía trước. Lúc này, tình yêu cùng cái gì thì có liên quan? Gió mưa, cỏ cây, còn đâu niềm tin, hy vọng? trên đường người con gái, kiên quyết tạm biệt tình yêu của mình, cứ đứng đó rơi lệ, nhưng là cuộc sống lại bước sang một trang mới, bởi vì cô biết yêu, cô biết buông tha để người mình yêu thực hiện ước mơ cùng đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Đường khả hình đứng ở ven đường, kích động nhìn về phía người dân vất vả mỗi ngày đều trồng rau, trên mặt mỗi người đều là nụ cười chất phác, cẩn thận phụ giúp nhân viên khách sạn, đưa đồ đến khu kiểm tra, cô đột nhiên nở nụ cười chua xót nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói, cha cảm ơn người đã kiên trì kiên trì đem lý tưởng cùng ước mơ giao cho con người có nhìn thấy không đây là nơi người đã từng mơ ước trong tương lai con sẽ cố gắng nỗ lực thực hiện ước mơ này của người đem nhiều hơn nữa hạnh phúc mang đến cho mọi người thật dụng tâm trở thành người sáng chế thức ăn người đợi con con gái đi rồi sẽ có một ngày con trở về người con gái đứng bên đường nhìn khung cảnh yên bình hạnh phúc trước mặt đột nhiên kích động có chút vui vẻ đến phát khóc chương 502, chương đến. Ba ngày sau, 8 giờ sáng. Sân bay. Đường khả hinh mặc áo len cao cổ màu trắng, quần dài bó sát màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng, đầu đội chiếc mũ len cùng màu, trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ, tay kéo theo một cái vali hành lý. Cô đứng trước cửa soát vé, trong tay cầm vé máy bay, vẻ mặt tươi cười nhìn bạn bè đang đứng phía trước. Nhã tuệ vô cùng buồn bã, khóc đến sưng vù cả hai mắt. Tiểu Nhu cũng vừa khóc vừa kéo, một bên lau nước mắt, một bên nước nở nói với Khả Hinh, Khả Hinh, nếu như ở Anh Quốc cô có gặp 007, ý tôi nói là Daniel 007, cô nhất định phải xin chữ ký của anh ấy giúp tôi. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đang buồn bã không biết nói gì liền bật cười nhìn về phía Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh cũng cười, không biết làm gì nói, được. Vẻ mặt tiêu đồng có chút lo lắng nhìn về phía đường Khả Hinh nói, Khả Hinh. Cô phải nhớ, đường xá ở cambridge không tốt tuyến đường đó đã giải phóng rồi đúng không nhất định phải nhớ ở nước anh không có london không có sân ga nếu muốn đi đâu thì phải gọi taxi bởi vì xe buýt rất đắt lái xe lại không có kiên nhẫn hơn nữa cũng không có báo chạm tiếp theo thậm chí bọn họ còn quên không nhắc nhở đường khả hinh nói xong mỉm cười nhìn về phía tiêu đồng tiêu đồng cười không nói gì khả hinh nhã tuệ ngẩng đầu chừng đôi mắt đẫm nước mắt về phía đường khả hình, nhỏ giọng nói cô. Thực sự, quyết định một mình đi tới đó sao? Đường khả hình nhìn về phía người chị em tốt đang lo lắng, xúc động không nói nên lời, đè xuống cảm xúc của mình đi lên phía trước ôm chặt nhã tuệ, nghẹn ngào nói, nhã tuệ, khoảng thời gian tôi không có ở đây, nhất định phải tự chăm. Sóc chính mình, tôi đã nhờ phó tổng giám đốc lâm giúp đỡ, không cần lo lắng cho tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt, thực sự không cần lo lắng. Nhã Tuệ vươn tay ôm lấy đường khả hình, nước mắt chảy xuống từng giọt. Mặc dù Trần Mạn Hồng cũng đau lòng, nhưng vẫn nhắc nhở, được rồi, được rồi, đến giờ lên máy bay rồi, đừng níu kéo nữa, để khả hình vào đi. Đám người Tô Lạc Hoành cũng gật đầu, nhìn về phía đường khả hình mỉm cười nói tiểu đường. Cố lên, mau vào đi thôi. Đường khả hình ép buộc chính mình buông Nhã Tuệ ra, cố gắng nuốt xuống hai hàng nước mắt, tự nhiên hôm nay lại yên lặng như vậy, có lẽ bởi vì sắp sửa xa đất nước đến một nơi xa xôi xa lạ nhất định không thể yếu đuối cô cảm động nhìn về phía bạn bè của mình trong lòng đau xót lại nặng nề cúi người xuống nước mắt liền theo đó chảy xuống khi ngẩng đầu lên nhìn mọi người tươi cười rực rỡ nói đời này của tôi thời điểm hạnh phúc nhất chính là lúc làm việc ở khách sạn á châu bởi vì ở đây tôi gặp được rất nhiều bạn bè chân thành dễ thương lần này đi xa tôi cũng không biết có thuận lợi hay không thế nhưng tại đây tôi xin cảm ơn mọi người vì đã quan tâm chăm sóc tôi, nhất định tôi sẽ cố gắng. Mọi người hãy thay tôi chăm sóc nhã tuệ thật tốt. Nhã tuệ nhìn đường khả hình, trên mặt đầm đìa nước mắt. Lâm sở nhai khẽ gật đầu, vươn tay nhẹ ôm vai nhã tuệ, nói, nhất định rồi. Chúng tôi cũng vậy, tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Một lần nữa đường khả hình quay lại nhìn mặt bạn bè, cho đến khi thông báo nhắc nhở các hành khách đi London nhanh chóng lên máy bay, cô thở dài một cái đưa ra vé máy bay nói được rồi tôi phải lên máy bay rồi mọi người mau trở về đi hẹn gặp lại hẹn gặp lại mọi người nhìn cô vẫy tay chào tuy trong lòng vô cùng nặng nề nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nụ cười vui vẻ đường khả hinh dứt khoát xoay người nhìn quanh một lượt không khỏi xúc động run rẩy cô cắn răng cầm vé máy bay trên tay kéo vali bước nhanh vào cổng kiểm tra an ninh không ngoảnh đầu lại Mọi người đứng yên nhìn về bóng dáng cô gái gầy gò trước mặt, vì ước mơ mà rời khỏi đất nước đến một chân trời mới, bóng dáng cô thật cứng cỏi nhưng cũng không khỏi cô đơn. Bên trong cổng soát vé, đường khả hình kéo vali bước nhanh về phía trước, trên lưng đeo ba lô nhỏ, trên tay cầm vé máy bay bước nhanh tới cửa soát vé của chuyến bay tới London. Đứng ở cửa là một tiếp viên hàng không, cô mặc một bộ đồng phục màu xanh lam, đầu đội chiếc mũ màu trắng xanh mỉm cười nhận vé máy bay của đường khả hình, kiểm tra một lượt, liền ngẩng đầu nói với cô chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Cảm ơn, đường khả hình kéo vali, cầm lại vé máy bay, mỉm cười đi vào cửa lên máy bay, đi dọc theo lối đi dài, rốt cuộc nhìn thấy cửa vào phía trước. Mở cửa ra, có mấy hành khách cũng vừa mới đi vào, hai cô tiếp viên hàng không đứng ở hai bên, mỉm cười chào và dặn dò hành khách đi cẩn thận. Đường khả hình dừng bước, quay lại nhìn thật lâu về phía cửa, đôi mắt mở to linh hoạt, cuối cùng cũng dứt khoát bước đi trên chuyến hành trình mới, rời xa quê hương. "Tiểu thư, mời lên máy bay." Hai cô tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đôi mắt Đường Khả Hinh lóe ra sự quyết tâm, cố gắng đè xuống sợ hãi cùng run rẩy, nắm chặt vali trong tay, mỉm cười, dũng cảm đi về phía trước. Cô là vị khách cuối cùng lên máy bay, tiếp viên hàng không đi sau cô cùng lên máy bay. Chỗ của cô ở khoang hạng nhất, dù sao đây là lần đầu Đường Khả Hinh đi máy bay cô tò mò nhìn xung quanh, thiết kế xa hoa, hơn nữa đây là chỗ ngồi tốt nhất nên vô cùng rộng rãi và thoải mái. Chỉ có bốn người một chỗ, vị khách bên cạnh đang đọc báo, có lẽ là một tạp chí nào đó. Dù sao cô cũng mới hai mươi mấy tuổi, đối với mọi chuyện vẫn còn mới mẻ nên vô cùng tò mò. Đầu tiên, cô đưa vali hành lý cho tiếp viên hàng không cất đi, sau đó cô đi về phía giữa máy bay, tò mò mở cửa ra nhìn về phía sau có rất nhiều hành khách trong nước và nước ngoài đang ngồi. So với khoang hãng nhất thì ở đây những hành khách này phải chen chúc nhau để ngồi. Cô mỉm cười, yên lặng quay về, có người còn đang ngủ bù, nhìn mọi người ai cũng ôn. Hoa, đáng yêu, đúng vậy, cùng lắm đây chỉ là một chuyến hành trình, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đường khả hình nhìn mọi người, vừa rồi trên mặt còn hiện lên chút sợ hãi, hiện tại liền mỉm cười vui vẻ. Có người vỗ nhẹ vào vai cô, Cô ngạc nhiên quay đầu lại. Một người có diện mạo thật đẹp trai, cao khoảng 1m80, nhìn thật giống như một ngôi sao nổi tiếng, nhìn về phía đường khả hình lễ phép nói, tiểu thư, máy bay sắp cất cánh, mong cô hãy quay về chỗ ngồi và thắt dây an toàn vào. À vâng, đường khả hình cười rộ lên, ngay lập tức ngồi xuống chỗ của mình hô hấp có phần nặng nề, lại quên thắt dây an toàn. Chàng trai kia nhìn về phía đường khả hình, đó là một cô gái tầm 23 tuổi, sắc mặt tái nhợt, Vô cùng khẩn trương, không dám động đậy. Hắn mỉm cười bước lên phía trước, cúi người xuống, vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô. Hai mắt Đường Khả Hinh mở to, nhìn về phía hắn. "Không cần khẩn trương, nơi cô sắp đến là một thành phố tuyệt đẹp." Hắn nói xong liền đứng dậy, lại đi vào bên trong nhà kho kiểm tra. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí của mình, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời xanh biếc, ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ lúc này liền phát hiện, mình đã sống ở nơi này hai mươi mấy năm, rốt cuộc cũng phải tạm thời từ biệt. Có người nói, sở dĩ em đau khổ cùng yếu đuối như vậy bởi vì thế giới của em còn chưa đủ lớn. Hai mắt cô ôn nhu nhìn những tia nắng ban mai, đột nhiên hiểu được lời của anh, bởi vì thế giới to lớn như thế, vào giờ khắc này, những đau khổ của mình thật nhỏ bé. Trong cuộc đời, có thể gặp được những người khác nhau, được đi đến những nơi khác nhau, đều sẽ mang lại cho mình một cơ hội mới cố lên, đường khả hình. Vừa tự nhủ xong, máy bay liền cất cánh, xông thẳng vào những tầng mây, mang theo ước mơ của cô hướng về đất nước kia. Từ sân bay Bắc Kinh đến thủ đô London, thời gian ước chừng khoảng 12 tiếng. Tức là bắt đầu bay lúc 8 giờ tối, đến London là khoảng 12 giờ trưa. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp, dường như không có chuyện gì xảy ra. Máy bay chở hành khách rất lớn, lên đến không trung liền lấy tốc độ nhanh nhất, vô tình gặp phải một luồng không khí khác nên chưa ổn định trong mấy phút đầu các hành khách đã vô cùng mệt mỏi đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi máy bay đã gần đến sân bay thủ đô london của nước anh giữa trưa bầu trời london u ám không khí vô cùng lạnh lẽo trận mưa lớn chút xuống đập vào cửa sổ máy bay vô số tòa nhà cao tầng hiện lên giữa lòng thành phố đang âm u ẩm ướt này giống như những chấm nhỏ sáng lên trong đêm tối từ phòng cơ trưởng lại phát ra âm thanh Truyền đến tiếng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không, "Các vị hành khách, chuyến bay tới London chuẩn bị hạ cánh. Mọi người hãy kiểm tra lại dây an toàn của mình, chỉnh ghế ngồi đến vị trí bình thường. Tắt hết tất cả các máy tính, đồ điện tử, kiểm tra lại hành lý của mình, sau đó chúng tôi sẽ tắt đèn ở tất cả các khoang. Xin cảm ơn." Có một số hành khách nghe thấy thông báo liền kéo tấm che mắt xuống, mệt mỏi ngồi dậy, bắt đầu thì thầm nói chuyện. Một lần nữa tiếp viên hàng không lại nhắc nhở hành khách kiểm tra thật kỹ. Một người đàn ông vừa mở cửa ra liền nhìn thấy đường khả hình ngồi ở vị trí của mình, đầu nghiêng sang một bên, đeo tấm che mắt, người đắp chăn, vẫn ngủ say như cũ. Chắc là nửa đêm hôm qua, máy bay gặp phải khí lưu, làm cô sợ hãi. Thời gian đó, cô đã khóc hai lần, lại vội vàng lau khô nước mắt, uống một ly rượu đỏ, ôm gối ôm, cuối cùng tầm 8 giờ sang nay mới mệt mỏi mà thiếp đi chàng trai kia mỉm cười ngồi xuống trước mặt đường khả hình nhẹ nhàng vỗ vỗ cất tiếng gọi tiểu thư tiểu thư đường khả hình vẫn nặng nề chìm trong giấc ngủ tiểu thư chàng trai lại hơi cao giọng kêu nhỏ lúc này đường khả hình mới nhân mặt lại đem chính mình vùi sâu vào trong chăn thở ra một hơi nặng nề mở mắt ra một mảng tối đen tiện tay giật tấm che mắt xuống nhìn về phía người đàn ông trước mặt đang mỉm cười giọng nói khàn khàn mang theo vẻ mệt mỏi hỏi có chuyện gì vậy đã đến london rồi máy bay sắp hạ cánh hãy kiểm tra kỹ dây an toàn giữ gìn tốt hành lý của mình chàng trai mỉm cười nói hai mắt đường khả hình mở to đột nhiên rất tò mò xoay người nằm bò ở cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài quả nhiên mình đang ở một đất nước xa lạ bầu trời màu xanh thẫm nhưng có chút u ám mưa vẫn tiếp tục rơi có vô số những tòa nhà chọc trời ánh đèn lấp lánh ở khắp mọi nơi Đôi mắt cô có chút hoảng hốt, không thể tin nói, đây là... Anh, nước Anh. Chàng trai kia nhìn cô mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là nước Anh. Đường khả hình chấp chấp đôi mắt, nhìn sân bay hiện lên phía trước, những tòa nhà kiến trúc to lớn hiện lên giữa bầu trời âm u. Đột nhiên cô rất xúc động, lại có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía chàng trai kia, nhanh chóng hỏi, ở London bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 12 giờ chưa? Máy bay của chúng ta chậm lại nửa giờ, bây giờ sắp hạ cánh, hãy thắt chặt dây an toàn. Chàng trai kia liền tự mình kiểm tra dây an toàn cho cô, thu lại chiếc bàn nhỏ trước mặt. Lập tức cả khoang tối om, toàn bộ nhân viên trở lại vị trí, thắt chặt dây an toàn. Đường khả hình vẫn chìm trong cảm xúc kích động, nhìn ra bên ngoài máy bay, máy bay hướng đến đường băng mà đáp xuống. Đôi mắt cô mở to, nhìn lên bầu trời rộng lớn này, cảm nhận được một luồng không khí thật xa lạ, lập tức đem mọi chuyện ngày hôm qua quên hết đi. Đây sẽ là một chuyến hành trình mới. Chương 503, tôi muốn về nhà. London, thủ đô của nước Anh, là thành phố lớn nhất nước, một trong những trung tâm kinh tế của thế giới, mà sân bay quốc tế Heathrow lại là một trong những sân bay đứng hàng đầu trên thế giới, hàng năm tại đây đón tiếp lượng du khách rất lớn, gần 2 gàn vạn hành khách xuất nhập cảnh, có năm vượt qua con số này một cách đáng kinh ngạc. Dưới đất có những con đường nối liền đường bay, bên trong phòng chờ sân bay có rất nhiều cửa hàng cùng phòng ăn máy bay trong sảnh trung tâm, đang chuẩn bị bay đi Mỹ. Vào lúc này trên sân bóng thu nhỏ, đang biểu diễn kỹ thuật đá bóng. Vô số hành khách từ các quốc gia khác nhau đang vây quanh sân bóng, sôi nổi vỗ tay cười vui vẻ. Phía trước là âm thanh nghi thức chào đón những du khách nước ngoài. Hành khách đi qua đi lại, một số nhanh chóng sách hành lý đi vào thang máy, chuẩn bị đón xe, một số ngồi trong phòng ăn nhàn nhã đọc báo. Xa xa, có thể thấy được vài người mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, cảnh sát nước Anh nho nhã, mặc trang phục màu đen với khuôn mặt đẹp trai, cầm trong tay súng ống tuần tra qua lại. Đường khả hình kéo vali hành lý nhỏ, đeo ba lô, đi xuống máy bay, đứng ở lối đi thật dài, đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, vừa rồi tiếp viên hàng không thông báo nhiệt đô, ước chừng không độ, khó trách tiêu đồng muốn mình mặc áo lông, cô nhẹ thở, một làn khó trắng bay ra, lúc này mới phát hiện quốc gia này. So với nước mình thực sự lạnh hơn rất nhiều, cô ôm chặt áo khoác mang bao tay màu trắng lôi kéo hành lý vừa đi về phía trước vừa nhìn xung quanh có rất nhiều người nước ngoài tất cả đều tóc vàng mắt xanh quần áo gọn gàng sạch sẽ đi theo bên cạnh mình nhanh chóng bước qua đều nói tiếng anh cô nghe không hiểu còn có nhiều ngôn ngữ khác không rõ bọn họ là người anh hay là người đức hay lại là người mỹ thỉnh thoảng nhìn thấy hai người khách châu á hành động lại hết sức bí ẩn cùng cẩn thận một chút cũng không giống người trung quốc So với người các nước châu Á khác, người Trung Quốc có phần hơi đơn giản và nhiệt tình hơn. Cô ngay lập tức cảm thấy bối rối, xem không hiểu ngôn ngữ, xem không hiểu biển báo giao thông, nghe không được tiếng Anh. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, tay nắm hành lý, hai mắt nhanh chóng đầy nước mắt, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nước mắt từng dòng rơi xuống, lúc này mới phát hiện ra, mình nghĩ quá đơn giản về thế giới này rồi. Phải làm sao đây, có thể do sợ hãi? những gì tiêu đồng dặn dò cô, tất cả đều quên hết rồi. Cô gái nhỏ bé, vẫn đứng ở lối ra vào, không dám di chuyển nửa bước, chỉ nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, từ trong ba lô lấy ra từ điển điện tử Trung Anh mà Nhã Tuệ mua tặng mình, đột nhiên nghĩ đến Nhã Tuệ, nghĩ đến nước mình, nghĩ đến những bạn bè cùng người thân của mình, nghĩ đến cha mẹ, anh trai. Hít hít cái mũi, cô run rẩy thở ra khói trắng, cầm từ điển tiếng Anh, nắm chặt trong tay, làm theo những gì anh tiếp viên hàng không đẹp trai đã hướng dẫn, bước xuống thang máy, cầm lấy hành lý của mình, vì đang đứng ở lối thứ ba, lại có ký hiệu dẫn đường cho mọi người ra sân bay, nếu thật sự không hiểu, nơi này đã có phục vụ người Trung Quốc. Đường khả hình run rẩy cố gắng bình tĩnh, nước mắt từng giọt từng giọt lại rơi xuống, cứ lau rồi lại không kìm được mà khóc, sợ tới mức hồn siêu phách lạc, thở dài một hơi, buộc bản thân ngẩng mặt lên, hướng về phía thang máy, lại thấy tường ngoài cửa sổ sát đất, có vài chiếc máy bay đang sáng lên ánh đèn, chậm rãi chạy theo đường bay xuất phát, cô nhìn kỹ, mới kéo theo hành lý, bước vào thang máy. Thang máy chậm chậm đi xuống, đường khả hình run sợ kéo hành lý, nhìn thấy phía trước cùng đi một chuyến bay với mình có một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi, cố gắng nhanh chân chạy về phía anh ta, hơi lúng túng nhìn anh ta một cái. Người đàn ông, một thân Âu phục màu xám, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, bên ngoài khoác áo khoác cùng màu, tay cầm cặp công văn, cách ăn mặc nho nhã, lịch hiệp đi về phía trước, cảm thấy có cô gái nhỏ đang nhìn về phía mình, anh liền quay lại mỉm cười với cô. Đường khả hinh nhìn về phía anh ta đang tươi cười, lập tức thấy thật gần gũi, cũng cười. Anh nghĩ nghĩ, không nói gì, lại đi về phía trước. Anh cũng tới nước anh à, đường khả hinh lấy lòng hỏi. Đây không phải là một câu hỏi vô nghĩa sao? Người đàn ông nhìn về phía cô có phần hoang mang lo sợ, bất đắc dĩ cười rộ lên nói đúng. Tôi tới nước anh. Anh, anh, anh đi vào trong đó sao? Đường khả hình chợt nhận ra giữa đất nước toàn dùng tiếng anh này, tìm thấy một người, có thể nói tiếng Trung Quốc, đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi đến Oxford, tham gia một buổi diễn thuyết. Anh mỉm cười nói, lại bước đi có phần vội vã. Tôi muốn đi Cambridge, đường khả hình không suy nghĩ gì, cô vẫn rất vui vẻ vỗ ngực, cười thật tươi nói. Hả, cô là sinh viên ở đó à? Sinh viên lại gặp sinh viên, dù sao vẫn đặc biệt hưng phấn, anh mỉm cười với cô nói. Đường khả hình vẻ mặt hơi lúng túng, nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt tôn kính tươi cười, cô thật sự muốn dùng đến kỹ thuật nói dối của mình trước kia ở quán bar. Thế nhưng cô lại cười khổ nói, không phải, tôi đến một nhà hàng nào đó ở Cambridge, đi làm. À, người đàn ông cười cười. Hai người cùng nhau đi đến một nơi xa xỉ gần ngàn mét vuông, trên trần trang trí tầng tầng lớp lớp các họa tiết hoa văn tinh xảo, bên dưới rất nhiều hành lý đang xoay chuyển. Đường khả hình xứng sở tại chỗ, hoang mang nhìn về các hướng, không rõ lúc này phải làm gì. Người đàn ông phía trước, vừa muốn đi đến chỗ lấy hành lý chuyến bay, lại cảm giác được phía sau không có tiếng động, liền quay đầu lại, nhìn về phía cô gái với vẻ mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn, lại đang tràn đầy biểu cảm sợ hãi, mỉm cười nói, lấy vé máy bay của cô ra, mặt trên có số hiệu hành lý, qua phía bên này, hành lý trên chuyến bay của chúng ta, đều ở đây cả, đưa lên, nhìn thấy hành lý của cô, là có thể lấy đi rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe, lại à, một tiếng, kéo hành lý, bước nhanh về phía trước, vừa đi, hai mắt lại ngân ngấn nước mắt. Hai người đứng chung một chỗ, chậm rãi chờ hành lý đưa lên, hành lý của người đàn ông Oxford tới trước, anh không người nhấc hành lý của mình, có chút lo lắng nhìn về phía đường Khả Hinh, hỏi chờ một lát, cô lấy được hành lý có người tới đón cô không đường khả hình mở to đôi mắt xinh đẹp lặng lặng nhìn về phía anh nghĩ nghĩ mới ngọt ngào cười rộ lên nói có vậy thì tốt rồi anh nhấc hành lý của mình lên đi về phía trước vài bước lại quay đầu lại nhìn về phía cô gái nhỏ một lần nữa cười nói đây là một thành phố xinh đẹp nhưng trên thế giới này đây không phải là một nơi tuyệt đối an toàn mỗi một góc đều ngập tràn nguy hiểm cho nên tới nơi này Cẩn thận một chút, nếu muốn ở lại lâu một chút thì phải hiểu được từ cảm ơn, xin lỗi bằng tiếng Anh. Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt lo lắng của anh, cảm động cười cười, nói: "Được. Cảm ơn anh." Hẹn gặp lại, người đàn ông xoay người, cùng rất nhiều những hành khách nước ngoài khác, đi ra ngoài sảnh lớn. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn về hướng hành lý xoay vòng, vẫn đang tiếp tục xoay vòng, có nhiều hành khách nước ngoài cũng đang đứng một bên, im lặng chờ đợi, cô liếc mắt nhìn họ một cái mới kéo hành lý, lại gần một chút, chăm chú nhìn hành lý của mình, sao vẫn chưa đến. Đợi khoảng 10 phút, cô thấy được cái dương hành lý màu xanh đậm của mình, đang chậm rãi đưa đến, cô vui vẻ cười, nhanh chóng đi lên, kéo dương hành lý của mình, cắn răng tiếp tục nhấc xuống, lại thở hồn hền, đem dương hành lý màu hồng phấn nho nhỏ, đặt ở phía trên cái dương lớn, cố gắng theo hướng chỉ dẫn đi về phía trước, cuối cùng đi đến cuối đường, nhìn ra chỗ đón hành khách. Rất nhiều người quốc tịch khác nhau, nhột nhịp dơ cao bảng hiệu, họ chậm rãi đi ra khỏi nhóm người, dùng tiếng Anh gọi lớn. Phía sau có vài người nam nữ trẻ tuổi vừa mới về tới, vội vã hướng phía trước, cùng cha mẹ mình tới đón ôm, hôn nhau. Đường khả hình đứng tại chỗ, nhìn về hướng đám người đang chen chúc ôm nhau, trên gương mặt họ, là niềm vui cùng hy vọng, là sự vui vẻ. Đột nhiên nghĩ đến một người. Trong lòng đường khả hình thoáng qua một tia chua sót, vẫn cắn răng kiên cường kéo hành lý đi ra ngoài, qua đại sảnh náo nhiệt đông nghẹt người, nhìn thấy một đội bóng nước Anh rất nổi tiếng đang đá bóng, cô nghĩ muốn chen vào đám người xem một chút, xung quanh tất cả mọi người đều nhiệt tình nói tiếng Anh, vây xung quanh nơi này thật. Chặt, rất nhiều cảnh sát người Anh mang theo súng trường, đang khẩn trương tuần tra, với người Anh, thái độ làm việc của họ luôn luôn chặt chẽ cẩn thận, bảo thủ, nghiêm túc. Cô gái nhỏ này, nhìn xung quanh, lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Khả Hinh, nếu như muốn đến Cambridge có một biện pháp tốt nhất, chính là theo sân bay Heathrow, tìm tàu điện ngầm, rồi mới ngồi tàu xanh đến King's Cross, lại từ King's Cross ngồi xe lửa đến Cambridge, nhân tiện tôi nói cho cô biết, King's Cross chính là sân ga khởi hành của Harry Potter. Đừng sợ, đó là một hành trình kỳ diệu, sẽ giống như Harry Potter vậy, nếu cô quyết định muốn dựa vào chính mình, không cần phải sợ, bởi vì phương hướng và tuyến đường đều tồn tại, chỉ cần đầu óc cô minh mẫn cùng bình tĩnh, cô nhất định có thể tìm đến giọng nói tiêu đồng bỗng truyền đến. Đường khả hình bắt đầu nhớ lại, cô cố gắng nhắm mắt lại, nhớ tới những lời tiêu đồng nói, hiện tại quan trọng nhất, chính là tìm ví tiền, từ bên trong lấy ra tiền bảng anh mà lúc ở trong nước tiêu đồng đã giúp mình chuẩn bị. Thật là một đứa nhỏ cực kỳ đơn thuần và khờ dại. Cô trực tiếp đem hành lý dựa vào đại sảnh, rồi mới ngồi ở dương hành lý lớn, cầm ví tiền, lấy ra một vài tờ bảng anh đếm. Một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ, 5 tờ, 6 tờ. Bên cạnh có một người cảnh sát, mang theo súng trường, có chút kỳ quái nhìn về cô gái phương đông này. Cô vừa đếm, vừa ngẩng đầu, nhìn khắp nơi đều là hành khách tóc vàng mắt xanh, áo mũ chỉnh tề, cảm thấy đây là nơi an toàn, lại cúi đầu xuống đếm, bình tĩnh và chậm rãi, nhớ tới một câu khác của tiêu đồng, ngồi tàu điện ngầm ở nước Anh, giá khoảng gần 3 bảng Anh, cô nên chuẩn bị hơn 20 bảng tiền tiêu vặt để trên người. Cô nghĩ nghĩ, lại đem tiền giá trị lớn bỏ vào trong ví tiền, rồi cầm lấy hơn 30 tờ bảng anh nhét vào trong túi bên trái mình, lại đem 200 bảng anh nhét vào túi bên phải mình, cầm ví tiền, nhét vào trong ba lô, kéo hành lý, đi tới trước mặt người cảnh sát, lo lắng băn khoăn, nhưng vẫn dũng cảm cười cười, kêu một tiếng, hello. Anh cảnh sát người anh cao to, nâng súng trường lên, nhìn về phía đường khả hình, kêu nhỏ, yes. À, à, đường khả hình xứng sờ tại chỗ, cố nhớ lại tàu điện ngầm hỏi thế nào, cô nuốt một ngụm nước bọt, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, cố gắng cho đại não mình không hoảng loạn, đúng là không thể nói được giọng điệu này, liền không có cách nào, lập tức cầm lấy từ điển Trung Anh, gõ vào chữ tàu ngầm, hiện ra từ underground, ánh. Mắt cô sáng lên, liền ngẩng đầu, nhìn về phía anh cảnh sát đẹp trai, thở một hơi, mới vỗ lồng ngực, lắp bắp nói tiếng Anh, y, y ngắn, y ngắn. Anh cảnh sát đẹp trai vác súng, nhíu mày nhìn về phía cô. Đường khả hình chán đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, vẫn dũng cảm, không cần biết sai hay đúng nói, y. Y ngắn, quan to, no, y, go, go, to. Cô chưa nói hết câu, hai mắt cũng đã ửng lệ, vội vàng hít hít mũi, thật sự không còn cách nào khác, nước nở nghẹn ngào nói, underground, underground, underground. Tôi nghĩ tôi muốn đi tàu điện ngầm, tôi nghĩ muốn ngồi tàu điện ngầm, tôi muốn về nhà. Cô oa lên một tiếng, khóc nức nở. Chương 504, cô gái xinh xắn. Một trận tiếng khóc kéo dài. Tại nước Anh, hôm nay mưa tuyết bay khắp nơi mang theo luồng khí lạnh, cả thành phố chợt u ám cùng với sắc màu xanh thẫm đậm giống như kiệt tác nổi tiếng, thành phố sương mù đơn độc, tại khoảnh khắc này, giữa trung tâm thành phố hoàn toàn không thể hiện ra. Tưởng tượng cùng hiện thực, dù sao cũng có tranh lệch tương đối lớn. Anh cảnh sát đẹp trai đó vẻ mặt bất đắc dĩ giúp đỡ cô bé từ đâu ra đứng ở đại sảnh tầng 2, đưa cô ngồi vào thang máy tốc hành xuống tầng thấp nhất. Ở trong thang máy, đường khả hình một bên khóc nước nở, một bên kéo vali, khuôn mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh cảnh sát đẹp trai kia, nước nở kích động nói cảm ơn, thanh nhu. Cảnh sát xoái ca nâng lên khẩu súng đứng bên cạnh thang máy nhìn về phía cô gái kia khóc thật đáng thương, cũng là cô gái nhỏ đáng yêu, cười cười. Thanh yêu, Đường Khả Hinh nhìn về hướng soái ca ngày càng xa, hướng hắn vẻ mặt kính phục, mới lau đi nước mắt, nắm chặt pha ly, nhìn thân thể mình theo thang máy dần dần xuống tầng ngầm, mới nhớ tới Tiêu Đồng nói với mình: tàu điện ngầm ở Anh Quốc và Trung Quốc không giống nhau, bọn họ lấy màu sắc để phân chia đường bộ, mà chính mình sắp sửa ngồi lên tàu điện ngầm màu xanh. Hơn nữa, tàu điện ngầm của Anh quốc và Trung quốc không giống nhau, nó vốn là tàu điện ngầm xuất hiện sớm nhất trên thế giới, cho nên chạm dừng cùng không gian bên trong tương đối nhỏ và hẹp đường khả hinh còn chưa thấy được một nước anh lãng mạn một nước anh mộng ảo một nước anh mê người cùng truyền thống lịch sử và kiến trúc cũng không có thấy được nam thanh nữ tú nho nhã cô cũng muốn hòa mình với nhiều người như vậy vừa mới liều mạng từ đại sảnh sân bay ra cùng đoàn người bản địa chen chúc trong tàu điện ngầm này đầu đầy mồ hôi vừa nghĩ đến cảnh sát soái ca nhắc nhở mình nói cái vali nặng như vậy thực sự không nên ngồi xe lửa tàu điện ngầm ở anh quốc thực sự rất hẹp rất nhỏ mà có thật nhiều tàu điện ngầm cơ hồ không có thang máy. Đường khả hình hòa vào đoàn người không biết là người Anh, người Mỹ, hay người Đức, không biết là người nước nào, cùng nhau chen chúc vào tàu điện ngầm, vốn vừa nghĩ trực tiếp dựa vào biện pháp thứ hai mà tiêu đồng nói, trực tiếp ngồi xe buýt, thế nhưng hôm nay có mưa tuyết, xe buýt tạm dừng mở cửa, cô nghĩ sớm một chút đến Cambridge, tìm một chỗ nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho nhã tuệ, nghĩ muốn gọi điện thoại cho nhã người bạn thân của mình chớ đẩy chớ đẩy chớ đẩy, đường khả hình đầu đầy mồ hôi kéo vali nặng nề, vừa nghĩ muốn ôm vào cửa tàu điện ngầm, cư nhiên phát hiện tại cửa vào thấy rõ hành khách, cùng toàn bộ đường giao thông hướng chính mình qua đây, cô vội vàng đem tay của mình che lại, còn có khăn quàng cổ cởi ra và mọi người cùng nhau chen chúc, nhún nháo đi về phía trước, rốt cuộc đi vào tàu điện ngầm đến quầy bán vé, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo vali, chỉ liếc qua một cái các màu sắc ký hiệu tuyến tàu điện ngầm bên cạnh. Đã nghĩ đi về phía trước mua vé sau đó, đại não cô tê dại, mở to mắt, dừng lại, nắm chặt hành lý, không thể tưởng tượng ra tàu điện ngầm mình muốn đến, thật là nhiều người đang mạnh mẽ qua đây, cô lại liều mạng chen vào. Phút chốc cô phát hiện mình đã hòa vào văn hóa quốc gia này, không khách khí chút nào đi vào, cùng mọi người phía trước chờ đợi thời gian, cô liều mạng chen về phía trước từng chút từng chút đi qua, rốt cuộc đầu đầy mồ hôi, lấy mũ xuống quạt, ngẩng đầu, một trận sóng người đầy đầy đụng đụng nhau, nhìn thấy tuyến tàu điện ngầm theo màu nâu, màu vàng, màu xanh, màu cam, lại đến màu đỏ tươi, sau đó cô tròn mắt nhìn phía dưới hai bên màu xanh, một màu xanh đậm, một xanh da trời, một tuyến màu xanh. Đó là một chỗ ngồi chẳng rõ ràng gì cả. Đường khả hình thật muốn điên nhìn về phía màu xanh đậm và màu nâu đằng kia, tiêu đồng không có nói là ngồi màu xanh đậm hay màu xanh, cô gấp đến độ muốn khóc nhìn thấy bảng tuyến đường bộ. Cô, một chữ tiếng Anh cũng không hiểu, không có cách nào, thực sự không có cách nào, cô lập tức mở từ điển nhỏ bên trong tìm ra những từ tiếng anh của mình đầu đầy mồ hôi gõ gõ từng chữ từng chữ lại từng chữ phiên dịch màu xanh đậm có cái gì cái gì quảng trường cái gì hoa viên cái gì cái gì nhà bảo tàng đường khả hình trong đầu một trận choáng váng khiến cho đầu đầy mồ hôi tay run rẩy nhìn về phía từ điển tiếng anh sợ đến đầu muốn nứt ra mà đọc theo từ đó nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng bởi vì cambridge nghe nói cách london hơi xa không có khả năng cái gì cái gì quảng trường, cái gì hoa gì viên đi. Cô lại phiên dịch một tuyến đường khác, lặng yên đọc, xanh ra trời, cái gì cái gì quốc phương thập tự, thập. Cô đang trong trạng thái mơ hồ, sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía từ điển tiếng Anh mình vừa dịch, ST, Pancas and King's Cross, ánh mắt cô tức khắc sáng ngời, nhớ lời tiêu đồng nói, theo King's Cross ngồi xe lửa đến Cambridge. Cô kích động nhìn về phía đường xanh ra trời, bên trên ký hiệu King's Cross, nhất định là ngồi tuyến đường này. Cô không nói hai lời, cũng quên khóc, chính mình kéo vali thật to đi tới đó, bởi vì không hiểu tiếng Anh cho nên đành phải đến quầy bán vé mua vé, phía trước có người xếp hàng mua vé, cô vội vàng để ba lô xuống, đói bụng tưởng chừng đứt từng đoạn ruột, từ bên trong ba lô lấy sandwich đã nhét vào lúc trên máy bay, ăn ngấu nghiến, đem sandwich toàn bộ đẩy mạnh vào trong miệng mình, cắn cắn nhai nhai nuốt, thở dốc, ngẩng đầu, nhìn sắp đến lượt mình từ trong túi vội vã móc ra một sấp tiền bảng anh, một người đã rời khỏi. Cô nhào tới cửa sổ quầy vé, nhìn thấy bên trong một người phụ nữ mặc đồng phục, đeo mắt kính thập phần khí chất, nói câu tiếng anh. Đường khả hình hoàn toàn nghe không hiểu, cô vội vàng đem một sấp tiền lớn đến trước cửa sổ, sốt ruột nói King Cross. King Cross, người phụ nữ nhắc mí mắt, liếc nhìn đường khả hình một cái, từ tay cô rút ra bảng anh, nói câu tiếng anh, why do so many people like Harry Potter vì sao có nhiều người thích harry potter như vậy a à, đường khả hình mở to mắt không hiểu nhìn về phía người phụ nữ không hiểu bà ấy đang nói cái gì người phụ nữ không nói gì chỉ đem phiếu đưa cho đường khả hình nói nothing be careful of your forehead không có việc gì cẩn thận chán của cô a à, đường khả hình lại không hiểu nhìn về phía bà ấy người phụ nữ bất đắc dĩ liếc nhìn cô gái trung quốc một cái giơ giơ tay ý nói vị kế tiếp đường khả hinh mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn thật vui vẻ nói câu, thanh yêu. Người phụ nữ không để ý tới cô, đường khả hinh cười cười đi ra, lấy được phiếu, kích động đi về phía sân ga. Lúc này mới cảm thấy không gian tàu điện ngầm thật nhỏ, có một số hành khách vẫn ngồi ở chỗ ngồi phía dưới bức tường, thoạt nhìn thập phần kiềm chế, cô không có nhiều suy nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn thấy tàu điện ngầm chậm rãi lái tới, cô lập tức khẩn trương nhấc cái vali cùng mọi người chen vào tàu điện ngầm, vì vóc dáng cô nhỏ nhắn nên là người đầu tiên đi vào, chiếm được chỗ, ngồi xuống, hai mắt mệt mỏi tản ra. Có một ông lão người Anh khoảng 70 tuổi, mặc âu phục, áo vét khoác bên ngoài, đội nón lưỡi chai, tay chống gậy đi tới, có chút kiêu ngạo nhìn xung quanh. Đường khả hình luôn luôn tự hào kính lão đắc thọ, cô vừa nhìn thấy ông lão lên xe liền đứng dậy nhìn về phía ông lão cười nói, ngài ngồi. Đây là tiếng Trung. Cô nhìn hướng ông lão người Anh, giơ tay lên. Ông lão người anh có chút ghét bỏ nhìn về phía cô gái Trung Quốc, thấy trước mặt cô có chỗ ngồi trống trơn, liền hắng giọng một tiếng, lấy làm kinh ngạc nhưng vẫn đi lại, thanh thanh thúy thúy nói, thanh yêu. Ít ok, đường khả hình khách khí nói một câu, liền kéo vali chen chúc đứng thẳng trong đám người, lau mồ hôi trên chán, cảm giác được tàu điện ngầm chậm rãi bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, cô thở phào nhẹ nhõm nhìn tất cả người tóc vàng mắt xanh ở xung quanh, lòng của cô lại một trận chua sót bởi vì thật nhiều người ở trước mắt, cô vội vã cúi đầu, hít mũi một cái, tự nói, khả hinh, đừng sợ, đừng sợ, lát nữa đến nhà ga King's Cross, đến đó rồi là có thể đến Cambridge, mình sẽ nhanh chóng tìm được cái phòng ăn kia. Ăn một chút gì đó, nằm ở trên giường ngủ một giấc. Sau đó làm việc, đúng vậy, sau đó làm việc, cố lên. Cô cứ như thế động viên chính mình, thế nhưng loại tư tưởng này vừa xong, toàn bộ tàu điện ngầm ầm một tiếng, chạm rừng, đèn sáng một hồi, không thả dừng lại. Cô ngừng đầu mắt trợn tròn, đây là cái loại tình huống gì? Gentlemen, Lady, I am sorry inform you, the underground outtick, các quý ông, quý bà, rất xin lỗi phải thông báo đến các vị, tàu điện ngầm của đoàn chúng ta vì mưa tuyết phải dừng lại. Sau đó nói một câu tiếng Anh, kính xin quý khách xuống xe, thay đổi tàu điện ngầm khác, liền rời đi. Hành khách quát to một tiếng, tất cả đều mắng chửi nhưng vẫn vọt xuống xe. Đường khả hình sợ hãi đến nỗi trái tim đập liên hồi, bởi vì cô không hiểu tiếng Anh, cho nên mở to mắt, nhìn về phía hành khách đang xuống, cô cũng vội kéo hành lý xuống tàu điện ngầm, sau đó cô nhìn thấy vài người đi về hướng nhà ga khác, cũng nhìn thấy vài người đi tới lối ra, hai mắt cô đẫm lệ, cái gì cũng không hiểu, đành phải đi theo một nhóm hành khách, trái tim đập bang bang đi ra chạm rừng, thậm chí nhanh chóng đi theo thang máy trên tòa nhà. Dùng mình một trận thật lớn, nhào vào cửa thang máy. Đường khả hình giật mình ôm chặt áo khoác ngắn của mình, tay cầm vali, cúi đầu, đón gió lạnh, mưa tuyết, đi ra khu vực mờ mịt, thân thể trong nháy mắt bị ướt. Cô không dám nghĩ nhiều, cô gái nhỏ này cho rằng tàu điện ngầm có phải đã xảy ra chuyện gì không, không dám chạy trở lại, chỉ nhìn về phía con đường đó, lộ ra hơi thở lịch sử trong chuyện cổ tích, tất cả đèn đường đều tao nhã, đương nhiên còn có ánh đèn sáng chói của các cửa hàng san sát nhau, người người che dù nhanh chóng đi. Cô, đầu cũng không dám ngẩng, cũng không biết ở đây là địa phương nào, há miệng run rẩy kéo vali rất nặng, chịu đựng thân thể rét cóng bị ướt, thở ra khí lạnh, kéo cái vali thật nhanh, dọc theo nước chảy ẩm ướt, đường phố rộng rãi, đi tới mái vòm của cửa hàng nhỏ mồi xổm xuống, gió lạnh, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía ngôi nhà kiến trúc cổ kính, tất cả mưa tuyết, lộ ra khí tức xa lạ đáng. Sợ, nóc nhà với kiến trúc mái vòm, lộ ra màu đen khủng khiếp, xung quanh toàn là người nước ngoài không quen biết, chạy nhanh về chiếc xe buýt màu đỏ, không biết nó chạy về phương hướng nào. Đường khả hình sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt, toàn thế giới chỉ còn một người là mình, nước mắt tràn ra viền mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô không biết ở đây là nơi nào, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Con đường đi đến Cambridge vẫn luôn ở phía trước nhưng sao mình nhìn không thấy. Một trận khí lạnh ập đến mang theo mưa tuyết rơi trên người cô, cô sợ hãi nhưng ép buộc chính mình phải tỉnh táo, nói với mình, không sợ, không sợ, tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ gọi điện thoại cho tiêu đồng, lập tức liền có thể biết được tiếp theo cần làm cái gì. Dị thường đáng sợ mà cảm giác đó thật là kinh khủng, khôi phục tinh thần, cô gọi thẳng một hơi, hai mắt phiếm hồng, để túi sách xuống, nghĩ tìm đồ bên trong ra, sau đó hai mắt cô ngỡ ngàng tập trung nhìn chiếc ba lô đã buông ra, ngã trên mặt đất ướt súng, tất cả bảng ghi chép rượu đỏ cùng bút máy của cô, còn có thức ăn, tiền thì không thấy, lòng cô chợt lạnh, sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, muốn khóc không dám khóc, chỉ là trong lòng thê lương nước nở, thân thể đóng băng, ngón tay cứng ngắc hết sức run rẩy cầm túi sách, nghĩ rũ ra ví tiền của mình, nhưng không có, không có. cô điên cuồng ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt hoảng loạn sợ hãi, đưa tay ướt đẫm ngồi trên mặt đất, lật sách vở, hộp bút nhỏ, còn có bản đồ, mấy thứ thức ăn. đột nhiên một trận sương mù toàn bao phủ trí óc cô, không có không có không có cô ngẩn đầu gào khóc nhìn về hướng đoàn người đi lại xung quanh đáng thương gọi ai tàn nhẫn như vậy trộm mất ví tiền của tôi a à, là ai a à, không nên đối với tôi như vậy trên người tôi không có gì đáng giá đem tiền trả lại cho tôi van cầu các người gió mưa càng lớn tất cả đều trút xuống trên người cô người đi đường kỳ kỳ quái quái nhìn cô mơ quang không có một điểm đồng tình nào cả ai trộm ví tiền của tôi ai trộm ví tiền của tôi ở trong đó còn có ảnh chụp chân quý của tôi cùng cha ai lấy ví tiền của tôi van cầu các người trả lại cho tôi van cầu các ngươi đường khả hinh đột nhiên đứng lên đứng trong mưa tuyết rơi lệ nhìn cái thế giới xa lạ này khóc kêu to đem tiền trả lại cho tôi trả cho tôi không có nó tôi không biết đi nơi nào tôi sẽ chết tôi sẽ chết đói van cầu các người đem tiền trả lại cho tôi khả hinh bật khóc bắt được người qua đường khắp nơi liền đáng thương gọi, ngài có thấy ví tiền của tôi không? Ví tiền màu hồng phấn, bên trong có kẹp tóc, có tiền, còn có ảnh chụp ví tiền của tôi. Một người đàn ông nước Anh xem cô như người điên, một phen đẩy cô ra. Một cô gái bên trong cửa sổ nghe thấy tiếng khóc, một trận kích động đi đến, đón gió mưa nói gâu, liền đem vali của cô đẩy ra. Không muốn, đường khả hình thoáng cái vào tới ôm cái vali, ôm chặt cái vali, ngửa mặt nhìn toàn bộ thế giới trắng xóa, mưa tuyết tùy ý chút trên người của mình, thậm chí tóc ngắn đóng băng, đông lạnh toàn thân phát run, lại đáng thương khóc lên. Đèn đỏ sáng lên, một chiếc Lamborghini màu bạc đắt tiền dừng nơi đèn đỏ. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu bạc, khoác áo len màu trắng cổ áo chữ V bên ngoài, một tay đặt trên tay lái, ngồi trong xe ấm áp, vẻ mặt ái muội cười, bên cạnh là một mỹ nhân tóc vàng ăn mặc khiêu gợi, tựa trong ngực hắn, làm bộ muốn yêu hắn, hắn cười to thật đẹp trai, Ngẩng đầu nhìn về phía đèn đỏ đang sáng, hơi quay đầu, nhìn phong cảnh bên đường, nhìn thấy mưa tuyết thập phần mông lung, có một thân ảnh màu trắng đang đứng trước cửa hàng nào đó, ôm cái vali, dường như đang khóc nức nở. Hắn dừng ánh mắt nhìn về phía cô gái đó, bởi vì bên người cô gái đó có cái vali màu xanh nhìn rất quen mắt. Đèn xanh sáng. Mỹ nhân tóc vàng bên cạnh ấn nhẹ lồng ngực hắn, gợi cảm quyến rũ nhắc nhở hắn. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang nhìn mỹ nhân một cái, liền cười lái xe mất hút. chương 505, không xứng. Kỳ thực mùa xuân ở Luân Đôn, vẫn tới sớm hơn so với những nơi khác, hiếm khi thấy lần này lại có thêm mưa tuyết, còn có sương mù dày đặc, toàn bộ quang cảnh đều mơ hồ. Sau khi trận mưa tuyết qua đi, cơn lạnh nhanh chóng kéo đến, ánh mặt trời muốn xuyên qua những tầng mây, nhưng vẫn không thể xuyên qua được, lại ở trên không trung tạo thành một dãy quầng sáng, nhẹ chiếu một vài tia sáng yếu ớt xuống những vùng đất khác, xa xa truyền đến những tiếng chuông, hai chiếc xe hai tầng màu đỏ thấm, chậm chậm chạy dọc theo đường cái. Đã từng nghe nói về trận xương mù dày đặc ở Luân Đôn sao? Thực ra nó càng làm cho thành phố nhỏ bé này nhẹ nhàng, mù mịt hơn, còn có một vài công trình kiến trúc tầng dưới cùng đầy bí ẩn lãng mạn, chỉ là những thứ này, chủ yếu là do một người nào đó đi khai quật, bên trong mỗi một cái cửa sổ đều khắc hoa văn màu trắng, nâu, xanh, đỏ, đều lộ ra ánh sáng rực rỡ màu vàng cây quyết rất ấm áp. Ẩm ướt, chỗ này vốn chỉ có một hương vị, bởi vì không khí của nó cũng có chút ngưng tụ lại. Cửa ra vào tàu điện ngầm, có một cô gái nhỏ đã đến nhà vệ sinh gần đó, thay áo len màu đen, quần jean màu đỏ, mang giày tuyết đen, bên ngoài khoác áo màu đỏ thấm, đội chiếc mũ cùng màu, ôm cái vali hành lý của mình, không dám bước đi tới bất cứ chỗ nào, chỉ trốn bên trong bức tường màu trắng, sắc mặt tái nhợt, bụng đói, đau lòng mở to hai tròng mắt mệt mỏi, dã rời nhìn thoáng qua lối đi nhỏ bên cầu thang, mọi người qua lại, chợt có một ông lão người anh ước chừng 67 tuổi, mặc áo trong ca rô màu xanh trắng. Quần màu đen, ngậm điếu xì gà, đeo kính đứng lên, chợt dừng lại, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ này một cái. Bởi vì trước đó bị người khác xua đuổi, người ở thành phố này thở ơ, nặng nề mà chúc giận lên đầu cô gái nhỏ này. Cô lập tức sợ hãi cùng đề phòng ôm lấy vali hành lý của mình, hai mắt tỉnh táo ngẩng đầu, thân thể nép sát vào vách tường, nhìn về phía ông lão, dường như cảm nhận được sự sợ hãi cùng đề phòng của cô, ông lão bước qua. Đường Khả Hinh nhìn ông đi qua, cô mới nặng nề thở gấp một hơi, cơn khát làm cho sinh lực của cô gần như mất hết, dã rời, sắc mặt tái nhợt, thậm chí đổ ra một chút mồ hôi lạnh. Mặc dù gió tuyết đã qua đi, nhưng cô vẫn sợ sệt cùng tuyệt vọng như vậy. Cô không biết thời gian đã qua bao lâu, không dám xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai, chỉ biết là nếu trời đã tối, mình không thể ở lại đây run run rẩy rẩy cô gái này toàn thân lạnh buốt run rẩy mệt mỏi cố gắng chống thân thể đứng lên ai ngờ trượt chân cô khẽ kêu lên một tiếng cả người và hành lý ngã nhào trên mặt đất vali hành lý bịch 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 rơi dọc theo cầu thang màu trắng rớt xuống phía dưới cô nằm bò trên mặt đất nhìn cái dương hành lý rớt xuống chỗ rẽ cầu thang mặc kệ mệt mỏi vội vàng sốt ruột kéo cái dương hành lý màu hồng phấn của mình lên thở ra một làn khói trắng chạy nhanh tới phía dưới cầu thang kéo cái dương hành lý lớn Nuốt một ngụm, cổ họng khô rát, thân thể vô cùng nặng nề và mệt mỏi, cô lập tức muốn ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng cắn chặt răng, kéo cái vali hành lý, muốn đi lên trên cầu thang. Không biết làm sao với cái vali hành lý thực sự rất nặng này, bên trong tùy tiện nhét áo khoác vừa rồi bị ướt cùng quần áo. Cô kéo vali hành lý, cố hết sức, toàn thân đổ mồ hôi, vừa kéo vừa bước lên từng bậc từng bậc thang một. Một cánh tay trắng nõn đột nhiên nhẹ nắm bên vali hành lý kéo lên. Đường khả hình nháy mắt sợ hãi xoay người, mở to mắt nhìn về phía người mặc âu phục màu đen, sơ mi màu trắng, đeo cà vạt màu đen, dáng người nhỏ gầy, một người đàn ông người anh đặc biệt đẹp trai, tim lại đột nhiên phát lạnh, theo thói quen sợ hãi, cô vội vàng nắm chặt vali hành lý của mình lên, kêu to anh muốn làm gì vậy? Anh muốn làm gì? Stop, stop, it too heavy, let me help you carry it up, Người đàn ông người anh có phần sốt ruột nhưng vẫn hết sức phong độ nhìn về phía cô gái nhỏ, nói. Anh tránh ra, anh tránh ra, no, no, đường khả hinh một lần nữa sợ hãi muốn kéo vali hành lý của mình lại, gấp đến mức hai mắt đều đã đỏ. It too heavy, let me help you carry it up. Người đàn ông lại nhìn về phía cô gái nhỏ này, kiên trì nắm chặt hành lý trong tay cô, dùng ánh mắt cùng cử chỉ nhắc nhở ý muốn giúp cô sách hành lý đi lên trên đường khả hình có chút hiểu ra nhưng vẫn cực kỳ hoảng sợ bất an nắm chặt vali hành lý nhìn anh ta trong đầu không khỏi nhớ đến chuyện vừa rồi ở trong nhà khách có một phụ nữ người anh đẩy vali hành lý của mình đuổi mình đi người đàn ông người anh có chút ôn nhu lúng túng mỉm cười anh nắm chặt vali hành lý của cô kéo đi giúp cô mang lên cầu thang đường khả hình cảm nhận được anh ta không phải là người xấu nhưng vẫn hết sức đề phòng run lẩy bẩy vừa nhìn anh ta vừa nắm chặt vali hành lý của mình, chỉ cần anh ta dám cướp vali hành lý của mình, cô liên ôm đến chết không rời. Một cơn gió lạnh thổi đến. Người đàn ông người anh đã giúp khả hình, đem hành lý ra tới cửa tàu điện ngầm, nhìn về phía cô khẽ cười, hai tròng mắt thâm thúy hiện ra một chút thiện ý. Đường khả hình vẫn kinh hoàng bất an, lại nhìn thấy người đàn ông đối diện quả thực chỉ là giúp mình kéo vali, loại cảm giác này lại làm cho cô cảm động cùng xót xa trong lòng, vội vã khom lưng, nhìn về phía người đàn ông nghẹn ngào nói thanh nhu yêu really welcome người đàn ông trước mặt nói xong liền rời đi đường khả hinh nhìn về phía người đàn ông đang dần đi xa chỉ còn thấy bóng lưng rất ôn nhu cùng phong độ cô nuốt một ngụm cổ họng khát khô lúc này mới chậm chạp xoay người hai tròng mắt mơ hồ và rời rạc nhìn thấy bão tuyết đã ngừng trước mặt con đường hiện lên rõ rệt thiết kế theo lối kiến trúc cổ mỗi căn nhà đều có những họa tiết trang trí tao nhã bên trong là những ngọn đèn vàng ống ấm áp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người bên trong di chuyển. Đường phố uốn lượn, trái phải hai bên đường có những đoạn đường có một vài thân cây uốn cong, rụng xuống vài chiếc lá màu vàng. đèn đường màu đen cổ điển, sáng lên ánh sáng màu cam lấp lánh. truyền đến một hồi chuông êm tai. trong nháy mắt cô quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa đang mở ra ở trong một cửa hàng nhỏ. một cô gái xinh đẹp tóc vàng, mặc váy ngắn thời thượng màu đen, áo khoác ngoài cùng màu bên hông quấn một thắt lưng nơ hình con bướm xinh đẹp, ôm một bó hoa bách hợp tươi đẹp vào lòng, nở nụ cười dịu dàng, dọc theo đường phố uốn lượn, bước về phía trước. Đường khả hình nắm chặt pha ly hành lý, nhìn về phía con đường yên tĩnh sau trận mưa gió, người đi đường bắt đầu dần nhiều hơn. Bong, bong, bom. Tiếng chuông giáo đường từ xa truyền tới. Đường khả hình chậm chạp quay đầu, cư nhiên nhìn về phía cửa tàu điện ngầm, cách con phố đối diện, chính là nơi đầu tiên mình đã đi lên, thấy một kiểu kiến trúc tao nhã, là giáo đường nhỏ thiết kế kiểu Gothic, bên trong đi ra một ông lão mặc giáo phục màu trắng, vẻ mặt thản nhiên, mang theo vài tia nghiêm túc, nét mặt thần bí nhìn về phía một vị khách đến đấy, đang nói gì đó. Đi dạo đường phố xinh đẹp, bỗng nhiên du dương truyền đến một bài hát, sông Babylon, càng về sau tiết tấu càng vui vẻ, sôi nổi. Dường như âm thanh của máy quay đĩa cũ, đi qua bao thế hệ rồi dừng lại nơi đây. Đất nước này, Thành phố này dẫn đầu về hiện đại hóa cùng với lịch sử lâu đời, cho nên những người dân nơi này tuân theo truyền thống một cách sâu sắc, mà sức sống lại tỏa ra từ bốn phía, thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người da đen, chân đạp xe đạp, chạy qua đường phố ướt át, xe buýt hai tầng màu đỏ thẫm, lại theo đường phố nhỏ ngoằn ngoèo chạy qua, thoảng qua một đợt không khí ấm áp mà nồng đậm phong cách cổ xưa. Tim bắt đầu có chút hiên tĩnh lại. Đường Khả Hinh nắm chặt vali hành lý kéo đi, vốn dĩ lúc đầu hai mắt rời rạc dần dần đã ấm áp, dũng cảm bước những bước đầu tiên, đi qua con đường. Cửa hàng ở nước Anh, rất dày đặc, tại đây có hơn một ngàn vạn người dân thành thị, rất giỏi về trang trí không gian, khi ta dọc theo những chậu hoa và cây cảnh trang trí của cửa hàng, có thể nhìn thấy bên trong bố trí nhiều đồ vật, đều rất chặt chẽ, một cửa hàng tinh phẩm bố trí toàn búp bê Barbie, theo như cánh tay người lớn thì cao hơn một thước, tất cả đều biểu lộ khuôn mặt mộng ảo tươi cười, thỉnh thoảng còn có vài món đồ tinh xảo, khéo léo, được treo trước cửa kính cửa hàng cao vời vợi. Đường khả hình kéo vali hành lý, tò mò nhìn về phía những con búp bê Barbie kia. Dù sao cũng là tâm tư cô gái trẻ. Nhìn thấy búp bê Barbie nhỏ đáng yêu như thế, trong lòng không khỏi nhu hòa, hai mắt bắt đầu dần dần tràn đầy tinh lực. ầm, um, có người đi đường ngang qua, đụng phải thân thể của cô. Cô lại hoảng sợ kêu lên một tiếng, sợ hãi ôm dương hành lý, nhìn về phía người đi đường kia. Sorry có một bà lão ước chừng hơn 50 tuổi, quần áo tùy ý, nhìn về phía đường khả hình khéo léo tươi cười, bày tỏ sự xin lỗi. Đường khả hình kéo chặt pha hành lý, cũng gật gật đầu. Người đi đường dần dần nhiều hơn, qua lại nhộn nhịp hơn. Đường khả hình nuốt xuống một ngụm cảm giác cổ họng khô rát, kéo vali hành lý, tiếp tục đi về phía trước, trước còn cho rằng trong túi áo khoác ngoài màu trắng của mình còn có 200 bảng, không nghĩ đến cũng bị người ta móc đi mất rồi, trong túi bên này rơi rất mất trộm, còn có 10 bảng. 10 bảng anh, 10 bảng anh có thể làm gì đây? Ngồi hai chuyến tàu điện ngầm sẽ không đủ, hai mắt cô ngấn lệ, nhưng vẫn cắn chặt răng, tự dặn mình không khóc, không được phép khóc, không dám dùng bừa bãi tiền trong túi sách của mình. Dọc đường đi qua cửa hàng bánh ngọt, cô kéo hành lý, nhìn vào bên trong căn bếp nho nhỏ, toàn bộ bố trí nhiều thứ mà ở trong nước chưa từng được thấy qua, chưa từng thấy bánh mì khoanh tròn như thế, còn có rất nhiều loại bánh mì, Cô nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực nhìn vào bên trong cửa hàng bánh mì, không biết có bao nhiêu là mùi vị thơm ngọt, trơn mềm, thậm chí cô nhìn thấy có một gì ở bên trong, cầm trong tay một khối pizza, cẩn trọng cắn một miếng, sau đó kéo ra dài thật dài, nét mặt bộc lộ nụ cười thỏa mãn, vừa ăn vừa hài lòng nói chuyện. Đường khả hình nhìn gì ấy ăn, nuốt một ngụm nước bọt. Trong cửa hàng nhân viên đang làm việc, vừa nâng một mẻ bánh mì khoanh tròn, đi ra, phát hiện phía bên ngoài cửa kính, có một cô gái, liền nghiêng mặt nhìn. Đường khả hình vội vã kéo vali hành lý, hai mắt hơi đảo loạn cùng gấp rút, bước nhanh về phía trước. Không mục đích bước đi về phía trước, vì tâm tình dần dần hoang mang, cũng không để ý đến phong cảnh tươi đẹp trước mắt. Lòng của cô dần trở nên yếu đuối, đang muốn đi về phía trước, đột nhiên nhớ đến quán rượu của Trang Hạo Nhiên, hình như tên Head Row. Dừng bước lại, hai mắt cô mờ mịt lưu chuyển, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên, trong lòng không khỏi tự chủ thoáng qua một tia ấm áp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tạm thời không quan hệ, em không xứng cùng tôi đàm luận về rượu đỏ. Một giọng nói, lạnh lùng truyền đến. Đường khả hình nhớ tới giọng nói này, hai tròng mắt cô khẽ chấp, không cho phép mình rơi lệ, mà tiếp tục kéo vali hành lý nặng nề, tiếp tục đi về phía trước, vừa nhìn quang cảnh xung quanh, vừa nghĩ biện pháp, đang lúc cô bước qua con phố thật dài với những quán bia, lại nghe đến tiếng uống rượu vui cười, cô kỳ quái quay đầu lại, cư nhiên. Nhìn thấy một quán bia đầu tiên bằng lều vải màu xanh lá, tụ tập toàn là đàn ông, bọn họ nhao nhao lấy ra trong tay mấy tờ bảng anh, nện ở trên sân nhỏ, trái phải bày một ly bia thật lớn, tương đương với ba chai bia, sau đó bọn họ dùng tiếng anh ở một chỗ không biết nói cái gì. Đường khả hình sửng sốt, vì đã từng làm ở quán ba, cô hiểu, đây là thi uống bia, người nào thắng, có thể lấy tiền trên bàn đi, cô không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục kéo cái vali hành lý đi về phía trước, lại lập tức dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 505.